chương 511, trang bức sự tình, còn phải ta phổ thông đậu đến. Một tiếng rơi xuống. Tràng diện nhất thời yên lặng lại. Một cổ khí tức quỷ dị, bắt đầu không ngừng tràn ngập ra, kế mông hậu nhân vốn là muốn mở miệng, giờ phút này sinh sinh nhịn xuống, động làm dùng sức quá mạnh, không khỏi để sắc mặt hơi hơi vặn vẹo, đúng vậy, đây là dùng sức quá mạnh, tuyệt đối không phải bởi vì bị một câu nói kia khiếp sợ đến. Hổ kinh thiên thần sắc run rẩy, nội tâm bắt đầu gầm hét lên, trong thiên hạ lại có này người vô sĩ. Nhân nghĩa lễ trí tính cái này sợ là một cái đều không đáp một bên. Nói toàn bộ đều là nói mát. Kế mông hậu nhân cùng hổ kinh thiên đều dùng lấy quỷ dị ánh mắt, nhìn lấy đậu trường sinh, trong lúc nhất thời không người mở miệng. Ước chừng đi qua một hồi, vẫn là đậu trường sinh chủ động mở miệng hỏi, Sơn Hà xã tắt đồ khôi phục điều kiện. Đến cùng là cái gì? Một lần nữa hỏi một lần. Hổ kinh thiên đến cùng là thần ma, tiếp nhận năng lực là rất mạnh, giờ phút này lấy lại tinh thần, trầm ngâm một chút mở miệng nói, Sơn Hà xã tắt đồ vì yêu tộc chí bảo, thượng cổ thời kỳ liền bị yêu tộc chấp chưởng liên quan tới hắn loại loại năng lực chỉ cần liên quan đến yêu tộc điển tịch cũng là không vòng qua được đi một đạo khảm thiên hạ vạn tộc cũng sẽ không lạ lẫm có thể liên quan tới như thế nào mới có thể thu hoạch được sơn hà xã tắc đồ tán thành hoàn thành đối sơn hà xã tắc đồ khôi phục chấp chưởng sơn hà xã tắc đồ đây chính là yêu hoàng một mạch bất truyền chi bí hổ kinh thiên cũng không có khoe khoan tâm thản nhiên tiếp tục nói bất quá cái này vô số năm trôi qua không biết bao nhiêu người phỏng đoán đại thái đã khóa chặt một cái phạm vi nhất là lần này yêu tướng cách làm, trong mắt của ta muốn khôi phục sơn hà xã tắc đồ. Thu hoạch được sơn hà xã tắc đồ linh tính tán thành, hắn trung phương pháp không nằm ngoài cũng là vạn yêu bình đẳng, hoặc là ái. Đậu Trường Sinh không có phương diện này tương quan tri thức, ánh mắt hướng về kế mông hậu nhân nhìn qua, đây cũng là tìm đến kế mông hậu nhân một trong những nguyên nhân, nhân tộc một phương khẳng định cũng có suy đoán của chính mình, có thể nghiệm chứng hổ kinh thiên nói chuyện có hay không đáng tin cậy, có phải hay không thuần túy mộng chính mình. Có so sánh về sau, mới có thể phán đoán lời nói thật giả kế mông hậu nhân khẽ gật đầu tán thành nói tộc ta đối với sơn hà xã tắc đồ phỏng đoán cũng tại cái này một cái phạm vi bên trong thượng cổ tiên đạo huy hoàng thời kỳ có thể khai sáng yêu tộc yêu hoàng là một vị chánh thức nhân từ yêu tộc hoàng giả cho nên tộc ta phỏng đoán không phải nhân cũng là ái bây giờ xem yêu tướng cử động phổ biến vạn yêu hòa thuận bình đẳng sống chung lại có cùng bình thản bình đẳng cái này cũng không tính sai đậu trường sinh khẽ lắc đầu nói hòa bình bình đẳng đây là yêu tướng phổ biến có thể yêu tướng vẫn chưa khôi phục sơn hà xã tắc đồ linh tính thu hoạch được chấp chuẩn sơn hà xã tắc đồ tư cách rất có thể là yêu tướng mong muốn đơn phương chỉ có thể xem như dự bị đậu trường sinh trầm mặt một chút lúc này mới lên tiếng nói thượng cổ tiên đạo cực kỳ sáng chói huy hoàng trong truyền thuyết có thể được xưng là chân quân cùng thiên tôn cường giả tầng tầng lớp lớp chân quân đây là thiên tiên một loại tôn xưng từ trước đến nay thu hoạch được này xưng hào người thực lực nhất định tại thiên tiên bên trong tài năng xuất chúng chưa chính mình đại ca loại này Kim Tôn là đúng Kim Tiên Tôn xưng, bình thường phiếm chỉ tông môn lão tổ, muốn là vương triều chi chủ, là lấy đế quân đến xưng hô. Yêu tộc chi chủ, nhất định là một tôn bất hủ Kim Tiên. Mà lại không phải chỉ một tôn, dạng này đại tộc, tuyệt đối không thiếu hụt hoàng cùng đế. Bọn họ là chưa hoàng cùng nổi lên, hoàng cùng đế cùng tồn tại, cộng đồng chữa trị yêu tộc, vẫn là chỉ là tôn còn lại bất hủ Kim Tiên là đế, đến một cạn danh dự yêu hoàng, tại yêu tộc bên trong vẫn chưa có quyền chui. Một cơ hội này hiếm thấy, Đậu Trường Sinh đương nhiên sẽ không trung thực đi thành thành thật thật phân tích, tự nhiên là có chỗ trống thì chui vào bên trong, thượng cổ tiên đạo bí văn, bất kỳ một cái nào tin tức, đều là giá trị vô lượng, tương lai không chừng thì cần dùng đến, lúc này không bạch chơi chờ đến khi nào. Kế mông hậu nhân hiện ra cười yếu ớt không nói một lời, hổ kinh thiên nhìn thật sâu Đậu Trường Sinh liếc một chút, cái này cẩn thận nghĩ đã rõ rành rành, bất quá cũng không để ý, Đậu Trường Sinh tại hổ kinh thiên xem ra bất quá là người sắp chết, đợi đến chính mình vượt qua một kiếp này, có vô số loại biện pháp bào chế đối phương. Hổ Kinh Thiên chậm chậm nói, thượng cổ tiên đạo sáng chói huy hoàng, kim tiên bất hủ, có thể thời gian khá dài bên trong, vẫn là kim tiên cũng không ngừng một vị hai vị, yêu tộc hoàng cùng đế, không biết xuất hiện bao nhiêu. Bọn họ danh tiếng uy chấn vạn cổ, có thể cường đại tới đâu hoàng cùng đế, tại dài dằng dặc thời gian cọ rửa dưới, bọn họ năm đó hoàn thành sự nghiệp to lớn, kinh thiên động địa hành động vĩ đại, đều dần dần bị thời gian trường hà che giấu, biến mất tại trong lịch sử. Bây giờ thượng cổ tiên đạo rốt cuộc xảy ra bao nhiêu tôn bất hủ kim tiên, liền tiên đạo đều không thể thống kê, càng không cần trải qua thiên biến, thượng cổ điển tịch đại bộ phận rơi mất, bây giờ lấy được thượng cổ bí ẩn chỉ là vụn vặt. Nhưng có người cho dù là thời gian đều không thể mai tán, này kinh lịch lạc ấn tại thời gian bên trong, chỉ cần thế giới bất diệt, thì sáng tạo thần thoại liền sẽ không biến mất. Sơn Hà xã tắc đồ sáng tạo giả, Hoa hoàng chính là một người trong số đó. Nàng đã siêu thoát thời gian, hoàn thành thăng hoa, vì thiên hạ sinh linh khai sáng con đường phía trước, chứng minh kim tiên phía trên còn có đường, đã siêu thoát thế giới, rời đi vùng thế giới này, đi đến vô biên hỗn độn. Đáp lễ hắn lộ ra kính ngưỡng chi sắc, dù là bản thân không phải yêu tộc, nhưng đối với cái này một vị tiên hiền, con đường phía trước người khai sáng, y nguyên có kính trọng, thậm chí cả sùng bái. Đây là có rõ ràng ghi chép, chánh thức đột phá bất hủ kim tiên, hoàn thành thăng hoa người. Yêu tộc hùng bá viễn cổ niên đại, cũng chính là qua hoàng siêu thoát về sau, yêu tộc vì truy cầu oa hoàng cước bộ, đưa tới đại loạn, thượng cổ tiên đạo bắt đầu đại hưng, đánh tan yêu tộc tàn quân, chung kết yêu tộc bá quyền mở ra thượng cổ thời đại. Một thời đại, có một thời đại truyền kỳ. Viễn cổ là lấy huyết mạch thần thông ngang dọc niên đại, công bằng, chân long, kỳ lân, chân phượng, các loại đều sinh mà cường đại, có thần ma thực lực, đệ nhất yêu tộc cũng là trời sinh đất nuôi tiên thiên thần thánh, không cần tu hành, liền có thể bắt sao cầm trăng. Thượng cổ thời đại yêu tộc đã xuống dốc nhiều lắm, đã quy về tiên đạo phía dưới, hoàng cùng đế cùng tồn tại, coi như không có thực tế quyền hành, có thể cũng có thể chi phối yêu tộc. Như hiện nay các tộc tiên thiên thần ma, bọn hắn thái độ cùng ý chí, là không thể sơ sót. Đây hết thảy bây giờ kể ra cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, thượng cổ chung kết thiên biến, đã tống tán tiên đạo, thiên địa lưu lạc làm phế tích. Đậu trường sinh liên tục gật đầu, nhưng trong lòng phỉ bán lên, cái này hổ kinh thiên cũng rất cẩn thận, nhìn như hào sản tư thái, kỳ thực nói hồi lâu về sau, chỉ là đem sơn hà xã tắc đồ tương quan bộ phận nói ra, còn lại là nửa điểm nội dung không có. Mà oa hoàng tương quan sự tình, cũng không tính là cái gì tuyệt mật bất quá có thể làm cho đậu trường sinh xác định một việc cái kia chính là một phương thế giới này cùng ở kiếp trước quả nhiên liên lụy không nhỏ phàm tục còn chưa tính nhưng liên quan đến thượng cổ cùng thần thoại quá nhiều chi tiết đều đã chứng minh liên quan con mắt nhìn liếc một chút hổ kinh thiên không có tiếp tục truy vấn đối phương hiển nhiên là không muốn nhiều lời mà chính là trong lòng cấu kết kế mông hậu nhân chủ động mở miệng nói hoa hoàng nắm đất tạo người có sao kế mông hậu nhân kinh ngạc nói ngươi từ nơi nào lấy được tin tức có thượng cổ điển tịch ghi chép sao đây nhất định là sai lầm. Ta nhân tộc đảng sinh tại viễn cổ, tương truyền vì yêu tộc bên trong hầu tộc bên trong một chi, từ thượng cổ tiên đạo đại hưng về sau, tộc ta thoát ly hầu tộc, đơn độc tự thành nhất tộc, tộc nhân bắt đầu bái nhập tiên đạo môn hạ, từ đó thu hoạch được phương pháp tu hành, tộc ta thực lực càng ngày càng mạnh, rốt cục thoát khỏi cường tộc đồ ăn vận mệnh. Kinh quá thượng cổ tiên hoàng nhiều đời nỗ lực, thiên biến sau tiên hiền dùng mệnh, lúc này mới có ta tộc hôm nay chi thịnh. Loại này bàn môn tà đạo điển tịch, khẳng định là sai lầm kế mông hậu nhân trực tiếp phủ quyết có thể đậu trường sinh nghe được đối phương cũng không xác định dùng tương truyền hai chữ nhân tộc chân chính xuất xứ đi qua thời gian rất dài diễn biến cũng sớm đã không thể kiểm tra chứng nhận bởi vì vì nhân tộc trước kia quá mức thê thảm viễn cổ thời đại huyết mạch là vua chân chính đỉnh chuỗi thực vật là chân long cùng kỳ lân loại sinh vật này bọn họ sinh mà có thần ma thực lực mà nhân tộc so sánh với bọn họ liền pháo hôi cũng không tính hoàn toàn ở vào mất chuỗi thực vật tận cùng dưới đấy, là đồ ăn của bọn họ viễn cổ thời đại đều thuần hóa huyết mạch càng là phản tổ thực lực càng mạnh, nhân tộc không có ngọn nguồn có thể ngược dòng tìm hiểu, hoàn toàn là một bộ huyết lệ sử, có thể tộc quần bất diệt, cũng là bởi vì nhân tộc thích ứng lực cùng sinh sôi năng lực. Cho đến đến thượng cổ tiên đạo đại hưng, nhân tộc mới thay đổi hiện trạng, phương pháp tu hành xuất hiện, để nhân tộc cường đại lên, người kiệt xuất cũng có thể đối đầu chân long. Viễn cổ thời đại lịch sử, hoàn toàn là trống rỗng, mà vạn tộc tại viễn cổ thời đại cũng sẽ không quan tâm nhân tộc, đợi đến nhân tộc cuộc khởi về sau, lại nghĩ ngược dòng tìm hiểu lai lịch lúc, viễn cổ thời đại căn bản không có bất kỳ ghi lại nào, thời kỳ đó như nhân tộc bực này đồ ăn chủng tộc nhiều vô số kể, nhân tộc căn bản không có chỗ thần kỳ. Cái này một cái đạo lý đậu trường sinh hơi suy nghĩ, liền có thể nghĩ minh bạch, cho nên hầu tộc chi nhánh lý do thoái thác, thuyết pháp rất có sức thuyết phục, hai người tương đối tương tự, muốn là thông vệ linh quả, phát sinh một loại nào đó diễn biến là rất bình thường. Kế mông hậu nhân tin tưởng, cũng không chút nào để ý lai lịch, bởi vì kim cổ nhân tộc xưng bá, là tiên hoàng dùng mệnh, tiên hiền phấn đấu tới bá nghiệp mà không phải trời cao ban cho có thể đậu trường sinh trong lòng hiểu rõ hoa hoàng tạo người khả năng cực cao bởi vì hai phe thế giới có liên quan thần thoại giống thật mà là giả chi tiết khả năng có biến hóa chỗ mấu chốt nhất tuyệt đối sẽ không biến bổ thiên tạo người đây là hoa hoàng công nghiệp là này cơ sở đậu trường sinh đột nhiên phát hiện một việc ở kiếp trước thần thoại một thế này cũng là có thể xem như nội tình tuy nhiên không thể tin hoàn toàn có thể dùng để tham khảo vấn đề không lớn tạo người một chuyện còn nghi vấn có thể dùng để tham khảo lời nói cái gì tham khảo cái kia chính là thật sơn hà xã tắc đồ chính mình cũng có quyền thừa kế a cái này tính gộp cả hai phía tính toán cái này thì là đồ vật của mình đậu trường sinh bàn tính một chút mở miệng đối kế mông hậu nhân hỏi thượng cổ thời kỳ chấp chưởng sơn hà xã tắc đồ yêu hoàng đối với nhân tộc thái độ như thế nào cái vấn đề này lập tức đem kế mông hậu nhân làm khó kế mông hậu nhân suy nghĩ một chút chần chờ mở miệng hỏi thượng cổ thời kỳ tiên đạo đại hưng yêu tộc làm đời trước thiên địa bá chủ, là bị tiên đạo áp chế, yêu tộc thời gian sống rất khổ. Mà ta nhân tộc cũng mới quật khởi, song phương vẫn chưa có cái gì tiếp xúc. Đây là kế mông hậu nhân tri thức điểm mù, đậu trường sinh không ở trong lòng đặt câu hỏi, mà chính là đối hổ kinh thiên hỏi một lần. Hổ kinh thiên trầm ngâm nói, yêu tộc cùng nhân tộc quan hệ hẳn là không tệ, còn lại ta cũng không nói được, chỉ là nhớ kỹ các ngươi nhân tộc nào đó một vị hoàng giả, cưới yêu tộc nữ tử vì chính thê. Kim cổ quan hệ chuyển biến xấu, cũng là bởi vì nhân tộc cuộc khởi, bắt đầu đè ép yêu tộc sinh tồn không gian, từ đó đưa tới xung đột, thượng cổ thời kỳ nhân tộc kém xa hiện tại mạnh, cùng yêu tộc không có cái gì xung đột. Một câu nói kia về sau, đậu trường sinh đã trong lòng hiểu rõ, đem hai người lời nói toàn bộ kết hợp một chút, muốn khôi phục sơn hà xã tắc đồ linh tính, nhất định phải có nhân cùng ái, yêu tướng lấy vạn yêu hòa thuận, bình đẳng sống chung, như vậy cũng muốn tăng thêm. Chỉ là yêu tướng đi đường quanh co, hắn lý giải bên trong vạn yêu không có sai, có thể thiếu sót mấu chốt nhất nhất hoàng, cái kia chính là nhân tộc. Thượng cổ yêu hoàng tâm cũng đen đây. Điểm này tuyệt đối là đời đời yêu hoàng một mạch bất truyền chi bí, tuyệt đối sẽ không rơi vào văn tự, chỉ là truyền miệng. Còn lại toàn bộ đều ghi chép tại trong điển tịch, yêu tướng không biết làm sao thu được truyền thừa điển tịch, có thể khuyết thiếu mấu chốt nhất nhất hoàng, bất luận làm thế nào cũng không thành công. Nhất là kim cổ thời đại về sau, nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ chuyển biến xấu, người nào cũng không nghĩ ra nhân tộc cùng yêu tộc liên lụy. Yêu tướng liền xem như dù thông minh, không có phương diện này khái niệm, căn bản nghĩ không ra sát vách nhân tộc sẽ trọng yếu như vậy. Theo như cái này thì Sơn Hà xã tắc đồ, rõ ràng cũng là qua hoàng lưu cho nhân tộc chí bảo, cũng là bị yêu tộc cho đen, trắng trắng bị bọn họ dùng một cái thượng cổ thời đại, cái này không chỉ là muốn đem Sơn Hà xã tắc đồ mời trở về nhân tộc, còn phải thu một khoản lợi tức. Nghĩ đến viễn cổ thời đại nhân tộc bi thảm cảnh ngộ, lợi tức này đến lật hơn trăm lần, nếu là có Sơn Hà xã tắc đồ, nhân tộc làm sao lại thê thảm như vậy, đây hết thảy đều là yêu tộc tạo thành. Muốn hai tộc bình đẳng, hòa thuận sống chung, đậu trường sinh chần chờ một hai sau cùng thở dài một hơi gạt người dễ dàng lấn trời khó cái kia ngốc ngây thơ các loại không được có thể có một chút tốt cái kia chính là phẩm đức quá cứng nhân đạo chi kiếm trạm lô có thể tán thành nhưng phương diện này tất nhiên là không cần nhiều lời khẳng định là quá quan thích phương diện này vấn đề cũng là không lớn nhưng từ từ trước đến nay đều liền cùng một chỗ tuy nhiên đây là yêu tộc có thể chỉ cần rộng khắp một số quảng bá đến thiên địa chúng sinh lấy đại ái thay thế tiểu ái lập thiên kiếp xây luân hồi thưởng thiện phạt ác người tốt có hảo báo ác hữu ác báo nghiêm ngặt mà nói vạn tộc được lợi không cực hạng tại nhất tộc một nước một nhà một tính thật sự là không cam tâm a à. hết thảy đều chuẩn bị hoàn thành sau cùng trang bức thời khắc lại muốn đổi người mà không phải mình kim đậu thần sắc biến ảo không ngừng đối với mình suy luận tin tưởng vững chắc không nghi ngờ nhận vì tỷ lệ thành công cực lớn có thể hết lần này tới lần khác mấu chốt nhất nhất hoàng chính mình lấy được không chiếm được sơn hà xã tắc đồ tán thành nhân phẩm không rất cứng lập tức thì luống cúng mu gồ người tốt có hảo báo ngốc ngây thơ cũng có ngốc ngây thơ chỗ tốt vì cái gì cũng không phải là một kiện hung binh kim đậu nội tâm phỉ bán một câu đồng thời cũng biết muốn là ngân đậu xuất hiện tỷ lệ cũng là không nhỏ đối phương cái kia một bộ chúng sinh bình đẳng dáng vẻ lại phụ trợ huyết mạch chi lực để sơn hà xã tắc đồ tán thành thu hoạch được chấp chưởng tư cách không có khả năng nhưng kinh động sơn hà xã tắc đồ cũng là rất có triển vọng chỉ cần sơn hà xã tắc đồ một luồng khí thế bại lộ như vậy thì đạt tới mục đích. Ánh mắt nhìn về phía hổ kinh thiên, thôi. Muốn là lại thay đổi phương pháp, dễ dàng xuất hiện biến số, đến cùng là một tôn thần ma, nếu là thật làm cho đối phương sống sót, chẳng phải là tổn hại chính mình cả đời anh danh. Trái lại nghĩ, chính mình đối hắn như vậy tốt. Lần tiếp theo lại đi ra chẳng phải là lại càng dễ. Đây không phải chuyện xấu, là chuyện tốt. Chương 512, đầu thánh mẫu nhân từ thế nhân. Mật thất. Từng viên bảo thạch, khảm nạm tại trên vách tường, tràn ngập hào quang màu nhũ bạch, trong suốt quang mang xua tan hắc ám, vì mật thất mang tới ánh sáng. Đậu Trường Sinh trong con ngươi kim quang, bắt đầu một chút tiêu tán, một chút màu vàng kim không ngừng biến mất, hô hấp ở giữa một đôi mắt, đã biến thành một mảnh đen nhánh chi sắc, đã thành công khôi phục bình thường. Đậu Trường Sinh phen này biến hóa, đưa tới Hổ Kinh Thiên cùng kế mông hậu nhân chú ý lực, hai người ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, nhìn lấy Đậu Trường Sinh con ngươi phát sinh biến hóa, đưa tới hai người trong lòng nói thầm. Đậu Trường Sinh biến hóa có thể không chỉ là bề ngoài, tự thân khí chất cũng là đại biến con ngươi một mảnh vàng trong lúc người nhìn như bình tĩnh có thể chạm tới hắn ánh mắt về sau không biết vì sao trong lòng báo động từ nơi sâu xa truyền ra nguy hiểm cảm giác đây là tới nguyên giác quan thứ sáu cho nên nằm trong loại trạng thái này đậu trường sinh được xưng tụng là phong mang tất lộ cho dù là thần ma ở tại trước mặt bàn về khí thế đến cũng không có thể chiếm được thượng phong song phương bình đẳng nói chuyện với nhau là một kiện vô cùng bình thường sự tình cho ngoại nhân một loại vốn nên như vậy đậu trường sinh cũng là một tên đại lão thần ma ảo giác nhưng hôm nay đậu trường sinh con ngươi mất đi lộng lẫy, lần nữa khôi phục phổ thông về sau, người cũng bắt đầu phổ thông xuống tới, khí chất nhu hòa xuống tới, không còn có cái kia một cổ phong mang, trước sau trên lệch cực lớn, nhưng tính nguy hiểm cũng là tăng vọt, loại kia phong mang tất lộ người không đáng sợ, đáng sợ nhất cũng là loại này bất hiển sơn bất lộ thủy. Đậu trường sinh nhưng không biết, phen này biến hóa, để một bên hai vị có như thế tâm lý kịch, hiện nay đậu trường sinh chính đang suy tư trong đầu kế hoạch, đúng vậy, kim đậu vô cùng thân mật, đã chế tác tốt chi tiết kế hoạch, trong đó đủ loại biến hóa ứng đối phương thức đều có. Hoàn toàn là xóa qua thức thao tác, đậu trường sinh chỉ cần án chiếu lấy đi làm là có thể, kim đậu phương diện này là càng ngày càng thân mật. Đủ loại kế hoạch không ngừng lấp lóe, đậu trường sinh cũng biết đến đón lấy nên làm như thế nào, không khỏi mở miệng nói, bây giờ ngoại giới đã khởi thế, liền cần lợi dụng. Đậu trường sinh nhìn lấy kế mông hậu nhân nói, ta muốn tiền bối tương trợ một chút sức lực, nam yêu thành yêu binh bắt đầu xuất động, cùng một chỗ phối hợp ta chỉnh đốn nam yêu thành, ngăn lại nam yêu thành bên trong hỗn loạn đã khôi phục Sơn Hà xã tắc đồ là muốn nhân từ, hòa bình, bình đẳng, trước mắt hành động, tuyệt đối là đi ngược lại. Kế mông hậu nhân hiện ra nghi hoặc, khó hiểu mở miệng nói, cái này hỗn loạn là từ ngươi dẫn phát, hậu quả khẳng định là từ ngươi gánh chịu, cái này muốn là lại làm người tốt. Chẳng phải là người xấu là ngươi, người tốt cũng là ngươi. Cái này sao? Đậu trường sinh tâm lý thở dài một hơi, việc này lại cổng nồi, chủ động giải thích nói, ta có một cái ý nghĩ, bây giờ muốn nghiệm chứng một chút, tiền bối giờ phút này xuất thủ cũng sẽ không khiến cho hoài nghi, dù sao thiếu hoàng sơn quá loạn từ tiền bối ra mặt trọng chỉnh cục thế đối với yêu tướng cũng là chuyện tốt hổ kinh thiên tán thành nói thử một chút không có sai làm sao lừa gạt thần binh phương diện này đậu trường sinh có kinh nghiệm tỷ lệ thành công cực lớn hổ kinh thiên ánh mắt di động nhìn về phía kế mông hậu nhân nói sau đó nếu là không có thế thoát khỏi hiềm nghi dễ dàng gây nên yêu tướng hoài nghi đem sự tình đều giao cho ta nói là ta ra lệnh hổ kinh thiên phương diện này rất hào khí có thể kỳ thực là hổ kinh thiên không muốn kế mông hậu nhân ra chuyện cái này một vị nhân tộc lại có thể nằm vùng đến kế mông mí mắt dưới, có thể thu hoạch được tiên thiên thần ma tình báo, thật sự là quá trọng yếu. Đã mình biết rồi đối phương nội tình, hoàn toàn có thể để kế mông hậu nhân cũng vì chính mình phục vụ, cho dù là chính mình không cách nào trốn qua một kiếp này, có thể cũng có thể lưu lén ra tay, lan truyền cho thương tộc, kế mông hậu nhân hoàn toàn đào thoát không rơi. Kế mông hậu nhân cảm tạ một câu, nhưng ai cũng nhìn không thấy thời điểm, con ngươi hiện ra một tia lãnh ý, chợt thì biến mất không thấy gì nữa bị ý cười thay thế tràn ngập kế hoạch đại khái định ra, trên cơ bản tùy ý đậu trường sinh tự do phát huy, mà bọn họ bắt đầu phối hợp đậu trường sinh, có kế hoạch về sau, các tự bắt đầu hành động. Đậu trường sinh cũng không có đi liên lạc thần bí sư phụ, chỗ của hắn tiếp tục hấp dẫn chú ý lực, bây giờ không biết bao nhiêu người đều chú ý chính mình, cũng là mượn nhờ kế mông hậu nhân an bài, mới tạm thời thoát khỏi, đương nhiên không có khả năng đem cái này thăm dò ánh mắt dẫn trở về. Bây giờ tại Nam yêu thành bên trong, chính là muốn đánh một cái thời gian kém, đợi đến bọn họ kịp phản ứng thời điểm, hoàn toàn đại thế đã định đây không phải là thành tức bại sự tình muốn là thất bại vạn sự đều yên cái mạng này nhất định phải ném ở chỗ này kế mông hậu nhân động tác rất nhanh xuất hiện tại thành chủ phủ về sau lập tức gọi đến nam yêu thành các lộ thống lĩnh kế mông hậu nhân đảm đương nam yêu thành thành chủ nhiều năm nhất là đối với một vị kẻ có lòng dạy khó lường mà nói bí mật bắt đầu xếp vào tâm phúc bồi dưỡng thành viên tổ chức đem nam yêu thành tư hữu hóa đây chẳng phải là chuyện rất bình thường vốn là nam yêu thành xung đột tăng lên cũng là bởi vì nam yêu thành các lộ thống lĩnh bọn họ có người có khuynh hướng đậu trường sinh tư tưởng, có người chán ghét đậu trường sinh, hai loại tư tưởng phát sinh xung đột, đưa tới Nam Yêu Thành nội loạn, quan quân đã mất đi trật tự, sa vào đến trong hỗn loạn, Nam Yêu Thành có thể nghĩ, khẳng định cũng là phá. Nhưng bây giờ nương theo lấy kế mông hậu nhân xuất hiện tại thành chủ phủ, trực tiếp ra lệnh một tiếng, to tiếng chung vang vọng Nam Yêu Thành, vốn là đang ở vào căm thù, chém giết lẫn nhau đông đảo thống lĩnh, lập tức đình chỉ động tác. Cái này từng vị đại yêu nhìn lẫn nhau liếc một chút, sau đó mỗi người ước thúc dưới trướng, sau đó cùng một chỗ chạy tới thành chủ phủ. Trong nháy mắt Nam Yêu thành hỗn loạn, thứ nhất nòng cốt lực lượng biến mất, toàn bộ đều đủ tụ tại thành chủ phủ trước, kế mông hậu nhân đã đổi quần áo, người khoác bộ giáp màu bạc, mặt không biểu tình, không giận tự uy. Nhìn lấy gào thét đi tới từng vị đại yêu, vung tay lên nói, thiên yêu ra lệnh, từ giờ trở đi, Nam Yêu thành bên trong không cho phép xuất hiện bất kỳ tranh đấu. Đem vạn yêu toàn bộ đều đưa đến ngoài thành đồng bằng phía trên, Nam Yêu thành bên trong không cho phép một yêu tồn tại. Vâng đại yêu lên tiếng, mỗi người gào thét khống chế lấy yêu vân rời đi. Kế mông hậu nhân nhìn về phía đậu trường sinh nói, nam yêu thành sự tình giao cho hổ kinh thiên, cũng không đủ lắng lại yêu đình hoài nghi, sau đó phải là kế hoạch không thể thực hiện được lời nói, như vậy hổ kinh thiên là không thể lưu, chỉ có một tôn thần ma chết rồi, trong thời gian ngắn yêu đình bất lực quản ta, ta mới có thời gian thông dong thu thập loạn. Cục đem các loại dấu vết che giấu. Đến đón lấy thì giao trả cho ngươi, ta muốn đích thân đi nhìn chầm chầm hổ kinh thiên, đoạn tuyệt hổ kinh thiên lưu phía dưới bất cứ tin tức gì tăng thêm ta bại lộ khả năng kế mông hậu nhân sau khi nói xong rời đi đậu trường sinh cũng không có để ý hướng thẳng đến thành đi ra ngoài đậu trường sinh mang theo áo choàng ẩn nặc lấy hành tung khả năng đầy đủ rõ ràng trông thấy làm nam yêu thành yêu binh trắng trợn xúc động quan quân bắt đầu duy trì trật tự về sau tàn phá bừa bãi tại nam yêu thành vạn yêu căn bản không phải đối thủ liền phản kháng lực lượng đều không có trực tiếp cũng là dễ dàng sụp đổ từng vị yêu tộc bị tóm lên đến sau đó phong ấn tu vi bắt đầu ở yêu binh xua đuổi dưới hướng thẳng đến ngoài thành mà đi từng vị đại yêu lập tại bầu trời phía trên làm một nơi nào đó xuất hiện kịch liệt phản kháng lập tức tự mình xuất thủ trấn áp chưa tới một canh giờ thời gian phản kháng đã biến mất không thấy gì nữa yêu binh ngay tại bắt đầu càng quét nam yêu thành xua đuổi lấy bất luận cái gì còn sống yêu tộc mà đậu trường sinh đã trên bình nguyên chờ đợi lấy yêu binh càng quét kết thúc thiếu hoàng sơn hết thảy tứ đại yêu thành nam yêu thành chính là tứ đại yêu thành bên trong phồn hoa nhất từ trước đến nay là Thiếu Hoàng Sơn đệ nhất thành, nơi này chiếm cứ lấy Thiếu Hoàng Sơn phân lượng tối cao, hoàn toàn có thể đại biểu Thiếu Hoàng Sơn. Lần này là nếm thử khôi phục Sơn Hà xã tắc đồ linh tính, không phải chân chính chấp chưởng Sơn Hà xã tắc đồ, cho nên chỉ cần Sơn Hà xã tắc đồ tiết lộ khí thế như vậy đủ rồi. Như là Long Môn một dạng, mang đi Sơn Hà xã tắc đồ thời cơ còn chưa thành thục, đây là tương lai suy tính sự tình, hiện nay chủ yếu nhất là có thể thành công hay không. Đậu Trường Sinh không khỏi trong lòng sinh ra tâm thần bất định, đây là đối nhân phẩm nghiệm chứng. Nhưng bình đẳng và bình đẳng các loại cái nào một đầu đơn độc liệt kê đi ra cái này đều là chính đạo chi quan trạm lô kiếm một lần kia có một ít đần độn u mê hoàn toàn là bị động được công nhận không có bao nhiêu cảm giác nhưng lúc này đây khác biệt chính mình là chủ động cùng sơn hà xã tắc đồ sinh ra liên hệ tình thế hoàn toàn không giống chỉ cần cái này một lần thành công mình có thể rửa sạch trước kia ô danh trạm lô kiếm bị hắt nói là mắt bị mù có thể sơn hà xã tắc đồ há có thể cũng mắt bị mù đây cũng không phải là nhân tộc chi vật mà chính là yêu tộc chí bảo, yêu tộc cùng nhân tộc là quan hệ thù địch, không có khả năng nói khoác địch nhân, cho nên bị Sơn Hà xã tắc đồ tán thành, đủ để chứng minh chính mình phẩm đức cao thượng, quang minh lỗi lạc. Thời gian từ từ trôi qua, Nam yêu thành bên trong yêu tộc theo nối liền không dứt, đến ngẫu nhiên mới có thể trông thấy một vị, lại đến sau cùng kế môn hậu nhân chuyên môn nhắc nhở chính mình, đậu trường sinh biết Nam yêu thành yêu tộc, toàn bộ đều đi tới trên thảo nguyên. Nam yêu thành bên trong yêu tộc đông đảo, bây giờ trên thảo nguyên một mảnh đen nghiệp bóng người, lít nha lít nhít toàn bộ đều là yêu tộc, bọn họ đãi ngộ cũng khác biệt, đàng hoàng bản phận có thể thu hoạch được hơi tốt vị trí còn có tự do, còn lại cái kia một số bị phong ấn tu vi, cũng là bị nhốt lại cố định vị trí, tuyệt đối không thể loạn động. Đây là hổ kinh thiên xuất thủ, từ một vị thần ma tự mình xuất thủ, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn không làm cho hỗn loạn, triệt để để cái này vô số yêu tộc mất đi năng lực hoạt động, cũng không thể mở miệng phát biểu, thành thành thật thật trở thành một tên người nghe. Nếu là không có siêu phàm chi lực, tổ chức dạng này một trận thịnh hội, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian cần bao nhiêu người duy trì trật tự mới có thể làm đến không phát sinh hỗn loạn nhưng hôm nay tại thần ma sức mạnh to lớn phía dưới tùy tiện liền đã hoàn thành thời cơ đã thành thục đậu trường sinh một bước đi ra tự trong bóng tối đi vào dưới ánh mặt trời dưới chân bùn đất không ngừng cuồn cuộn qua trong dây lát giống như một đầu thổ long xuất hiện tại đậu trường sinh dưới chân trong nháy mắt phóng lên tận trời sau cùng biến thành cao mười trượng đài cao đài cao từ bùn đất tạo thành đậu trường sinh đứng ở phía trên đưa tay chậm rãi kéo nắm xuống áo choàng làm đậu trường sinh lộ ra hình dáng về sau, không ít chính đang ra sức giải dụ, muốn thoát khỏi câu thúc yêu tộc, hoặc là mạch danh kỳ diệu, hoảng sợ bất an yêu tộc, bọn họ toàn bộ đều bị đậu trường sinh hấp dẫn. Giờ khắc này không chỉ là bọn họ, liền xem như bắt bọn họ yêu binh, cũng lộ ra kinh sợ, nghĩ không ra vì sao là đậu trường sinh xuất hiện. Từng vị ánh mắt nhìn về phía kế mông hậu nhân, kế mông hậu nhân bất động thanh sắc lui về phía sau một bước, đem bên cạnh hổ kinh thiên nổi bật đi ra, không ít đại yêu nhìn đến hổ kinh thiên, cũng nhận ra hổ kinh thiên là ai hổ kinh thiên cũng là bây giờ yêu tộc nóng bỏng nhất tồn tại yêu tộc gần trăm năm nay đã không có thiên yêu xuất hiện mà hổ kinh thiên không chỉ là gần nhất chứng đạo thiên yêu còn là một vị xông vào nhân cảnh lại trở về thiên yêu tại thập vạn đại sơn bên trong danh tiếng không thấp nhất là hổ tộc cố ý tuyên dương nhờ vào đó nâng lên địa vị của mình muốn trở thành yêu tộc vương tộc hổ kinh thiên bức họa truyền thập vạn đại sơn mỗi một cố nơi hẻo lánh đều có có hổ kinh thiên sơn ga tất cả nghi vấn đều hết thiên yêu cũng là thiên yêu đây là hai loại tầng thứ thiên yêu ra lệnh lại nhiều nghi vấn cùng không hiểu, vậy cũng muốn sinh sinh kìm nén. Không ít yêu tộc nghi hoặc đậu trường sinh xuất hiện, nhưng trông thấy đậu trường sinh về sau, không ít yêu trợn mắt nhìn, bọn họ bởi vì đậu trường sinh đã mất đi rất nhiều tài hóa, là đậu trường sinh làm rối loạn bọn họ cuộc sống yên tĩnh, phá hủy bọn họ cuộc sống hạnh phúc, thế nhưng không ít yêu lộ ra vẻ cuồng nhiệt, đã đem đậu trường sinh phụng làm cứu thế chủ. Linh Nguyên Cấu, đây là khiến người ta nghiện. Nam yêu thành bên trong yêu tộc, bây giờ là lưỡng cực phân hóa, hận đậu trường sinh, hận không thể nuốt sống đậu trường sinh, sùng bái hận không thể đem đậu trường sinh làm tổ tông cung phụng. Đậu trường sinh ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, đem vạn yêu thái độ đều thu vào đáy mắt, mình đã có cơ sở, bọn họ có thể đại biểu yêu tộc, mà nhân tộc một phương, chính mình là nhân tộc, kế mông hậu nhân cũng là nhân tộc, nhất là kế mông hậu nhân đối phương không biết là cái nào một tôn thần ma ngụy trang, phân lượng có thể nói là cực lớn. Yêu tộc một phương yêu nhiều thế lớn, nhưng chân chính bàn về đến, nhân tộc một phương này mới là chiếm cứ ưu thế, dù sao hổ kinh thiên là thương tộc, không thể đưa về yêu tộc một phương cho nên bây giờ có người có yêu, là thỏa mãn chính mình phỏng đoán Sơn Hà xã tác đồ công nhận cơ sở điều kiện, còn lại cũng là khảo nghiệm mình nhân phẩm, nhân cùng ái, giống là hòa bình và bình đẳng, đây là khảo nghiệm đậu trường sinh như thế nào mới có thể để yêu tộc cùng nhân tộc sống chung hòa bình, thu hoạch được bình đẳng địa vị. Đây là yêu tướng nơi đó phỏng đoán, kim đậu chân chính phỏng đoán, là sinh tồn. Cùng bình thản bình đẳng tại đối mặt sinh tồn hai chữ, hết thảy đều cũng phải đứng dịch sang bên, chỉ có có thể sinh tồn đi xuống, mới có thể có hòa bình, có bình đẳng mà đây không phải phổ thông sinh tồn, nhất định phải sinh tồn tốt, thời gian qua tốt, cái này gây nên phía trên nhân từ. Đây là hỗ trợ lẫn nhau, người đối với nhân tộc cùng yêu tộc không nhân ái, làm sao có thể tránh thức quan tâm bọn hắn, vì bọn họ sinh tồn cân nhắc. Tóm lại một câu, muốn để bọn hắn được sống cuộc sống tốt, sinh hoạt có bảo hộ. Mà cái này kim đậu tổng kết rất nhiều biện pháp, từ đậu trường sinh bắt đầu vì vạn yêu trình bày, cũng là đối sơn hà xã tắc đồ vứt mị nhãn. Trong đó kể ra nội dung rất nhiều, là bởi vì kim đậu sợ chính mình phỏng đoán sai lầm, cho nên trước theo suy đoán của chính mình đến, không được lại chấp hành yêu tướng biện pháp, nguyên một đám nến thử đi xuống. Mà muốn nghĩ tới tốt, lão có chỗ dưỡng, vậy liền giao xã bảo vệ đi. Đây là ở kiếp trước các quốc gia chấp hành quốc sách, là tề tụ không biết bao nhiêu người trí tuệ sản phẩm, bàn về đến siêu phàm uy lực, như thế nào tu hành bọn họ không được, có thể bàn về xã hội kết cấu vấn đề, còn bạo một phương thế giới này không biết mấy con phố. Không phải các đại lão không cách nào nghĩ đến, là bọn họ căn bản không đi nghĩ, tinh lực đều đã dùng tại trên tu hành, cả ngày lẫn đêm đâm chiêu chỗ khảo đều là làm sao đột phá cảnh giới. Đậu Trường Sinh mới bình tĩnh trình bày bắt đầu, Thiếu Hoàng Sơn thì xuất hiện biến hóa kinh người. Đậu Trường Sinh ý chí, Sơn Hà xã tắc đồ cảm ứng được, cũng làm ra đáp lại. Chương 513, tỉnh. Sơn Hà xã tắc đồ ngươi là yêu tộc chí bảo A. Thiếu Hoàng Sơn chấn động. Đại địa rung động, bùng đất còn như sóng biển giống như, bắt đầu không ngừng phía trên phía dưới chập trùng. Long trời lỡ đất, như là ngày tận thế buông xuống cái này một loại biến hóa đưa tới vạn yêu hoảng sợ từng vị yêu tộc hoảng sợ bọn họ cảm thụ được đại địa lắc lư chính mình như là đưa thân vào đại hải thuyền bùng phía trên không ngừng trên dưới lắc lư một trái tim đã nhấc lên sợ sau một khắc thuyền hủy người vong cái này một bộ phận yêu tộc chỉ là chiếm cứ một bộ phận đại bộ phận yêu tộc giờ phút này lại là lộ ra vẻ si mê lắng nghe đậu trường sinh không ngừng tuyên truyền giảng giải chính nghe như si như say cái này một loại hoàn toàn khác biệt phản ứng đã khiến cho kế mông hậu nhân kinh hãi kế mông hậu nhân ánh mắt không ngừng nhìn chung quanh tứ phương, nhìn lấy thiếu hoàng sơn biến hóa, vốn là lần này chỉ là để đậu trường sinh thử một chút, kế mông hậu nhân căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ thành công. Đúng vậy, từ đầu đến cuối đều không có. Sơn Hà xã tắc đồ thế nhưng là oa hoàng chí bảo, hắn phẩm cấp ít nhất là một kiện bất hủ thần binh. Chí ít hai chữ, vô cùng có linh tính, bởi vì ngoại tộc không dễ phán đoán món này chí bảo uy lực chân chính, yêu tộc có thể tại thượng cổ tiên đạo đại hưng, một mực hết sức chèo chống tiên đạo chèn ép gạt bỏ, cũng là yêu tộc đời đời bất hủ kim tiên không dứt có thể trong đó sơn hà xã tắc đồ nguyên nhân cũng muốn chiếm cứ một nửa thượng cổ thiên biến phát sinh thượng cổ tiên đạo đi hướng chung kết yêu tộc y nguyên chưa từng xuống dốc cũng là bởi vì sơn hà xã tắc đồ bảo hộ đợi đến võ đạo đại hưng về sau yêu tộc y nguyên chưa từng tục lại phía sau tiên đạo chung kết suy sụp chủng tộc nhiều lắm như tam mục tộc cũng là trong đó điển hình cường thịnh thời kỳ là không kém gì bây giờ thập đại chủng tộc yêu tộc cứ việc cũng tổn thất nặng nề nhưng muốn so ta mục tộc chờ hạnh phúc nhiều lắm một món đồ như vậy chí bảo, tại Bất Hủ Thần binh tầng thứ bên trong, đó cũng là số 1, đứng hàng đầu, đây mới thực là trọng bảo, Bất Hủ Thần binh nếu là có một cái bảng xếp hạng, Sơn Hà xã Tắc đồ tuyệt đối có thể danh liệt 10 vị trí đầu, thậm chí là trước năm. Một món đồ như vậy trọng bảo, nếu như bị kích thích, từ đó linh tính bắt đầu khôi phục, sinh ra phản kích tiến hành, đó là rất bình thường, nhưng muốn là thu hoạch được Sơn Hà xã Tắc đồ tán thành, cái kia thật quá khó khăn. Khó đến kế Mông Hậu nhân cho rằng tuyệt đối không có khả năng thành công cấp độ trong đó rất quan trọng một điểm cũng là đây là yêu tộc chí bảo trên cơ bản đối với yêu tộc lên phản ứng như nhân tổ miếu bên trong cung phụng bảo vật bất luận là thứ nào muốn thu hoạch được tán thành điều yêu cầu thứ nhất thì là nhân tộc trạm lô kiếm nhân cũng là đối với nhân tộc thượng cổ hoàng giả có đại từ bi thế nhưng không có khả năng đối với thiên hạ vạn tộc đối xử như nhau cái kia một số đem nhân tộc xem như đồ ăn khẩu phần lương thực chủng tộc thượng cổ hoàng giả đương nhiên sẽ không lòng sinh thương hại cho nên bây giờ thiếu hoàng sơn chấn động kế mông hậu nhân lập tức thì mơ hồ Sơn Hà xã tắc đồ thật lên phản ứng, cái này sao có thể? Không cần nói kế mông hậu nhân không tin, Hổ Kinh Thiên cũng ngẩn ra, dù là biết Đậu Trường Sinh có lừa gạt Trạm Lô kiếm tiền lệ tồn tại, có thể chí ít Trạm Lô kiếm là nhân tộc thánh vật, lần này để Đậu Trường Sinh nếm thử, Hổ Kinh Thiên cũng là ông lấy vạn nhất ý nghĩ, kỳ thực nội tâm cũng cho rằng rất không có khả năng. Hổ Kinh Thiên chân chính ý nghĩ là lừa gạt Sơn Hà xã tắc đồ sau khi thất bại, liền bắt đầu kích thích Sơn Hà xã tắc đồ, chỉ cần để Sơn Hà xã tắc đồ tiết lộ ra một luồng khí thế như vậy bọn họ thì nên đón chuyển cơ. Chưa từng nghĩ đậu trường sinh thành công. Sơn Hà xã tắc đồ thật tất ra phản ứng. Một màn này phát sinh, thật sự là kinh người. Thiếu Hoàng Sơn chấn động, đưa tới biến hóa, kinh động cũng không chỉ kế mông hậu nhân cùng hổ kinh thiên, một mực đứng ở Thiếu Hoàng Sơn bên ngoài kế mông cũng đã bị kinh động, chỉ là kế mông không biết được Thiếu Hoàng Sơn bí ẩn, cho nên trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán, Thiếu Hoàng Sơn đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ là đưa ánh mắt tìm đến phía dị biến phát sinh chi địa, kế mông không biết được, nhưng có một yêu hiểu được. Thái Hoàng Sơn Một mực bình tĩnh ngồi ngay ngắn, quần áo rộng rãi, đưa tay đánh đàn tất phương, đột nhiên đình chỉ động tác, dài nhỏ năm ngón tay đè xuống rung động dây đàn, ánh mắt không khỏi nhìn về phía thiếu Hoàng Sơn phương hướng. Tế Minh tóc dài xỏa vai, toàn thân áo trắng, trên tóc thắt 12 đầu kim mang, giống như biếm tóc rủ xuống, mỗi một đầu kim mang phía trên thời gian chi lực quấn quanh, mơ hồ trong đó có thể trông thấy sinh mệnh tại thai nén, trái tim có mạnh mẽ nhảy lên. Tế Minh đôi mắt đẹp quang mang lấp lóe, cũng dương mắt hướng về thiếu hoàng sơn nhìn qua có thể rõ ràng trông thấy thiếu hoàng sơn chấn động không khỏi kinh ngạc nói sơn hà xã tắc đồ động chẳng lẽ ngươi thành công tất phương thần sắc khó coi sắc mặt tái xanh một mảnh không vui nói biết rõ còn cố hỏi muốn là thành công sớm liền thành công làm gì đợi đến hôm nay sơn hà xã tắc đồ chấn động chỉ có thể chứng minh thiếu hoàng sơn xuất hiện biến cố mà bây giờ thiếu hoàng sơn lớn nhất biến cố chính là do nhân tộc đậu trường sinh gây nên ta xem thường vị này đậu trường sinh hắn lại có thể kích thích sơn hà xã tắc đồ gây nên sơn hà xã tắc đồ chấn động biết sớm như vậy ta không nên bỏ mặt hắn tại thiếu hoàng sơn bên trong gây sóng gió vốn cho rằng mượn nhờ một cơ hội này cốt bỏ đi các tộc thăm dò để các tộc an tâm không đang ngó chừng thiếu hoàng sơn không nghĩ tới bây giờ lộng khéo thành vụn ế minh miễn cười ông hòa mở miệng nói lão tướng quốc sai đây cũng không phải là sơn hà xã tắc đồ bị kích thích mà là có người cùng sơn hà xã tắc đồ cộng minh đưa tới sơn hà xã tắc đồ phản ứng tiếp tục nửa sơn hà xã tắc đồ linh tính khôi phục không chừng thật để hắn thu được sơn hà xã tắc đồ tán thành thu hoạch được chấp chưởng sơn hà xã tắc đồ tư cách tế minh đang khi nói chuyện mảnh mai cánh tay nâng lên áo trắng rút đi một đoạn lộ ra trắng loãng cánh tay tay ngọc nhẹ nhàng ở giữa không trung vạch một cái không gian còn như sóng nước một dạng không ngừng nhộn nhạo thiếu hoàng sơn hình ảnh phơi bày ra nam yêu thành bên ngoài vạn yêu hội tụ vào một chỗ tràn cảnh đã rõ mồn một trước mắt tế minh trói buộc sợi tóc một đầu kim mang giống như chân long đồng dạng du động thời gian chi lực lan tràn ra một vệt kim quang xông vào màn nước bên trong. Sau một khắc thời gian bắt đầu đảo lưu, nam yêu thành bên ngoài lít nha lít nhít yêu tộc, trong nháy mắt đã trống rỗng, ngược dòng thời gian đến tận đây im bặt mà dừng, bắt đầu khôi phục bình thường. Có thể rõ ràng trông thấy đại lượng yêu binh, xua đuổi lấy từng vị yêu tộc đến, hình ảnh xuất hiện mơ hồ vặn vẹo, hơn phân nửa màn hình đã thấy không rõ, chỉ có một bộ phận có thể trông thấy, tế minh một đôi mắt đẹp thâm thúy lên, miễn cười nói, thời gian quay lại bị bị quấy rầy, đây là có thần ma tại chỗ quấy nhiễu kết quả thiếu hoàng sơn bên trong chỉ có hổ kinh thiên một vị thiên yêu xem ra giờ phút này là hổ kinh thiên xuất thủ cục diện này thì có ý tứ tất phương ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên màn nước có thể rõ ràng cảm nhận được tứ phương thời gian chi lực lan tràn nhất chính nhất phản thời gian chi lực chính đang không ngừng xung đột bọn họ chỗ một phương này khu vực thời gian lưu tốc đã chậm lại bọn họ nơi này đi qua một phút ngoại giới sợ là liền một đồng hô hấp đều không ngã mà đạo này màn nước hiện ra đi qua hình bóng chậm lại thời gian lưu tốc nghịch chuyển thời gian nhất tâm lưỡng dụng, có thể tại giống nhau khu vực đạt tới kết quả như vậy, cái này đủ để cho người rung động. Dù sao quay lại thời gian về sau, thời gian chi lực đã hỗn loạn, đi làm quay lại thời gian sự tình làm ít công to, nhưng muốn làm sự tình khác, khó như vậy độ tăng vọt đâu chỉ gấp 10 lần, ế minh có thể làm được dễ dàng, chuyện này chỉ có thể nói rõ ế minh lại mạnh. Tất phương không có lập tức chú ý quay lại thời gian nội dung, cái kia trì hoãn một phút, tại bên ngoài cũng sẽ không đến một cái hô hấp, tại lúc này ở giữa hỗn loạn chi địa, lớn nhất không khiếm khuyết chính là thời gian ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên ế minh 12 đầu màu vàng kim đai lưng, dường như nhìn thấy 12 cái sinh mệnh, trầm giọng mở miệng nói, Sơn Hà xã tắc đồ mỗi một lần khởi động lại tư nguyên, ngươi tham. Câu nghi vấn, có thể ngữ khí khẳng định. Ế minh thai ngén 12 tử, đại biểu cho 12 thời thần, vì 12 thái tuế. 12 thái tuế sinh mà trưởng quản thời gian, đại biểu cho thiên địa nào đó một đoạn thời gian, cho dù là tại viễn cổ thời đại, huyết mạch vì vương thời điểm, 12 thái tuế muốn sinh ra đều muôn vàng khó khăn, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu tư nguyên, tại kim cổ thời đại, muốn xuất thế càng là khó chi lại khó. Trong đó cần tư nguyên, có thể nói là vô lượng. Tất phương nổi giận, vốn cho rằng Sơn Hà xã tắc đồ mở ra khó khăn, tiêu hao cực kỳ to lớn, chưa từng nghĩ là bị trước mắt cái này ế minh tham. Ế minh khẽ lắc đầu nói, lão tướng quốc hiểu lầm. Mỗi một lần muốn về ngược dòng thời gian, đảo loạn thời gian chi lực, ngăn chặn ngoại tộc thăm dò, cũng đoạn tuyệt bản tộc dò xét, cái này tiêu hao thật sự là quá lớn, chỉ là bằng vào ta sức một mình, căn bản lực có thua, nhất định phải mượn nhờ con nối giỏi lực lượng, cho nên tư nguyên một chút lấy một chút điểm, tốt để bọn hắn khôi phục tiêu hao. Lão tướng quốc ngươi cũng biết, thời thế hiện nay không cho phép sinh mà cũng là thần ma cường đại tồn tại, bọn họ thật lâu không thể hàng thế, chỉ có thể hết sức chờ đợi bất hủ thời đại mở ra, cho nên phải cần tư nguyên duy trì sinh mệnh. Chúng ta vì lão tướng quốc che lấp sơn hà xã tắc đồ phạm vào lớn như vậy kiên kỵ, muốn là bại lộ lời nói, yêu tộc lại không chúng ta xin lộ, mất đầu mua bán, lấy một điểm tư nguyên không quá vận a. Tất Phương cười lạnh một tiếng, ánh mắt tự ế minh đai lưng phía trên thu hồi, lạnh lùng mở miệng nói, 12 thái tuế hàng thế, sẽ là một trận đại kiếp, không độ qua được, không chỉ bọn họ muốn chết, ngươi cũng muốn chết. Bây giờ ngươi có thể giấu giếm, nhưng làm 12 thái tuế hàng thế trước, nhân tộc Yến Thần Đế, Long tộc Trúc Long, đều là thời gian chi đạo cường giả, nhất định trong lòng có cảm ứng, từ đó phát hiện 12 thái tuế hàng thế một chuyện. Ế minh gật đầu nói, lão tướng quốc nói không sai, đây là khẳng định, đến lúc đó thậm chí là yêu tộc đều không thể bảo trụ ta. 12 thái tuế liên lụy quá lớn, cái này nắm giữ lấy thiên hạ thời thần quyền hành, bất luận chủng tộc nào cũng không có thể từ bỏ, liền các ngươi đều sẽ tâm sinh tham lam, sẽ không để cho 12 thái tuế do ta dưỡng dục. Cho nên ta sớm thì chuẩn bị xong, cho bọn hắn tìm một cái tốt cha. Yến thần đế dưỡng một cái, Trúc Long dưỡng một cái, cùng hưởng ân huệ, như vậy tự nhiên thiên hạ thái bình. Bọn họ mỗi một cái tại các tộc, đều là sẽ bị làm tổ tông một dạng, ăn ngon, uống tốt, địa vị cao, quyền lực lớn, tương lai ta thì trông cậy vào các con, liền có thể lấy được tiêu giao tự tại. Tế Minh thở dài một hơi nói, bất hủ thời đại mở ra, bởi vì thiên biến một chuyện, bất hủ thần ma không dám danh xưng trường sinh cửu thị, có thể số tuổi thọ nhất định bạo tăng, sống lâu, liền phải cân nhắc tương lai, vạn tộc tranh bá bố cục, sớm muộn cũng sẽ có đại biến, đem về có nhất tộc thắng được. Ta cũng không muốn sống đến yêu tộc bị diệt, bị người thắng lợi truy lên trời không đường, xuống đất không cửa, cho nên cái này 12 cái nhi tử, làm sao cũng có người thắng lợi, đến lúc đó trông cậy vào chuyện này phân, ta còn có thể tiếp tục tiêu sái. Muốn là bọn họ cũng không có thể chiến thắng, mà chính là bị không biết tiểu tộc cuộc khởi chiến thắng, như vậy ta cũng nhận, đây là thiên ý, không phải là nhân lực có thể biến đổi. Lão tướng quốc cũng không muốn lòng có lời oán giận, ngài đang vì mình cân nhắc, muốn thu hoạch được sơn hà xã tắc đồ, ta đây cũng không phải là hướng ngài học tập, thiên cổ khó khăn duy nhất chết, bo bo giữ mình cũng là hành động bất đắc dĩ, gần nhất vạn tộc đại sự liên tiếp phát sinh, tử thần ma, chết tiên thiên thần ma. Vốn là ta cũng không lo lắng, nhưng ai để thương tộc cường đại như vậy chủng tộc nói suy bại thì suy bại long tộc khí số cũng giảm xuống cái này muốn là tại mấy trăm năm hơn ngàn năm phát sinh cũng không tính là cái gì có thể đây là tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm xuất hiện ta không biết những người khác như thế nào phản chính là ta sợ nhất là mỗi một lần quan sát đánh giá tương lai đều lòng có cảnh giác biết tiếp tục nữa hẳn phải chết không nghi ngờ dù là không nhìn thấy tương lai nhưng có thể đầy đủ phán đoán tương lai khẳng định có đại biến tám thành vạn tộc nhất thống ngay tại chúng ta cái này để nhất người dù là không thể thống nhất, cũng sẽ đặt vững nhất thống đại thế. Không thể không sớm tính toán A. Tất phương hừ lạnh một tiếng, đùa bẩn thời gian người, nhất định bị thời gian đùa bẩn, cái này ế minh lời nói, tất phương là nửa chữ đều không tin, vạn tộc nhất thống, không cần nói bọn họ cái này để nhất người, liền xem như thập đại, đời một trăm cũng khó khăn. Nhân tộc là cường đại, thế nhưng mạnh có hạn, đơn độc có thể chiến thắng một cái thập đại chủng tộc, có thể sau cùng cũng sẽ đại thương nguyên khí, thực lực rơi xuống đến cùng còn lại thập đại chủng tộc không khác nhau chút nào cấp độ, Dạng này nhân tộc dám đối với người nào ra tay, không sợ tiện nghi chủng tộc khác. Muốn là hai tộc tranh bá, khẳng định là nhân tộc chiến thắng, nhưng hôm nay là vạn tộc, nhân tộc cũng không có khả năng một mực cường đại đi xuống, tương lai không biết cái nào đệ nhất, xuất hiện một trận biến cố, theo mà bên trong tranh đấu, cũng liền suy bại đi xuống, ví dụ như vậy viễn cổ đến bây giờ đếm không hết. Đây bất quá là lấy cớ, nàng làm sao bỏ được để 12 thái tuế sinh ra, bây giờ có 12 thái tuế chi lực, lực lượng của nàng ngay cả mình đều cảm giác được khủng bố. Tất Phương không để ý Ế Minh, bị Ế Minh tham tư nguyên cũng nhận, dù sao cái này tư nguyên là yêu tộc, Ế Minh cũng là yêu tộc, Ế Minh thực lực mạnh, đối yêu tộc cũng là chuyện tốt, đối với mình càng là chuyện tốt, bọn họ là trên một sợi thừng châu chấu, xảy ra chuyện sau ai cũng chạy không thoát. Ánh mắt nhìn về phía màn nước, cái này xem xét nhướng mày, bởi vì phía trên xuất hiện rõ ràng là đậu trường sinh. Tất Phương rất là bất mãn, kế mông làm việc cũng không lưu loát, đây là để Hổ Kinh Thiên đi giết đậu trường sinh, làm sao để Hổ Kinh Thiên cùng đậu trường sinh quấy hợp lại cùng nhau? cái này vạn yêu hội tụ tràn diện, trong đó có thể là có hổ kinh thiên một phần lực, song phương muốn là không tiếp xúc, quỷ đều không tin. Tất phương bình tĩnh nhìn đậu trường sinh lên đài biểu diễn, một cái hoàn toàn mới từ ngữ xuất hiện. xả bảo. Đậu trường sinh trình bày vô cùng trắng nhạt, cũng không có như vậy công công lượng lượng, mà chính là bày biện ra cơ sở nhất nội dung đến, cũng không phải hậu thế cái kia chơi ra hoa xã bảo. Tổng kết lại cũng là trước kia giao nạp xả bảo, tương lai tuổi già, bị bệnh, thụ thương thu hoạch được kinh tế bổ khuyết cùng vật chất trợ giúp, bảo hộ cơ bản sinh hoạt. Rất thô thiển ngay thẳng, tất phương nghe xong thì đã hiểu, đây là một cái phương pháp tốt, có thể bảo hộ yếu thế quần thể, nhất là yêu tộc phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, có thể ngưng kết ra yêu tinh, mỗi một lần chỉ cần giao nạp một bộ phận tỷ lệ, tương lai sinh hoạt thì có bảo hộ. Tất phương rất nhanh liền phản đẩy ra trong đó điểm mù, cái này giao nạp một bộ phận yêu tinh, muốn là tụ lại, như vậy cũng là một con số khổng lồ, muốn thi hành, tất nhiên phải có giám sát nhưng chợt tất phương liền không có tinh lực quản cái này, chú ý lực toàn bộ đều bị thiếu hoàng sơn hấp dẫn. Tế Minh kinh ngạc nói, thật là đậu trường sinh, đưa tới sơn hà xã tắc đồ biến hóa. Cái này xã bảo phương pháp nhìn như đơn giản, có thể kỳ thực bác đại tinh thâm, liên quan đến các mặt không ít, cùng rất nhiều chuyện hỗ trợ lẫn nhau, đậu trường sinh không có hoàn toàn trình bày minh bạch, bất quá đến một bước này đã đủ rồi. Sơn Hà xã tắc đồ đã bắt đầu tán thành đậu trường sinh, bây giờ xem ra Sơn Hà xã tắc đồ khôi phục chi pháp, là phải bảo đảm yêu tộc sinh tồn, còn lại mới là hòa thuận rất thiết thực một cái ý nghĩ dù sao đối mặt sinh tồn cái gì hòa thuận bình đẳng đều là không quan trọng xem ra lão tướng quốc lấy được phương pháp từ đầu đến cuối thì là sai lầm cần phải bị thượng cổ yêu hoàng bày một đạo khôi phục sơn hà xã tắc đồ chi pháp hẳn là bọn họ truyền miệng không có rơi vào văn tự chỉ là cái này đậu trường sinh là làm sao làm được hắn một vị nhân tộc lại có thể thu hoạch được sơn hà xã tắc đồ tán thành Đế minh tự lẩm bẩm lên rất khiếp sợ một màn này xuất hiện một bên tất phương đã hóa thành một đạo lưu quang ngang nhiên ở giữa sông ra thái hoàng sơn vọt thẳng hướng về phía thiếu hoàng sơn tế minh ngẩng đầu nhìn tất phương rời đi hình bóng thật lâu không có thu hồi ánh mắt sau cùng chậm rãi đứng dậy hướng về thái hoàng sơn phía sau núi đi đến đậu trường sinh lại có thể lấy nhân tộc chi thân thu được sơn hà xã tắc đồ tán thành hoàn thành tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả lừa gạt hành động vĩ đại ở tại chấn hám nhân tâm chiến tích bên trong lại thêm một khoản trước có trạm lô kiếm sau có sơn hà xã tắc đồ Tế Minh cũng không có nhìn ra đậu trường sinh là làm sao làm được, chỉ là xã bảo nhất pháp, tuy nhiên phù hợp Sơn Hà xã tắc đồ yêu cầu, có thể Sơn Hà xã tắc đồ là yêu tộc chí bảo, nhân tộc dựa vào cái gì thu hoạch được tán thành. Cứ việc không tin, có rất nhiều nghi vấn, có thể hiện thực cũng là hiện thực, bây giờ đậu trường sinh thành công, hết thảy đều hết thảy đều kết thúc. Tất phương tiến về thiếu hoàng Sơn, nhất định tốn công vô ích, Sơn Hà xã tắc đồ bại lộ là tất nhiên. Như vậy yêu tướng tư tàn Sơn Hà xã tắc đồ một chuyện, liền bị đem ra công khai, cái này tại yêu tộc sẽ khiến sóng to gió lớn, thừa dịp bây giờ còn chưa có xảy ra, Ế Minh muốn làm sự tình, đương nhiên là đi hướng yêu hoàng thỉnh tội. Đúng vậy, Ế Minh muốn đem yêu tướng bán đi. Bất luận yêu tướng có bản lĩnh gì, tư tàng sơn hà xã tắc đồ cũng là tội, sẽ triệt để xé nát yêu tướng đeo mặt nạ, để yêu tướng bản tính rõ ràng thắp thiên hạ, như vậy đến lúc đó thương dương cùng kế mông sẽ còn chống đỡ yêu tướng sao? Ế Minh xem ra hy vọng không lớn, đã mất đi kế mông cùng thương dương về sau, yêu tướng giống như mất đi hai tay, lại có chính mình phản bội ba tôn tiên thiên thần ma rời đi yêu tướng đã là đại thế đã mất vốn là hết thảy bốn tôn tiên thiên thần ma chiếm cứ yêu tộc một nửa giang sơn thế lớn khó trị yêu tướng dễ dàng như thế thì suy sụp ế minh lúc này đã đi tại tiến về thái hoàng sơn phía sau núi con đường có thể y nguyên vẫn là không dám tin ế minh sau đó không lâu đi vào thái hoàng sơn phía sau núi nơi này đã là yêu đình trọng địa cho dù là thần ma cũng không có thể tùy tiện đặt chân nhưng ngăn cản không được một tôn tiên thiên thần ma ế minh nhìn về phía trước dưới một cây đại thụ khoanh chân ngồi ngay ngắn lão giả, không khỏi cúi người hạ bái nói, bái kiến bệ hạ. Đại thụ cành lá rậm rạp, tán cây giống như lọng tre, không ngừng rủ xuống từng tia từng sợi ánh sáng màu vàng, giống như màn che đồng dạng, còn quấn tứ phương. Lão giả tướng mạo phổ thông, một thân nhạc trường sang xa màu xanh, nghe thấy thanh âm mở ra khép kín con ngươi, nhìn lên trước mặt áo trắng nữ tử, ôn hòa nói, ế minh tới. Ế minh lại bái nói, bái kiến bệ hạ. Thần có tội. Lòng tham nhất thời, từ đó phạm phải sai lầm lớn thần hôm nay đến, chính là hướng bệ hạ thẳng thắng, thần. Còn lại lời nói còn chưa nói hết, yêu hoàng đưa tay đã đánh gãy ế minh, miễn cười mở miệng nói, ngươi không phải là thật tâm tương trợ tất phương, chỉ là vì thu hoạch được tư nguyên, thai ngén con nối giỏi mà thôi. Nhân tộc chuyện xưa nói tốt, người không phải thánh hiền ai có thế không qua. Phạm sai lầm sửa lại liền tốt. Yêu hoàng chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi đến ế minh bên cạnh, đưa tay đập động lên ế minh bả vai, nhu hòa nói, tất phương một chuyện, trẫm đã sớm biết, muốn không phải nhìn ngươi tân tân khổ khổ vì thai ngén con nối giỏi cần thiết tư nguyên hối hả ngược xuôi trẫm đã sớm ngăn lại tất phương ngươi cần thiết tư nguyên quá nhiều muốn là tại yêu đình bên trong thảo luận liền xem như trẫm có tâm tương trợ còn lại yêu thần cũng sẽ không đồng ý bánh kem cứ như vậy lớn ngươi phân nhiều hơn còn lại yêu thần thì ít bọn họ sẽ oán trách ngươi ghi hận ngươi thậm chí cả trong bóng tối nhằm vào ngươi cho nên trẫm nhịn xuống bây giờ nhìn 12 thái tuế đã thai ngén thành công chỉ chờ tương lai bất hủ thời đại mở ra liền có thể hàng thế trẫm cũng là hoan hỷ. Ế Minh cảm động, thực tình cảm động, thanh âm không khỏi nghẹn ngào nói, bệ hạ. Đa tạ bệ hạ. Ế Minh liên tục lật cảm tạ, thanh âm nói năng lộn xộn, rõ hiện ra giờ phút này kích động tâm, cũng có được nồng đậm hối hận, sau cùng đằng đằng sát khí nói, bệ hạ. Tất phương tư tàn sơn hà xã tắc đồ, lại có khôi phục chi tâm, lộ ra nhưng đã có mưu nghịch chi tâm. Đối với dạng này giả tâm bừng bừng người, tuyệt đối không thể lưu lại, mời bệ hạ cho thần một cái chuột tội cơ hội từ thần tự mình bắt Tất Phương về yêu đình. Yêu hoàng khẽ lắc đầu nói, không thể. Tất Phương cứ việc có giả tâm, có thể đến cùng đối yêu tộc có công, qua nhiều năm như vậy trẫm bế quan tu hành, yêu tộc sự vụ lớn nhỏ Tất Phương xử lý ngay ngắn rõ ràng, lựa chọn những để nhân tộc, lập pháp độ, tôn tiên liệt, tăng cường yêu tộc các tộc lòng trung thành, đây là không thể nghi ngờ là chính xác. Yêu tộc tại hắn tay bên trong, nhìn như bị mất không ít lãnh địa, có thể nội bộ phân tranh giảm bớt, chỉnh thể thực lực là tăng lên. Bàn về như thế nào trị quốc? chẳng là không bằng tất phương. Ta yêu tộc không biết bao nhiêu năm, mới xuất hiện bực này anh tài, tự nhiên không thể tùy tiện giết. Mà mà lại bất luận tất phương công lao sự nghiệp, tất phương cũng là một tôn yêu thần, đây chính là tiên thiên thần ma, tộc ta đứng hàng thập đại chủng tộc, ngoại trừ trẫm bên ngoài, trên mặt nổi cũng mới có 10 tôn. Há có thể tự đoạn một tay, làm ra người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sự tình tới. Phải biết nhiều năm như vậy cùng nhân tộc xung đột, tử thương vô số anh kiệt cùng tộc nhân, cũng không bằng vẫn lạc một tôn tiên thiên thần ma tới tổn thất lớn. Thương tộc chết một tôn tiên thiên thần ma, đã bị vạn tộc xem nhẹ, cho rằng đã suy bại, ta yêu tộc há có thể bước bọn họ theo gót. Tế Minh phẫn hận nói, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha tất phương. Cái này chẳng phải là tiện nghi tất phương. Yêu hoàng chậm rãi chấp hai tay sau lưng, chậm chậm mở miệng nói, có lỗi tự nhiên muốn phạt, không phải vậy yêu yêu bắt trước, yêu đình như thế nào quản lý vạn yêu. Chỉ là tất phương tội không đáng chết, đây là việc xấu trong nhà, không thể truyền ra ngoài âm thầm bên trong trẫm sẽ xử phạt hắn trên mặt nổi ngươi tiếp tục ủng hộ tất phương cũng trong bóng tối liên lạc kế mông cùng thương dương tất phương không thể đổ đài không phải vậy cái này sẽ khiến sóng to gió lớn từ đó chấn động vạn tộc bây giờ thảo phạt thương tộc tuy nhiên bị trì hoãn xuống tới có thể đây là chuyện sớm hay muộn không thể tại cái này thời kỳ mấu chốt ra loạn không phải vậy yêu tộc bị người xem nhẹ có thể tranh thủ được chỗ tốt đem về giảm bớt tế minh kính để nói bệ hạ vì đại cục khắp nơi nhường nhịn thật sự là chịu ủy khuất Yêu hoàng thở dài một hơi nói, trẫm trước kia rất thích tàn nhẫn tranh đấu, không vì yêu tộc cân nhắc, ngàn năm chi chiến tộc ta tổn thất nặng nề, nhiều năm như vậy bế quan tu hành, trẫm thường xuyên suy tư trước kia từng màn, phát hiện đại nhiều chuyện muốn là nhẫn nhất thời, tộc ta như thế nào sẽ có nhiều như vậy tổn thất. Ngươi đi tìm kế mông cùng thương dương, còn lại trẫm đến xử lý. Ế Minh lên tiếng, vâng. Ế Minh quay người trực tiếp rời đi, yêu hoàng nhìn lấy Ế Minh bóng lưng, miễn cười thần sắc biến mất không còn tâm tích, thần sắc âm trầm xuống, một đôi mắt nổi lên hung lệ, nhìn chăm chú ế minh biến mất bầu trời sau cùng thấp giọng nói dưỡng không quen bạch nhãn lan mặc cho ngươi tham nhiều như vậy vậy mà thời khắc mấu chốt bán ta xem ra là quá thả mặt cho các ngươi yêu hoàng trầm mặt một hồi thật lâu mở miệng nói anh chiêu cao lớn cây cối trong bóng tối một tên thân ngựa mặt người toàn thân hổ bang lưng có hai cánh yêu thần đi ra anh chiêu hai tay ôm quyền nói làm thế nào như ế minh loại này hai mặt tiểu nhân có phải hay không cái kia làm ra trừng trị yêu hoàng lắc đầu nói không cần vừa mới cái kia một phen, ta là phát ra từ đáy lòng, yêu tộc tổn thất không nổi. Hắn ánh mắt nhìn về phía Thái Hoàng Sơn chỗ sâu, nhàn nhạt nói, Hoàng còn đang bế quan, như vậy thì để hắn một mực bế quan. Không phải yêu tộc tồn vong, không thể ra. Ánh mắt nhìn về phía anh Chiêu nói, ngươi là ta tín nhiệm nhất tâm phúc, từ ngươi trú thủ tại chỗ này, ta là yên tâm. Đến đón lấy yêu tộc sẽ có trung chuyển, ngoại trừ mệnh lệnh của ta, bất kỳ người nào cũng không có thể tiến vào. Anh Chiêu lên tiếng về sau, lạnh lùng nói, ế minh thăm dò một chút, liền biết không đáng tin cậy, nàng như thế, kế mông cùng thương dương sợ cũng như thế. Tất phương phất tay ngăn lại anh chiêu nói, không cần phải lo lắng, cục thế loạn. Không được, chỉ là không nghĩ tới sơn hà xã tắc đồ, vậy mà lại xảy ra vấn đề, sẽ đi tán thành đậu trường sinh. Đậu trường sinh lừa gạt thần binh thủ đoạn, thật sự là khiến người ta khó lòng phòng bị, tương lai gặp phải hắn, lập tức lựa chọn động thủ, không thể lại cho hắn phát huy đường sống. Tất phương trầm mặt một chút, lúc này mới tiếp tục nói, đây cũng không phải là một chuyện xấu, Sơn Hà xã tắc đồ bị ta cầm vào tay qua nhiều năm như vậy, một mực không phản ứng chút nào, lần này linh tính khôi phục, cũng nói cho ta biết con đường phía trước. Chỉ cần ta có thể tránh thức chấp chưởng Sơn Hà xã tắc đồ, cũng là đại thế đã định, hoàng không cam tâm nữa, cũng muốn lựa chọn nhường nhịn. Ta chưa từng đoạt vị chi tâm, chỉ là muốn hết thành yêu tộc cách tân, tướng quyền nhất định phải áp đảo quân quyền, để bọn hắn biết, bọn họ hy vọng cuối cùng hoàng, cũng lay không động được đại cục. Đại tranh chi thế, không tiếng ác lùi. Công bằng tộc một mực nhìn chằm chằm, muốn muốn xung kích thập đại chủng tộc, ta yêu tộc lại không cách tân mạnh lên, tương lai khả năng bị hắn đánh bại, cũng có thể bị cường đại người tộc đánh tan. Tất Phương đột nhiên đình chỉ, ánh mắt nhìn về phía Thiếu Hoàng Sơn phương vị, chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến nói, nơi này thì nhờ ngươi. Thiếu Hoàng Sơn còn cần hoàng đi kết. Thiếu Hoàng Sơn chấn động. Lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Thiếu Hoàng Sơn thế nhưng là yêu tộc trọng địa, 18 danh sơn một trong, tương đương với nhân tộc phía trên châu, cái này một chỗ thế nhưng là yêu tộc cường giả cái nôi, cũng là chống lên yêu tộc ký số trụ cột, thiếu hoàng sơn nhất lên hỗn loạn không đáng sợ, bởi vì hỗn loạn cuối cùng sẽ bị trấn áp xuống dưới. Chết một số yêu tộc không đáng sợ, chỉ cần có thiếu hoàng sơn, sớm muộn cũng sẽ một lần nữa dựng dục ra vô số yêu tộc, nhưng muốn là thiếu hoàng sơn không có, như vậy hết thảy thì thật không có. Thiếu hoàng sơn phụ cận từng tôn thiên yêu, không khỏi dương mắt hướng về thiếu hoàng sơn nhìn lại, bọn họ chợt hướng về thiếu hoàng sơn dám đi, bắt đầu hội tụ tại yêu thần bỉ mông phụ cận. Ánh mắt nhìn thiếu hoàng sơn, chợt liền phát hiện không đúng, Thiếu Hoàng Sơn đang khi bọn họ mắt thường tốc độ rõ rệt dưới, ngay tại bắt đầu diễn biến hư huyễn, Thiếu Hoàng Sơn không ít địa phương, đã bắt đầu biến mất không thấy. Cái này Thiếu Hoàng Sơn có vấn đề, mỗi một vị thiên yêu đều có thể nhìn ra. Bọn họ không khỏi nhìn về phía chuyện xảy ra hạch tâm địa phương, trong đó một tôn thiên yêu nói cái kia là nhân tộc. Là đậu trường sinh. Hắn đang làm gì? Cái này một cổ khí tức là cái gì? Ta tự như là tiếp xúc qua, nghĩ tới, đây là một bộ thượng cổ điển tịch bên trong tồn trữ khí tức, đó là Sơn Hà xã tắc đồ khí tức. Sơn Hà xã tắc đồ năm chữ vừa ra. Lập tức gây nên sóng to gió lớn, vốn là từng tôn không vội không hoảng hốt thiên yêu, lập tức hoảng rồi. Bọn họ lại nhìn về phía đậu trường sinh, nguyên một đám muốn rách cả mí mắt, hận không thể nuốt sống đậu trường sinh, một tên thiên yêu tức hỗn hển nói, khác khu khu một cái nhân tộc. Làm sao có thể thu hoạch được tộc ta chí bảo tán thành? Điều đó không có khả năng, giả, đây là giả, cái này tuyệt đối không phải thật thiên yêu không thể tin được, sau cùng không thể không đưa tay nắm một cái chính mình, cảm nhận được nhói nhói cảm giác, biết trước mặt đây không phải nằm mơ, mà là chân thực phát sinh sự tình. Vừa mới đã tìm đến Kim Sơn Quân, cái này một tôn hổ tộc thiên yêu, cũng là không dám tin, chợt thì ngang nhiên hướng về thiếu hoàng sơn xuất thủ, đây là yêu tộc chí bảo, há có thể mặc cho người ta tộc thu hoạch được tán thành, sau đó thu hoạch được chấp trưởng tư cách. Tuyệt đối không cho phép. Kim Sơn Quân động thủ về sau, chợt một đạo quan mang hiện ra, lại là hổ kinh thiên hoàng thủ tại thời khắc mấu chốt này không cho phép phạm sai lầm trực tiếp ngăn cản kim sơn quân kim sơn quân gặp này giận dữ nói hổ kinh thiên ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật hổ kinh thiên vội vàng giải thích nói cái này có hiểu lầm nguyên sơn quân thừa cơ xuất thủ kim sơn quân trực tiếp kéo lại hổ kinh thiên không có hổ kinh thiên ngăn cản về sau nguyên sơn quân công kích thế bất khả kháng trực tiếp hướng về đậu trường sinh rơi xuống có thể ngay tại lúc này hư huyễn màn ánh sáng hiện ra phía trên biểu dương ra vạn lý sơn hà một cuốn một lục chậm rãi bay ra đứng ở đậu trường sinh phía trên chỗ trống, trực tiếp ngăn cản Nguyên Sơn quân công kích. Nguyên Sơn quân nhìn lấy Sơn Hà xã tắt đồ hình chiếu xuất hiện, không khỏi khí cấp công tâm, trực tiếp phun ra một nguồn máu tươi, bi thương hét lớn, "Tỉnh A, ngươi là tộc ta chí bảo. Ngươi là tộc ta cung phụng chí bảo, muốn che chở tộc ta a. Làm sao có thể đi tán thành một tên nhân tộc? Nhân tộc đó là địch nhân. Không muốn bị nhân tộc cho lừa gạt. Đậu trường sinh không phải người tốt a." Chương 514, đây không phải ta nhân tộc mất đi bảo bối sao? thê lương thanh âm vang vọng đất trời. Thật sự là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Từng tia ánh mắt, nhìn về phía một cuốn một lục, chậm rãi bắt đầu mở ra, giờ phút này từng tôn thần ma, một đôi mắt nổi bật đi ra, giống như muốn rớt xuống, phun lửa ánh mắt nhìn chăm chú lên đậu trường sinh. Bọn họ vạn vạn nghĩ không ra, Sơn Hà xã tắt đồ vậy mà công nhận một vị ngoại nhân. Lựa chọn bọn họ a à. Bọn họ vị nào không phải mầm rễ chính hồng yêu tộc. Đau lòng, giờ phút này từng tôn thần ma vô cùng đau lòng, hận không thể đem đậu trường sinh nuốt sống, mà nhìn về phía sơn hà xã tắc đồ ánh mắt, cũng là tràn ngập chỉ tiết rèn sắt không thành thép, một bộ ngươi mắt bị mù thần thái. Nguyên sơn quân tiếng kêu trên tiếp tục vang lên, bất công. Sao mà bất công? Ta vì yêu tộc lập qua công, ta vì yêu tộc chảy qua huyết, vì sao không tuyển chọn ta? Một tiếng quát lớn vang lên, đây là một tôn sinh ra trường giác bạch lộc thần ma, đau âm thanh nói, muốn nói lập công, ngươi há có thể cùng ta so sánh. Ta cái này một cánh tay, cũng là cùng nhân tộc huyết chiến trong chém giết rớt, đã thương tổn tới bản nguyên, đến bây giờ cũng không có thể khỏi hẳn. Ta lộc tộc tại ngàn năm chi chiến bên trong còn chết một tôn thiên yêu, tổn thất thảm trọng như vậy, há lại ngươi hổ tộc có thế so với. Nếu bàn về lập công, coi là ta mới có thể thu hoạch được Sơn Hà xã tắc đồ tán thành. Kim Sơn quân giận dữ nói, đánh rắm. Ta hổ tộc cũng tại ngàn năm chi chiến chết thần ma, đây chính là huyền hổ một mạch đương gia, huyết mạch cao quý, há lại ngươi lộc tộc có thể so sánh. Hai người tướng tranh, còn lại thiên yêu cũng là xuống tràn nguyên một đám lẫn nhau giận mắng lên kế mông giận dữ nói một đám ngu ngốc bây giờ sơn hà xã tắc đồ nhận có thể nhân tộc một câu nói kia rơi xuống giống như một chậu nước lạnh trong nháy mắt tưới nước đến chúng nhiều thần ma trên đỉnh đầu lập tức để chúng nhiều thần ma đều tỉnh táo lại cũng không tại tiếp tục lẫn nhau chửi rủa công kích lộ tẩy bởi vì yêu thần kế mông nói rất đúng a à, sơn hà xã tắc đồ lựa chọn nhân tộc cái này một sự thật càng thêm để bọn hắn oán giận một đám lửa bắt đầu cháy hừng hực lên trong nháy mắt tự lồng ngực tăng vọt xông vào trong đầu Sơn Hà xã tắc đồ muốn là lựa chọn tại chỗ yêu tộc, như vậy còn chưa tính, bọn họ người nào không có vì yêu tộc chiến đấu qua, vì yêu tộc lập qua công, chảy qua huyết, có thể Sơn Hà xã tắc đồ hết lần này tới lần khác lựa chọn nhân tộc. Bất công, Sơn Hà xã tắc đồ thật sự là bất công. Đây là để anh hùng đổ máu lại rơi lệ a. À. Một thích cái thần sắc tái nhợt, sắc mặt cực kỳ khó coi, băng lãnh nhìn chăm chú lên đậu trường sinh, trong mắt bọn hắn đậu trường sinh đã là người chết. Kim Sơn quân oán giận nói, xuyên Sơn Hà xã tắc đồ vì ta tộc chí bảo, tuyệt đối không có khả năng tán thành ngoại tộc người bây giờ xuất hiện tình cảnh này tuyệt đối là đậu trường sinh dụ dỗ tộc ta chí bảo hắn dùng ti tiện thủ đoạn che đậy tộc ta chí bảo sơn hà xã tắc đồ là chí bảo không tệ có thể từ khi thượng cổ thiên biến sau mất tích qua nhiều năm như vậy một mực bạc vô âm tính không có tộc ta cung phụng bản thân tích lũy lực lượng không khô trôi qua lại thêm thượng cổ thiên biến thụ trọng thương sơn hà xã tắc đồ linh tính rơi vào trạng thái ngủ say cái này mới cho đậu trường sinh thời cơ lợi dụng kim sơn quân một câu lập tức thu được đông đảo yêu tộc thần ma tán thành nguyên sơn quân dẫn đầu phụ họa nói không tệ sơn hà xã tắc đồ tán thành đậu trường sinh cũng bởi vì sơn hà xã tắc đồ linh tính ngủ say quá lâu cho nên nhất thời không quan sát bị đậu trường sinh ti tiện thủ đoạn lừa gạt đúng tuyệt đối như thế phản phất là có chỗ tháo nước chúng nhiều thần ma bắt đầu theo cái này một đề tài nói ra so sánh với sơn hà xã tắc đồ ghét bỏ bọn họ trực tiếp đi tán thành ngoại tộc người bọn họ càng thêm tán thành kim sơn quân cái này một cái lý do mà lại Kim Sơn Quân nói cũng không phải lời nói suông, có lý có cứ, thật sự là làm cho người tin phục. Yêu thần kế mông đều công nhận gật đầu nói, chính là cái đạo lý này. Bạch Lộc Thiên yêu tiến lên một bước, chỉ còn lại một cánh tay hướng về phía trước duỗi ra, ngón tay chỉ hướng đậu trường sinh nói, đậu trường sinh thu được Sơn Hà xã tắc đồ tán thành. Cái này tại tộc ta lịch sử phía trên, chính là có một không hai, cái này đậu trường sinh đến cùng là giết. Vẫn là lưu. Giết xong hết mọi chuyện, nhưng muốn là lưu, đến cùng là cái gì điều lệ cái này đậu trường sinh khẳng định không thể chấp chưởng sơn hà xã tắc đồ đây là tộc ta chí bảo tuyệt đối không thể rơi vào bên ngoài người trong tay bạch lộc thiên yêu lời nói để kế mông trầm mặt giờ phút này kế mông cũng không biết được đến cùng nên làm như thế nào bởi vì sự tình thật sự là quá lớn ngay từ đầu kim sơn quân bọn họ ôm hận xuất thủ về sau tại tao ngộ sơn hà xã tắc đồ ngăn cản về sau ào ào lựa chọn dừng tay cũng không phải sơn hà xã tắc đồ có thể ngăn trở bọn họ sơn hà xã tắc đồ lợi hại đó cũng là muốn tại trong tay cường giả chỉ là đậu trường sinh một người phàm phu tục tử, làm sao có thể ngăn lại nhiều như vậy thần ma, bọn họ lựa chọn dừng tay nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ đều đã nghĩ thông suốt một việc, sau đó đem Sơn Hà xã tắc đồ xem như lối thoát. Chuyện này cũng là Sơn Hà xã tắc đồ là xuất từ Thiếu Hoàng Sơn, mà Thiếu Hoàng Sơn là yêu tướng đạo trường, một mực bị yêu tướng chết cầm giữ, làm huyễn tưởng hương, lý tưởng quốc, là yêu tộc thánh địa, tấm đoán còn lại thần ma tiến về. Trước kia cái này lý do thoái thác một chút vấn đề không có, dù sao Thiếu Hoàng Sơn là một chỗ vạn yêu hòa thuận thí nghiệm ruộng, sợ hãi thần ma đảo loạn cái này cũng nói còn nghe được nhưng hôm nay đang suy nghĩ thiếu hoàng sơn cấm đoán thần ma tiến về cái này một cái quy định như vậy một cách tự nhiên liền sẽ suy nghĩ nhiều thiếu hoàng sơn không cho thần ma tiến về chẳng lẽ là bởi vì thiếu hoàng sơn bên trong có bảo vật có mờ ám sợ hãi còn lại thần ma phát hiện cho nên mới không để bọn hắn tiến về kế mông tin tưởng cái này rõ ràng đạo lý bọn họ cái này một số thiên yêu toàn bộ đều có thể nghĩ đạt được cho nên lúc này mới khó làm yêu tướng nắm quyền quản lý yêu đình đã không biết bao nhiêu năm, yêu tướng lao khổ công cao, có thụ yêu tộc tôn trọng, muốn là tư tàn sơn hà xã tắc đồ một chuyện bại lộ, như vậy tuyệt đối sẽ để yêu tướng có tiếng xấu, làm không cẩn thận yêu tộc thì sẽ phát sinh nội chiến, nhất lên một trận phản loạn. Kế mông trong lòng oán trách yêu tướng, cũng không tán đồng yêu tướng, có thể cũng không dám vọng đồng, muốn là trực tiếp bức phản yêu tướng, yêu tộc bạo phát đại loạn, tương lai liền xem như bình định loạn cục, thực lực cũng sẽ giảm nhiều. Kế mông là cao quý yêu thần, nắm giữ lấy yêu tộc không ít bí ẩn, tự nhiên hiểu được yêu tộc là có tiền khoa, viễn cổ những năm cuối qua hoàng siêu thoát về sau, yêu tộc cũng bởi vì tranh đoạt qua hoàng truyền thừa, từ đó phát sinh đại loạn, các phương lẫn nhau công phạt, liều mạng vô số năm, sau cùng các phương nguyên khí đại thương, cái này mới cho tiên đạo cuộc khởi cơ hội. Yêu tộc bởi vì trận này đại loạn đã mất đi thiên địa bá chủ, lần này cũng không có thiên hạ có thể đã mất đi, lại một trận đại loạn cũng là vong quốc diệt chủng. Kế mông sợ ném chuột vỡ bình, không dám vọng động, muốn duy trì lấy trước mắt cục diện, chờ đợi lấy yêu hoàng ra mặt trong lòng cũng là có may mắn trước đó không lâu yêu hoàng xuất quan không phải vậy lần này thật không biết nên làm như thế nào yêu tướng cùng yêu hoàng kế mông đã làm ra lựa chọn thiên nhiên có khuynh hướng yêu hoàng yêu hoàng một mạch chấp chưởng yêu tộc đã tại yêu tộc bên trong thâm căn cố đế đây chính là như ăn cơm uống nước một dạng vốn nên chuyện như thế bất quá cho dù là chờ đợi nhưng có sự tình cũng phải giải quyết kế mông cúi đầu nhìn hướng phía dưới hổ kinh thiên trầm giọng mở miệng nói hổ kinh thiên ngươi vừa mới nói hiểu lầm chuyện này rốt cuộc là như thế nào phía dưới hổ kinh thiên dưới chân vân khí bốc lên hóa thành một đám mây đã đi tới bầu trời phía trên đứng tại kế mông trước mặt về sau không giống nhau hổ kinh thiên mở miệng kế mông băng lãnh thanh âm vang lên nữa nói người giúp nhân tộc thu hoạch được sơn hà xã tắc đồ tán thành một chuyện bây giờ đông đảo thiên yêu đã nhìn thấy muốn là giá giải thích không rõ như vậy cũng đừng trách ta hạ ngoan thủ kế mông lời nói rơi xuống về sau nguyên sơn quân thống mà âm thanh vang lên người hổ kinh thiên là cao quý huyền hổ một mạch cũng là ta yêu tộc thiên yêu làm sao có thể trợ giúp ngoại nhân bất luận ngươi có lý do gì, ngươi đây chính là ăn cây táo rào cây sung, là tộc ta sỉ nhục. Kim Sơn Quân cũng phụ họa nói, hổ kinh thiên ngươi quá khiến người ta thất vọng. Từng tôn thiên yêu nín hỏa khí, bây giờ lại là bắt đầu hướng về hổ kinh thiên phát tiết ra ngoài, hổ kinh thiên trở thành bọn họ chỗ tháo nước, chuyện không có cách nào khác, vừa mới hổ kinh thiên xuất thủ bảo vệ đậu trường sinh, đây là phát sinh ở trước mắt bao người, dù ai cũng không cách nào vì hổ kinh thiên giải thích. Hổ kinh thiên thần sắc bình tĩnh, lắng nghe các vị thần ma giận mắng, chẳng những không có lửa giận, ngược lại vui sướng trong lòng đậu trường sinh vô cùng ra sức bất luận đậu trường sinh làm sao thành công bây giờ đã đem sơn hà xã tắc đồ lừa gạt để sơn hà xã tắc đồ linh tính khôi phục hiện nay sơn hà xã tắc đồ xuất hiện sự tình đã kinh động đến yêu tộc đây cũng chính là thời gian ngắn ngủi lại đợi thêm một hồi tới đây thần ma sẽ càng nhiều mà yêu tộc tiên thiên thần ma trên cơ bản ngoại trừ có việc còn lại đều sẽ tới đây là yêu tộc bây giờ hạng nhất đại sự sơn hà xã tắc đồ bại lộ về sau thuộc về mình tử cục lập tức tan rã Hổ Kinh Thiên trong lòng cảm kích Đậu Trường Sinh, thế nhưng kiên kỵ Đậu Trường Sinh, vị này thật sự là lợi hại, không chỉ là có thể lừa gạt bản tộc Trạm Lô Kiếm, thậm chí ngay cả yêu tộc Sơn Hà xã Tắc đồ đều có thể lừa gạt. Nhất là lần này chiến tích, sợ là thiên hạ vạn tộc đều sẽ cấm đoán Đậu Trường Sinh đến. Nếu như biết rõ Đậu Trường Sinh đến bản tộc, nhất định sẽ thần hồn nát thần tính, sợ Đậu Trường Sinh đem bản tộc không có chấp chưởng giả trí bảo cho lừa gạt đi. Cảm kích về cảm kích, Hổ Kinh Thiên bán lên Đậu Trường Sinh đến, đó là tuyệt không mềm tay, đối mặt các vị thần ma ép hỏi trực tiếp mở miệng nói là đậu trường sinh phát hiện một trận liên quan đến tộc ta đại âm mưu vì bóc trần cái này một cái âm mưu ta mới có thể tương trợ đậu trường sinh bây giờ đậu trường sinh ngay ở chỗ này không bằng mời đậu trường sinh tiến lên đem kỹ càng đầu đuôi nói rõ ràng hổ kinh thiên mở miệng quát lớn thanh âm lập tức im bặt mà dừng khi nghe thấy âm mưu hai chữ về sau cả đám đều thần sắc khẩn trương lên bởi vì bọn hắn dẫn đầu nghĩ đến yêu tướng có thể liên quan đến yêu tộc đại âm mưu ngoại trừ cái này một cái bên ngoài không còn có còn lại kế mông con ngươi hiện ra màu sắc trang nhã một mực khiên kỵ chủ đề lại bị hổ kinh thiên chọc ra tới muốn là đem đậu trường sinh kêu lên đến lấy nhân tộc lập trường sợ là hận không thể yêu tộc phát sinh một trận nội loạn đậu trường sinh cái nào sợ chết dùng chính mình một cái mạng đổi lấy yêu tộc đại loạn như vậy cũng đáng đậu trường sinh cũng là nhân tộc thiên cổ công thần thành vì nhân tộc anh liệt kế mông con ngươi hiện ra sát ý cái này hổ kinh thiên từ khi trở về yêu tộc về sau yêu tộc thì chưa từng một ngày yên tĩnh tuần tự không ngừng ra chuyện đối với cái này làm loạn chi nguyên kế mông đã sớm trong lòng không thích sinh cơ không ngừng sôi trào kế mông nhẫn nại lấy sát cơ ánh mắt nhìn chung quanh hai bên nhìn lấy từng vị yêu tộc thiên yêu không ít hiện ra hưng phấn ánh sáng kế mông trong lòng cảm giác nặng nề biết bọn họ muốn yêu tướng chơi đài đến mức đưa tới hậu quả lại là hoàn toàn không để ý không thể không lối ra nói không cần âm mưu gì không âm mưu ta nhìn ngươi là cố ý trốn tránh trách nhiệm ta bản đến cấp ngươi một cái sống sót cơ hội đáng tiếc chính ngươi không trân quý chớ có trách ta kế mông định đem hổ kinh thiên làm dê thế tội, sau đó đem sự tình đẩy cho nhân tộc, trước hết để cho sự kiện lạnh đi. Nói. Để hắn nói. Một đạo bình thản âm thanh vang lên, yêu thần Phi Liêm đi vào kế mông bên cạnh, một đạo khí thế một mực khóa chặt kế mông, Phi Liêm đã đứng tại kế mông nửa trước bước vị trí, quay đầu nhìn về phía kế mông nói, hổ kinh thiên đường đường một tôn thiên yêu, có thân phận, có địa vị, không phải cái gì ngu xuẩn ngu ngốc, liền xem như muốn giết, như vậy cũng muốn làm cho đối phương tâm phục khẩu phục, nhất định phải cho hổ kinh thiên một cái phát huy cơ hội không phải vậy há không phải là đang nói ta yêu tộc đang làm độc đoán căn bản cho bất chấp mọi thứ tộc người nói chuyện kế mông lắng nghe phi liêm có ý riêng hiện ra vẻ phẫn nộ đều đã lúc nào cái này phi liêm vậy mà không quan tâm chẳng lẽ không biết cái này làm không cẩn thận cũng là yêu tộc đại loạn vì mình bản thân tư lợi vậy mà không để ý đại cục kế mông muốn mở miệng có thể một đạo thanh âm ôn hòa ngăn lại tất phương chậm rãi đi tới ôn hòa mở miệng nói hổ kinh thiên muốn đậu trường sinh mở miệng như vậy thì để đậu trường sinh nói. Cái này không chỉ là ta muốn nghe, hoàng cũng phải nghe, đến từ nhân tộc đạo hữu cũng phải nghe. Kế mông vốn là dẫn theo một trái tim, lắng nghe đến một câu nói kia về sau, lập tức bình tĩnh trở lại, ánh mắt hướng về phương xa nhìn qua, có thể trông thấy nơi xa một đóa yêu mây phía trên, một tôn lão giả chấp hai tay sau lưng, ở một bên có một tôn đại hán, giờ phút này trực tiếp ngồi ngay ngắn ở yêu mây phía trên, không có không cái gì hình tượng. Người đến chính là hoàng cùng nhân tộc tự vô mệnh kế mông đầu rồng nhân tính hóa nổi lên dị dạng thần sắc, ánh mắt di động nhìn về phía tự vô mệnh, hiện ra không thích cái này một cái lão vô lại không phải tại thiên ngoại thiên di chuyển phúc địa sao? làm sao nhanh như vậy liền trở lại, hơn nữa còn đi sứ yêu tộc, hoàng đến là chuyện tốt, có thể nhân tộc tới một cái hung hăng càng quấy vô lại, cái này sợ là muốn xuất hiện biến cố. kế mông ánh mắt nhìn về phía đậu trường sinh, lại là rụt trịch, không muốn cho tự vô mệnh cơ hội phát huy, nhưng khi kế mông khí thế biến đổi lúc, cánh tay liền đã bị chết bắt lấy một đầu cánh tay tráng kiện đè xuống kế mông, thô cùng âm thanh vang lên, kế mông huynh đệ đây là muốn làm gì? Là muốn hoan nghênh huynh đệ sao? Kế mông hơi hơi vặn vẹo đầu rồng, mắt rồng nhìn về phía một bên, chính trông thấy tự vô mệnh cái kia giống như cười mà không phải cười thần sắc, nhưng trong lòng thì giật mình, cái này tự vô mệnh so với chính mình lần trước nhìn thấy thực lực mạnh hơn, hoàn toàn đã vượt ra khỏi phổ thông tiên thiên thần ma tầng thứ. Trong lòng không khỏi trầm trọng, loại thực lực này tại thượng cổ, đã có thể bị gọi là chân quân, biểu thị thực lực đối phương xa mạnh hơn xa phổ thông tiên thiên thần ma. Nhân tộc bây giờ là Đại Chu, lúc này mới hơn 200 năm, lại lên một cái triều đại là Đại Thương, lại đến cũng là Đại Hạ, tự vô mệnh cũng mới hơn 1.000 tuổi, còn chưa đủ 2.000, đối với thần ma đều là phi thường trẻ tuổi, chớ đừng nói chi là tiên thiên thần ma. Nhưng đối phương tại Đại Hạ những năm cuối chứng đạo tiên thiên thần ma, cho tới bây giờ mới 800 năm tả hữu thời gian, lại nhưng đã đi đến rất nhiều tiên thiên thần ma cả đời đều đi không xong đường. Thực sự nhân tộc cự đầu thực lực, có thể cùng yến thần đế chờ tương đề tịnh luận tự vô mệnh cũng mặc kệ kế mông buông ra đối phương cánh tay đi thẳng tới đậu trường sinh trước mặt đưa tay thì hướng về sơn hà xã tắc đồ chụp tới đồng thời mở miệng nói đây không phải tộc ta mất đi giang sơn xã tắc đồ sao chương 515, tự tay mình giết thần ma thường gió mát quét tự vô mệnh sợi tóc theo gió tung bay bày trọng lớn tay cầm đã hướng về một cuốn tràn ngập ánh sáng cùng thủy khí sơn hà xã tắc đồ chụp tới một tiếng này rơi xuống lại là đưa tới tức giận gào thét tự vô mệnh ngươi đánh rắm. Tự vô mệnh rộng bàn tay to xuyên qua sơn hà xã tắc đồ, sơn hà xã tắc đồ còn như trong nước hình bóng, tay cầm chỗ qua khu vực, bắt đầu nhộn nhạo, một vòng tiếp lấy một vòng gần sóng, bắt đầu không ngừng khuếch tán lan tràn ra. Tự vô mệnh dương mắt hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn qua, phẫn nộ gào thét chính là một tôn mới đã tìm đến yêu thần cửu anh. Chẳng thèm ngó tới nói, làm sao không phải. Sơn hà xã tắc đồ đại danh đỉnh đỉnh, tộc ta tự nhiên sớm có nghe thấy, bởi vì ngưỡng mộ sơn hà xã tắc đồ, cho nên hao phí vô số bảo vật quý giá mời chúng nhiều thần ma cùng một chỗ chú tạo một cuốn giang sơn xã tắc đồ một quyển này giang sơn xã tắc đồ thuần túy là bắt chước sơn hà xã tắc đồ thì liền một cái hoa văn đều không kém sơn hà xã tắc đồ phía trên có tộc ta giang sơn xã tắc đồ cũng đều có đáng tiếc tộc ta giang sơn xã tắc đồ mấy ngàn năm thì mất đi bây giờ nghĩ không ra vậy mà tại yêu tộc phát hiện nhất định là các ngươi trộm cắp tộc ta chí bảo giang sơn xã tắc đồ tự vô mệnh oán giận lên giận dữ nói tốt các ngươi yêu tộc quả nhiên là không có lòng tốt. Thì không thể gặp chúng ta nhân tộc tốt. duỗi tay nắm lấy đậu trường sinh cánh tay, lớn tiếng ồn ào nói, đi. Đi nhanh lên. Cái này yêu tộc không đợi cũng được. Vô sĩ. Thiên hạ lại có này người vô sĩ. Không ít không có cùng tự vô mệnh tiếp xúc yêu tộc, lập tức liền bị kinh hãi bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, danh tiếng trứ danh thiên hạ, âm thanh chấn vạn tộc nhân tộc cự đầu, vậy mà lại là vô sĩ như vậy bại loại. Cái này muốn vô sĩ đến cảnh giới gì, mới có thể chỉ hô bảo ngựa, dám nói ra Sơn Hà xã tắc đồ là Giang Sơn xã tắc đồ. Không quen biết rất khiếp sợ, người quen biết lại là tập mãi thành thói quen, kế mông vậy mà tuyệt không khí, giờ phút này ngay tại ngăn cản nổi giận cửu anh, bởi vì kế mông hiểu được tự vô mệnh chính là người như vậy, loại này vô lại bại loại xưa nay không quan tâm gia mặt, muốn so trước mắt còn hạ lưu sự tình, tự vô mệnh cũng làm được. Có thể nói là thần ma sĩ nhục, sức một mình kéo xuống thần ma hạng cuối. Tất phương tiến lên một bước, chủ động mở miệng nói, tự vô mệnh ngươi cũng là nhân tộc một phương cự đầu, lần này đi sứ mà đến, đại biểu cho nhân tộc thể diện, không nên ở chỗ này hồ dảo mang triền. Tộc ta chí bảo vậy mà tán thành ngoại nhân, chuyện này nhất định phải nói rõ ràng. Tự vô mệnh trực tiếp lắc đầu, đầu giống như trong lúc lắc một dạng, liên tục phủ quyết nói, cái gì gọi là hung hăng càng quấy, ta làm việc từ trước đến nay đường đường chính chính, một ngụm nước miếng một cái đinh, giang sơn xả tắc đồ một chuyện, ngươi đi ra, khẳng định có việc này. Tự vô mệnh tràn đầy tự tin, đối tại lời nói của mình tin tưởng không nghi ngờ không chần chờ chút nào cùng do dự bởi vì lúc trước không có giang sơn xả tắt đồ tự hôm nay sau liền sẽ có yêu hoàng chậm rãi tiến lên chấp hai tay sau lưng ôn hòa mở miệng nói cái này một số râu ria không đáng kể cũng không cần đề lần này trẫm tự mình rời đi thái hoàng sơn không phải tới nghe cái này một số nói nhảm hổ kinh thiên nói ngươi nhân tộc đậu trường sinh phát hiện một trận âm mưu từ đó lựa chọn tương trợ đậu trường sinh muốn đậu trường sinh mở miệng trình bày chân tướng như vậy thì để đậu trường sinh nói bí ẩn gì? Âm mưu gì? Toàn bộ nói hết ra, tại chỗ nhiều ngày như vậy yêu cùng yêu thần, cũng có được nhân tộc thần ma, toàn bộ đều có thể xem như chứng kiến. Hổ Kinh Thiên vội vàng hạ bái cảm kích nói, đa tạ bệ hạ. Hổ Kinh Thiên cảm tạ về sau, thẳng tắp lấy cái eo, thần sắc rất bình tĩnh, nhưng trong lòng bên trong đã vui mừng, bây giờ yêu hoàng đã tới này, còn có yêu tộc Đông Đảo Tiên Thiên thần ma, cho dù là yêu tướng cũng vô pháp làm đến một tay che trời, chính là vạch Trần yêu tướng âm mưu tốt nhất thời khắc chỉ cần đem yêu tướng đuổi xuống đài chính mình nhất định sẽ trở thành yêu hoàng trước mặt hồng nhân lập tức trở thành yêu đình trọng thần điều này có thể cho thương tộc mang đến to lớn lợi ích không nói thương tộc chỉ cần bản thân mình cũng có thể thu hoạch được yêu tộc đại lượng tư nguyên có thể khôi phục thương thế không nói còn có thể càng tiến một bước đột phá đến thần ma đỉnh phong hổ kinh thiên ánh mắt nhìn về phía đậu trường sinh cực lực áp chế vui sướng nói đậu trường sinh đem hết thảy nói hết ra a à. nói cho bệ hạ giá là làm sao phát hiện sơn hà xã tắc đồ làm sao biết yêu tướng âm mưu chúng ta là làm sao liên hợp cùng một chỗ hổ kinh thiên đắc ý lời nói vẫn chưa nói xong liền đã bị đậu trường sinh trực tiếp cắt đứt đậu trường sinh không hiểu nói tiền bối ngươi lại nói cái gì phản bối làm sao có một ít nghe không hiểu cái này sơn hà xã tắc đồ cùng lão tướng quốc có quan hệ gì hổ kinh thiên sững sờ không dám tin nhìn lấy đậu trường sinh vội vàng mở miệng nói đậu trường sinh ngươi nói sai đi khiến cho chúng ta cùng một chỗ phát hiện tất phương âm mưu cùng một chỗ nỗ lực hoàn thành sơn hà xã tắc đồ khôi phục nhờ vào đó bóc trần tất phương xoáng vị cướp ngôi giả tâm. Hổ Kinh Thiên tốc độ nói rất nhanh, đã đem một ít chuyện miêu tả một phen, sau cùng chờ mong nhìn về phía đậu trường sinh, muốn tại đậu trường sinh cái kia lấy được, chính mình nói đều đúng, sự thật chính là như vậy, là yêu tướng tất phương giả tâm bừng bừng, trong bóng tối tư tàn sơn hà xã tắc đồ, vì chính là khôi phục sơn hà xã tắc đồ, cốt thay thế yêu hoàng, thành vì yêu tộc cộng chủ. Có thể Hổ Kinh Thiên chờ mong, đổi lấy lại là tuyệt vọng, đậu trường sinh quả quyết lắc đầu, vô cùng nghi hoặc nói, tiền bối nói đồ vật, vãn bối một câu đều nghe không hiểu. Vãn bối không biết vấn đề này, làm sao lại cùng lão tướng quốc có dính líu. Tất phương đột nhiên thở dài, thanh âm vang vọng tứ phương, đem tất cả chú ý lực, toàn bộ đều hấp dẫn tới, tịch mịch nói, tự hoàng bế quan tu hành, ta chấp trưởng yêu tộc đến nay, ta là cẩn trọng, cho dù là một chuyện nhỏ, cũng không dám có bất kỳ coi nhẹ, sợ đối yêu tộc tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Nghĩ không ra ta tân tân khổ khổ vì yêu tộc mưa phúc, đổi lấy không phải tôn kính, mà chính là người có dụng tâm khác hãm hại. Tất Phương lời nói rơi xuống về sau, lập tức có thiên yêu phụ họa nói, lão tướng quốc một lòng vì công, có thể nghĩ không ra còn có người vì tư lợi, vậy mà công nhiên vu hãm lão tướng quốc, thật sự là khiến yêu kinh thường. Lên tiếng ủng hộ thanh âm, lần lượt không ngừng vang lên, Tất Phương đảm nhiệm yêu tướng nhiều năm, tự nhiên có một nhóm kẻ ủng hộ. Không ngừng lên tiếng ủng hộ Tất Phương, bắt đầu đối hổ kinh thiên chửi rủa trách cứ lên. Hổ kinh thiên lắng nghe chửi rủa cùng trách cứ, giờ phút này là vừa sợ vừa giận, nhìn về phía giả bộ Tất Phương, giờ khắc này lại không trước đây không lâu hảo tâm thái, có thể không quan tâm hơn thua, thẹn quá thành giận hổ kinh thiên gào thét hô, im miệng. Đưa tay chỉ hướng tất phương la lớn, các ngươi đều là kẻ ngu không thành. Thiếu Hoàng Sơn là tất phương đạo trường, mà Sơn Hà xã tắc đồ tự Thiếu Hoàng Sơn bên trong xuất hiện, cái này đầy đủ nói rõ hết thảy. Nếu là không đầy đủ, như vậy tất phương một mực cấm đoán thần ma đến đây Thiếu Hoàng Sơn, đây là ý gì? Còn không phải là bởi vì thần ma cường đại, linh giác kinh người, có thể sẽ phát hiện Sơn Hà xã tắc đồ tất phương tư tàng sơn hà xã tắc đồ soán vị cướp ngôi giả tâm rõ rành rành cái này còn có cái gì có thế phân biệt các ngươi cái này một ít người không nên ở chỗ này giả vờ ngây ngốc sơn hà xã tắc đồ vì quân quyền biểu tượng há có thể từ thần tử chấp chưởng bất luận tất phương có lý do gì tư tàng sơn hà xã tắc đồ đây chính là tội là qua nhất định phải nghiêm trị cho thiên hạ một cái bàn giao không phải vậy yêu yêu bắt trước, chắc chắn quốc chi không quốc hổ kinh thiên bật hết hỏa lực triệt để yên tâm bên trong cố kỵ rõ hiện ra một tên thần ma bình thường trình độ, trực tiếp đem hết thảy ngụy trang cùng che giấu, toàn bộ đều cho xé toan. Hổ Kinh Thiên cũng không có buông tha đậu trường sinh, đưa tay chỉ hướng đậu trường sinh giận mắng nói, ngươi cái này đồng ma tể tử, quả nhiên là không có lòng tốt. Lúc ấy ngươi là làm sao nói với ta, ngươi nói muốn muốn một đầu sinh lộ, chúng ta liên hợp cùng một chỗ, mới có thể sống sót. Lời nói còn rõ mồn một, một trước mắt, ngươi cái này ma tể tử thì không kịp chờ đợi muốn phản cắn ta một cái. Ta nói cho ngươi cái này là không thể nào, thật thì là thật, giả cũng là giả. Sơn Hà xã tắc đồ ở đây, đây chính là bằng chứng. Bắn xong đậu trường sinh về sau, hổ kinh thiên nhìn về phía tất phương, lớn tiếng chất vấn nói, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn không nhận tội. Tiếp tục liều chết xuống dưới. Còn có ý nghĩa gì? Hổ kinh thiên tâm tình kích động, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, trực tiếp quỳ bái tại yêu hoàng trước mặt, hết sức nói, xê bệ hạ. Ngươi muốn vì thần làm chủ A. À. Thần câu câu nói, toàn bộ đều chân thật bất hư, không có một câu hư giả yêu hoàng mặt không biểu tình lạnh lùng mở miệng nói hổ kinh thiên đậu trường sinh ngươi cũng nghe thấy hắn cùng ngươi miêu tả sinh ra nghiêm trọng sai lầm hổ kinh thiên nói lời cũng không phải là không có đạo lý sơn hà xã tắc đồ xuất hiện tại thiếu hoàng sơn cái này biểu thị lấy tất phương cùng sơn hà xã tắc đồ có quan hệ đây là như sắt thép chứng cứ phạm tội ngươi cố ý yểm hộ tất phương là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt ngươi muốn là bây giờ nói ra chân tướng trẫm có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua đậu trường sinh nhìn lấy tụ đến từng tia ánh mắt áp lực không khỏi đập vào mặt, tự vô mệnh hướng về phía trước nghiêng thân thể, ngăn cản lại đại bộ phận ánh mắt, cái này khiến đậu trường sinh làm đầy ánh sáng. Tại nhiều nhiều thần ma hội tụ tràn cảnh, ánh mắt của bọn hắn đều sẽ mang đến áp lực, muốn là thực lực không đủ, cũng đủ để bị đè sập, không cần nói là mở miệng, liền mệnh đều muốn vứt bỏ, thậm chí là bọn họ không muốn ngươi nói chuyện, ngươi căn bản là không có cách mở miệng. Đại chu nội các không phải thượng tam phẩm không thể vào các, trong đó chính là cái đạo lý này, thật bạo phát cải lộn, ngươi không cách nào mở miệng, còn không phải đối phương nói cái gì là cái gì. Lần trước tự thiên ngoại thiên có tiện nghi đại ca, lần này cũng có, tuy nhiên tiện nghi đại ca bình thường không coi trọng, có việc thời điểm vẫn là đáng tin. Đậu trường sinh ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, sau cùng nhìn về phía yêu hoàng, dựa theo lấy kim đậu trước đó chuẩn bị xong kế hoạch, làm yêu hoàng xuất hiện về sau, thì sẽ không thế châm ngòi yêu tộc quan hệ, rất nhiều chuyện không cần ngoại nhân châm ngòi, cái này một số yêu tộc đều rõ ràng. Sơn Hà xã tắc đồ xuất hiện tại thiếu hoàng sơn bên trong, chẳng lẽ nhất định phải hổ kinh thiên đi nói bọn họ mới hiểu được. Không cần. Bọn họ bây giờ là đang giả bộ hồ đồ, yêu hoàng cũng sẽ như thế, bởi vì thật muốn luận tội trừng phạt, chẳng lẽ yêu hoàng muốn giết tất phương, trực tiếp xử tử một tôn tiên thiên thần ma. Cái này hoàn toàn không thể thực hiện được, kim đậu nhìn rất rõ ràng, yêu tộc muốn nhiều ngốc, mới sẽ tự mình giết chết một tôn tiên thiên thần ma. Cho nên yêu tộc phương thức xử lý rất đơn giản, cái kia chính là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có, làm tình thế lắng lại về sau, sau đó âm thầm bên trong xử phạt tất phương, hoàn toàn có thể phong ấn, đợi đến yêu tộc xuất hiện nguy cơ, sau đó bắt đầu giải phong, vì yêu tộc xuất lực, đây là lớn nhất vụng về phương pháp, cũng đều tốt hơn giết chết tất phương. Yêu tộc bố cục đại biến, đây là chuyện tất nhiên, mà muốn nhúng tay, hoàn toàn có thể âm thầm trung hòa tất phương tiếp xúc, cho tất phương cung cấp tiện lợi, chống đỡ tất phương tạo phản. Trên mặt nổi đi châm ngòi, sẽ không thành công không nói, sẽ còn trêu chọc yêu tộc ghi hận. Cho nên không cần phức tạp, phải xử lý rơi hổ kinh thiên, sau đó an an toàn toàn trở lại nhân tộc, còn lại giao cho nhân tộc thần ma là có thể. Cái gì tầng thứ quản cái gì tầng thứ sự tình, phàm tục tầng thứ liền thiếu đi nhúng tay thần ma. Trầm mặt một hai về sau, đậu trường sinh chủ động nói, chuyện cho tới bây giờ, muốn biết đầu đuôi sự tình, nhất định phải bắt đầu lại từ đầu nói lên. Theo ta theo thiên ngoại thiên phúc địa trở về, bảo vệ ta nhân tộc thần ma, đức trạch lão thần tiên tử vong nói lên. Phi Liêm không nhịn được nói, đó là các ngươi sự tình, cùng ta yêu tộc có quan hệ gì, lung ta lung tung không có có dính gấp sự tình, thì không cần thiết nói. Đậu trường sinh khẽ lắc đầu nói, cũng không phải không quan hệ, mà chính là đại có quan hệ. Lúc ấy Đức Trạch Lão Thần Tiên chết về sau, ta mới biết được Đức Trạch Lão Thần Tiên không phải nhân tộc, mà chính là thương tộc ngụy Trang. Thương tộc bởi vậy chết một tôn tiên thiên thần ma, lại hướng phía trước thương tộc giả mạo phượng hoàng tộc, còn có tại phúc địa không ngừng châm ngòi các tộc quan hệ, giết hại các tộc thiên kiêu, thương tộc đã gây nên công phẫn. Phi Liêm nhướng mày, phát hiện đậu trường sinh tại nhắm vào mình, chẳng những không có hướng về sau nói, ngược lại thời gian nói càng trước thời hạn, đang muốn mở miệng lúc, yêu hoàng chậm rãi đưa tay, ngăn lại phi liêm. Thương tộc làm loạn vạn tộc, các tộc mời ta nhân tộc ra mặt tạo thành liên quân thảo phạt, thương tộc vì tiêu trừ cái này tình thế nguy hiểm, đã bắt đầu hành động, phá hư liên quân tổ kiến. Cái này mới có giả mạo hổ kinh thiên trở về yêu tộc, nhờ vào đó châm ngòi yêu tộc cùng nhân tộc khai chiến một chuyện, nhân tộc cùng yêu tộc đều là đại tộc, muốn là bạo phát đại chiến, như vậy liên quân một chuyện tự nhiên tan rã, vạn tộc chú ý lực, đều sẽ bị trận này chiến sự hấp dẫn kế mông mở miệng nghi vấn nói thương tộc dám can đảm làm như vậy chẳng lẽ không biết hậu quả không sợ phiền phức hậu báo phục sao đậu trường sinh cười lạnh nói thương tộc vốn là cũng không muốn như thế cấp tiến có thể tiên thiên linh căng bàn đào thụ khô héo thương tộc cuộc thế càng thêm ác liệt không thể không lựa chọn bắt buộc mạo hiểm lại nói thương tộc ngay cả ta tộc đều dám giả mạo lần này giả mạo yêu tộc lại có cái gì không dám làm cái này hổ kinh thiên trở về nhiều khéo léo a à, từ khi hắn trở về về sau, yêu tộc liên tiếp ra chuyện, còn lại tạm thời không nói đến, một mực biến mất không còn tâm tích sơn hà xã tắc đồ, vậy mà xuất hiện. Hổ Kinh Thiên lập tức phản bác nói, ngậm máu phun người, đậu trường sinh ngươi ngậm máu phun người. Ngươi có chứng cớ gì chứng minh ta là thương tộc? Không có chứng cứ ngươi ngay ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, vì cho tất phương thoát tội, ngươi đã không từ thủ đoạn, trực tiếp bắt đầu vu hãm người tốt. Ngươi cũng không nghĩ một chút, sơn hà xã tắc đồ bực này chí bảo, có ai sẽ nguyện ý lấy ra? liền vì châm ngòi yêu tộc cùng nhân tộc chiến đấu. Thương tộc nếu là có bảo vật này, căn bản không cần lao lực như vậy, trực tiếp để yêu tộc cùng nhân tộc khai chiến, sau đó đem Sơn Hà xã tắc đồ đưa về, như vậy yêu tộc cũng chọn đối với nhân tộc khai chiến. Phi Liên Tán Thành nói, một câu nói kia không tệ, vì tộc ta chí bảo, liền xem như cùng nhân tộc khai chiến cũng là sẽ không tiếc. Đậu Trường Sinh trầm giọng nói, muốn nghiệm chứng rất đơn giản, thương tộc chết hắn một đôi mắt liền sẽ khôi phục bản tộc sáng màu tím. Chỉ cần giết hổ kinh thiên, như vậy chân tướng liền có thể rõ ràng khắp thiên hạ. Chương 516, tự tay mình giết thần ma, hạ. Giết hổ kinh thiên. Một câu nói kia được xưng tụng là long trời lở đất. Vốn là yên tĩnh tràn diện, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, một số yêu tộc thần ma thì thầm với nhau, xì xào bàn tán, nhưng cũng có yêu oán giận lên, Phi Liêm giận dữ nói, làm càng. Hổ kinh thiên bất luận nói như thế nào, đều là tộc ta thiên yêu, há có thể tùy ngươi định giết thì giết. Phi Liêm giận dữ, cùng bạo khí tức phóng lên tận trời, giống như một đạo bão tố gió, bạo ngược bao phủ hết thảy, trong nháy mắt liền đã xông đến đậu trường sinh trước mặt, còn như răng cưa đồng dạng, muốn đem đậu trường sinh xé rách vỡ nát. Đậu trường sinh sắc mặt trắng nhợt, cứ việc cái này bạo ngược khí tức đã bị tự vô mệnh ngăn cản được, có thể một tôn tiên thiên thần ma gầm lên giận dữ, y nguyên tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang, lỗ tai bắt đầu ông ông không ngừng oanh minh. Cái này cho hổ kinh thiên phát huy cơ hội, liền vội mở miệng nói, bệ hạ. Đây là nói xấu. Ta huyền hổ một mạch, vì yêu tộc lập xuống vô số công huân, cha ta cũng vì yêu đình liều mạng, chết tại ngàn năm chi chiến bên trong. Chính là bởi vì ta huyền hổ một mạch lập công vô số, mới treo chọc nhân tộc thù địch, lần này nhân tộc là muốn nhờ vào đó hại ta huyền hổ nhất tộc, làm tốt chết đi tộc nhân báo thù rửa hận. Mong rằng bệ hạ minh xét. Hổ kinh thiên nước mắt tuôn đầy mặt, tâm tình kích động, dường như nhận lấy làm nhục, có cực lớn oan khuất, nói ra kích động chỗ, nước mắt giống như không cần tiền một dạng rơi xuống. Phen này tư thái hiệu quả không thể nghi ngờ là không tệ, không ít thiên yêu cũng lộ ra lòng trắc ẩn, bởi vì bọn hắn đại nhập cảm bạo rạp, huyền hổ một mạch hiện trạng, giống như bọn hắn không hai, ngàn năm chi chiến yêu tộc thương vong thảm trọng, không biết bao nhiêu tộc nhân chết thảm. Nhất là nếu là bởi vì ngoại nhân một câu, liền trực tiếp bức tử bản tộc một tôn thiên yêu, cái này không khỏi làm lòng người rét lạnh, hôm nay có thể giết hổ kinh thiên, ngày mai liền có thể giết bọn hắn, thỏ chết hồ bùng phía dưới, lập tức có thiên yêu chống đỡ hổ kinh thiên. Kim Sơn Quân là trước tiên mở miệng nói. Bệ hạ. Huyền hổ một mạch, đời đời trung lương, còn mời bệ hạ minh giám. Nguyên Sơn Quân cũng mở miệng chống đỡ nói, lão huyền hổ chết thảm ở nhân tộc tiên tề chi thủ, bị hắn rút gân lột da, bị chế tác thành da hổ ghế dựa, đến bây giờ còn không thể đón về, một mực bị thụ nhân tộc khi nhục. Bệ hạ. Lúc trước lão huyền hổ có thể là cái thứ nhất hưởng ứng hiệu triệu, xung làm tiên phong lên phía bắc. Đánh hổ thân huynh đệ, phía trên thật cha con binh, thời khắc mấu chốt chánh thức có thể đáng tin, y nguyên vẫn là một cái trong tộc thần ma, cứ việc Kim Sơn Quân cùng Nguyên Sơn Quân trước đây không lâu còn đối hổ kinh thiên xuất thủ, nhưng làm hổ kinh thiên bị gặp nguy cơ, cái này hổ tộc hai vị thần ma, lập tức bắt đầu lựa chọn chống đỡ hổ kinh thiên. Họ hàng thân thuộc, kết đảng, dùng người không khách quan, có không địa phương tốt, nhưng cũng có ưu việc địa phương. Không ít thiên yêu mở miệng chống đỡ hổ kinh thiên, bắt đầu chỉ là một bộ phận rất nhỏ, nhưng sau đó không lâu đã gần nửa đều duy trì hổ kinh thiên. Vô luận như thế nào, đường đường một tôn thiên yêu, yêu tộc cao tầng, không thể bị ngoại tộc dâm ba câu thì giết đi cái này muốn là tại thiên ngoại thiên bên trong, cái này một số thần ma đều là dị tộc, như vậy một cái cố tâm tư khó lường, tuyệt đối sẽ không đi quản hổ kinh thiên chết sống, tại yêu tộc địa bàn bên trong, bức tử một tôn yêu tộc thiên yêu, cái này thật sự là quá khó khăn. Đậu trường sinh ánh mắt lưu chuyển, đã đem hết thảy đều thu hết vào mắt, yêu tộc thần ma phản ứng kịch liệt, cái này một loại tình huống không có ngoài dự liệu, cũng chính là nhân tộc vì thiên địa bá chủ, giờ phút này muốn là đổi thành còn lại thập đại chủng tộc, sợ là gây nên nhiều người tức giận nháy mắt, thì sẽ khiến thần ma xuất thủ đậu trường sinh tùy ý bọn họ phát tiết đợi đến thần ma thanh âm nhỏ về sau chủ động tiến lên một bước trầm giọng mở miệng nói hổ kinh thiên một mình xâm nhập tộc ta cảnh nội càng không để ý yêu tộc cùng nhân tộc quyết định huyết thệ ngang nhiên lấy thiên yêu thực lực đối với chúng ta phàm phu tục tử ra tay tuần tự đã đúc thành sai lầm lớn không nói sau cùng vậy mà chủ động lấy thiên tiên truyền tống thạch đem ta chờ người bắt đến yêu tộc cảnh nội hắn lòng tham không đấy lại có chiếm lấy thiên ma bia phá quân vẫn thần cung trạm lô kiếm ba kiện chí bảo giả tâm Đậu Trường Sinh sau cùng đau lòng nhất ốc nói, vì mạng sống, ta ủy khúc cầu toàn, không thể không đem trạm lô kiếm giao ra. Đau quá thay. Tộc ta chí bảo lại bị người khác chiếm lấy. Vậy mà không có một cái nào giải oan địa phương, bây giờ nhìn thấy yêu hoàng bệ hạ, ta thì hỏi yêu hoàng bệ hạ một câu. Yêu tộc đến cùng muốn làm gì? Một tiếng quát lớn vang lên, cái gì? Tộc ta chí bảo mất đi. Tự vô mệnh giận dữ, một đôi mắt hiện ra hung lệ, nhìn chung quanh tứ phương, duỗi ra cánh tay tráng kiện, Ngón tay không ngừng chỉ hướng yêu tộc thần ma, oán giận nói, "Phản, phản, thật sự là lật trời. Các ngươi này một đám súc sinh, trước cướp đoạt tộc ta thiên kiêu, lại chiếm lấy tộc ta chí bảo. Thật coi ta nhân tộc mềm yếu có thể bắt nạt. Khai chiến đi." Liền xem như đánh nhân tộc nguyên khí đại thương, cũng muốn tiêu diệt yêu tộc, nói cho vạn tộc ta nhân tộc không thể nhục. Tự vô mệnh đưa tay một phát bắt được đậu trường sinh cánh tay, lớn tiếng gầm thét nói, "Hôm nay không cách nào trở lại nhân tộc." Sợ chết sao? đậu trường sinh mừng rỡ biết tên lại sử sách cơ hội tới trong đầu không khỏi hồi tưởng đến ở kiếp trước tuyệt mệnh thơ trong lúc nhất thời lâm vào khó xử cái này lựa chọn thật sự là nhiều lắm không biết cái nào càng tốt hơn một chút là từ xưa nhân sinh ai không chết lưu lấy đang tâm chiếu hãn thanh rút giao thành một nhanh không phụ thiếu niên đầu đi ở can đảm hai côn lôn ta tự hoành đao hướng thiên tiếu khổng viết thành nhân mạnh viết thủ nghĩa duy kỳ nghĩa tận cho nên nhân trí. muốn vờ việc cùng mình phong cách có một ít không đáp có thể phóng khoáng một số, luôn cảm giác cũng có chút không xứng đôi. Đậu trường sinh chính tuyển cẩn thận cân nhắc lúc, thanh âm của mình đã vang lên, nhân tộc tình nguyện đứng đấy chết, tuyệt không quỳ xuống sinh. Đậu trường sinh trong lòng mắng to một câu, tự vô mệnh gia hỏa này, văn hóa trình độ quá thấp, nói gì vậy, hoàn toàn lãng phí chính mình lưu danh sử sách cơ hội. Trong dự đoán chính mình thân lâm tuyệt cảnh, bị yêu tộc thần ma đoàn đoàn bao vây, khẳng khái đi ca đến phía trên một bài tuyệt mệnh thơ, thơ tình, ý cảnh, toàn bộ đều biểu dương đi ra, lại từ thiên cơ báo như vậy đưa tin một chút, liền có thể đem chính mình phủ lên thành vị nhân tộc xưa nay chưa từng có đại anh hùng, đại hào kiệt. Lần này có tự vô mệnh tại chỗ, hai người toàn bộ đều là nhân vật chính, thiên cơ báo sẽ rất dễ nói chuyện, cơ hội này thế nhưng là không nhiều, có thể một câu nói kia, tuy nhiên cũng không tệ, có thể uổng công chính mình tuyệt mệnh thơ. Tự vô mệnh nhưng không biết đậu trường sinh chính ở trong lòng thầm mắng hắn, giờ phút này đầu nâng cao, lộ ra cổ họng về sau, một bộ thấy chết không sờn tư thái nói, tới đi. Động thủ đi hôm nay cho dù chết, ta cũng sẽ không rơi nhân tộc vi danh. Một mực trầm mặt tất phương, giờ phút này chủ động tiến lên giải thích nói, hiểu lầm. Đây đều là hiểu lầm. Ta yêu tộc chưa từng cùng nhân tộc khai chiến chi tâm. Tự vô mệnh hai tay vây quanh, cười lạnh nói, cái gì hiểu lầm. Các ngươi yêu tộc làm cái này một ít chuyện, toàn bộ đều là như sắt thép sự thật. Đậu trường sinh cũng phối hợp nói, trạm lô kiếm ngay tại hổ kinh thiên trên thân, cái này vừa tìm liền biết rõ, nơi nào có cái gì hiểu lầm. Đối mặt với một câu nói kia lời nói, Hổ Kinh Thiên kinh ngạc, một đôi mắt tuyệt vọng nhìn về phía Đậu Trường Sinh, hối hận, hối hận, còn như sóng triều đồng dạng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, không ngừng đánh thẳng vào Hổ Kinh Thiên, giờ phút này nếu là có lấy thuốc hối hận, Hổ Kinh Thiên nhất định lựa chọn nuốt vào, sau đó tại đối mặt Đậu Trường Sinh chủ động đem Trạm Lô kiếm giao ra thời điểm, trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Không, không phải cự tuyệt, mà chính là trực tiếp xuất thủ xử lý Đậu Trường Sinh. Quá độc ác, cái này ma tệ tử quá âm hiểm sợ là nhìn thấy chính mình thời điểm liền suy nghĩ lấy tính kế thế nào chính mình chính mình làm sao lại bị lừa rồi đâu thật sự là biết vậy chẳng làm a à. hổ kinh thiên trống to nói ngươi cái này ma tể tử ngậm máu phun người trạm lô kiếm rõ ràng là ngươi biểu đạt cùng ta liên hợp thành ý từ đó giao phó đến trong tay của ta tạm thời bảo quản đầu trường sinh cười lạnh nói các ngươi nhìn hổ kinh thiên đều nói mê sản. trạm lô kiếm chính là tộc ta chí bảo muốn không phải ta bị uy hiếp tính mạng há có thể đem cái này chí bảo giao ra chủ động đem bảo mệnh ác chủ bài giao cho ngoại nhân, giá nhìn ta là ngu như vậy tử sao? Không giống nhau hổ kinh thiên tiếp tục mở miệng, đậu trường sinh dẫn đầu nói, ta biết ngươi bây giờ vì mạng sống, bắt đầu tùy ý lung tung liên quan vô cáo, có phải hay không muốn nói thương dương hậu nhân là ta nhân tộc gián điệp, cốt để yêu thần thương dương liên lụy xuống nước, cho mình tăng thêm đường sống. Đúng rồi, nam yêu thành bên trong thành chủ không phải thương dương hậu nhân, hẳn là kế mông hậu nhân. Kế mông sầm mặt lại, lạnh lùng mở miệng nói, luận sự, không muốn liên lụy còn lại vô dụng. Hổ Kinh Thiên tức hỗn hển, muốn nói lời, trực tiếp bị Đậu Trường Sinh chặn lại, giờ phút này Hổ Kinh Thiên cũng chú ý tới, Đông Đảo Thiên Yêu ánh mắt bắt đầu thay đổi, một số giúp đỡ chính mình Thiên Yêu, bọn họ đã bắt đầu không kiên định. Hổ Kinh Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, biết ý nghĩ của bọn hắn, giúp đỡ chính mình cũng chính là chuyện một câu nói, bọn họ đương nhiên sẽ chống đỡ, nhưng muốn là tiếp tục ủng hộ cùng nhân tộc khai chiến, như vậy không có một tôn Thiên Yêu nguyện ý. Nhân tộc là thiên địa bá chủ, trong tộc cường giả vô số, muốn là cùng nhân tộc bạo phát huyết chiến, sợ là còn lại đại tộc sẽ hạnh phúc điên, bọn họ sẽ châm ngòi thổi gió, không ngừng khuếch trương đại chiến đấu, để cho yêu tộc cùng nhân tộc đánh càng ngày càng thảm liệt, sau cùng yêu tộc hủy diệt, nhân tộc nguyên khí đại thương, trầm luân trở thành phổ thông thập đại chủng tộc, dạng này nhân tộc không còn có bi hiếp, bọn họ có thể tranh đoạt bá chủ vị trí. Dù là không chiến tranh toàn diện, chỉ là cục vực đại chiến, bọn họ cũng không vui, bởi vì đại chiến cùng một chỗ, mặc kệ quy mô bao lớn, đã định trước đều có hy sinh, chết không phải bọn họ, cũng là bọn họ tộc quần lần này muốn là phát sinh đại chiến, nhất định có tiên thiên thần ma giao chiến, thần ma muốn mười tôn hai bên, không chết đến mấy cái tôn làm sao có thể. Không đau không ngứa sự tình, có thể miệng ủng hộ một chút, có thể liên quan đến chính mình tử vong, như vậy không người nguyện ý làm. Hổ kinh thiên chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, một đầu cánh tay tráng kiện, đã qua gắt gao bắt lấy hổ kinh thiên cánh tay, hổ kinh thiên vô ý thức bắt đầu giải dụa, liền phát hiện một cổ áp lực cùng ung kéo đến rơi xuống. Yêu tướng Tất Phương đứng tại Hổ Kinh Thiên sau lưng, một cái tay đã đè xuống Hổ Kinh Thiên bả vai kế mông mặt không biểu tình thần sắc lãnh khốc đưa tay tự hổ kinh thiên trên thân thăm dò như trạm lô kiếm chí bảo như thế không thể thu được đến tán thành muốn che giấu rất khó phẩm cấp thật sự là quá cao trữ vật giới chỉ chờ căn bản là không có cách thu nhận chỉ có phẩm cấp không sai biệt lắm lại có trạm lô kiếm linh tính phối hợp mới được đủ loại này nhân tố hổ kinh thiên toàn bộ đầu không thỏa mãn trạm lô kiếm sẽ chỉ ở hổ kinh thiên trên thân cho nên kế mông rất nhanh liền đã xác định trạm lô kiếm vị trí đưa tay trực tiếp một trảo hổ kinh thiên rộng rãi áo quần rách nát đen nhánh chi kiếm đã xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Dù là đều biết, trạm lô kiếm bị hổ kinh thiên chiếm lấy, có thể tận mắt nhìn đến về sau, vẫn là đưa tới sóng to gió lớn. Bởi vì cục thế đối yêu tộc bất lợi. Trừ phi là không giảng đạo lý, trực tiếp cùng nhân tộc khai chiến, không phải vậy việc này xử lý như thế nào. Thật tốt cục thế là nhân tộc chiếm lấy yêu tộc chí bảo, bọn họ là hỏi tội mà đến, hoàn toàn chiếm cứ lấy pháp lý, có thể hiện nay là bọn họ không đúng, bởi vì hổ kinh thiên chiếm lấy trạm lô kiếm trước đây, cái này một trước một sau trình tự, liền để cục thế khác nhiều. Kim Sơn quân muốn rách cả mí mắt, không dám tin nhìn chăm chú lên tình cảnh này, tức hỗn hển nói, hổ kinh thiên ngươi sao có thể làm như thế. Ngươi chiếm lấy trạm lô kiếm, phong ấn tại nơi nào đó a, à, làm sao muốn tự mình mang theo, ngươi đầu bị lừa đá sao. Chiếm lấy trạm lô kiếm không phải tội, chịu tội là ngươi bị người phát hiện, hơn nữa còn làm chứng cớ rành rành, liền giải thích đều không thể giải thích cấp độ. Hổ kinh thiên ngửa mặt lên trời thở dài, há có thể nghe không ra Kim Sơn quân trong lời nói tiềm ẩn ý tứ, hối hận, đó là thật hối hận. Lúc ấy không biết vì sao thì đầu nóng lên, hoàn toàn tin tưởng đậu trường sinh lời nói dối, cho rằng đậu trường sinh giao ra trạm lô kiếm vô cùng có thành ý. Chính mình muốn sử dụng đậu trường sinh, cho nên cũng phải cho một cái táo ngọt, cũng biểu đạt ra thành ý, không có đem trạm lô kiếm phong ấn tại không biết chi địa, mà chính là tự mình mang theo, đồng thời giam cầm phong ấn cũng không mạnh, cũng là nói cho đậu trường sinh chính mình là thật tâm hợp tác. Nhưng ai có thể nghĩ đến đây đều là hố, là đậu trường sinh trước đó đào xong hố to, thì chờ đợi chính mình hướng bên trong nhảy, mà chính mình hết lần này tới lần khác đạp mã thật nhảy tiến vào. Ma tể tử làm sao có thể thông minh đến loại trình độ này? Hoàn toàn đem mình làm làm ngu ngốc lường gạt. Hổ Kinh Thiên biết, cái này không phải mình không được, là ma tể tử quá lợi hại, ai có thể nghĩ đến đối phương nhất cử nhất động, toàn bộ đều là đang đào hầm. Khó lòng phòng bị A. À. Tự vô mệnh lúc này đưa tay, một thanh tự kế mông trong tay chiếm lấy về trạm lô kiếm, hai tay trực tiếp vòng ôm, phẫn nộ hét lớn, nhìn xem đây là cái gì. Tộc ta chí bảo trạm lô kiếm đây là kế mông tự mình tại hổ kinh thiên trên thân tìm tòi ra tới cũng không phải ta vô oan hãm hại hổ kinh thiên đánh vỡ huyết thệ lấy thần ma ức hiếp phàm tục sau đó nhìn thấy ta tộc chí bảo từ đó lòng sinh tham lam bây giờ chiếm lấy tộc ta chí bảo trạm lô kiếm bước kế tiếp cũng là chiếm lấy thiên ma bia sao mà ngông cuồng muốn nói không có yêu tộc chống đỡ hổ kinh thiên làm sao dám làm như thế ta nhân tộc tự kim cổ đến nay khi nào bị loại khuất nhục này khai chiến đi tự vô mệnh đang khi nói chuyện đã đem trạm lô kiếm hướng phía dưới thả thả, chui kiếm đúng lúc xuất hiện tại đậu trường sinh tay phải bên cạnh, đậu trường sinh bất động thanh sắc tiến lên một bước, một tay đã cầm trạm lô kiếm, sau đó một kiếm chém ra. Một kiếm này, nhẹ nhàng còn như trong gió lá khô. Không có bất kỳ cái gì phức tạp kiếm chiêu, cũng không có bất kỳ cái gì pháp lực gia trì, lại là giảo động thời gian, giống như lưu tinh nhất kiếm. Nhanh vượt ra khỏi cực hạn, giống như vượt ra khỏi thời gian. Một kiếm rơi xuống. Một viên đầu hổ bay lên cao cao. Tào mẹ nó, chỉ cần đặt hiệu hiệu quả tốt, thần ma giòn như đậu hũ. Chương 517, Hoa Hoàng không phải yêu, là người. Chém xuống một kiếm. Kiếm nhận bẻ gãy nghiền nát. Một viên to lớn đầu hổ, đã bay lên cao cao. Đậu trường sinh cầm kiếm mà đứng, kiếm chém thần ma, uy phong lẫm liệt. Cái này nhìn như hời hợt một kiếm, kỳ thực tràn ngập vô số mờ ám tồn tại. Đừng muốn nói hổ kinh thiên đã bị khống chế lại, liền xem như hổ kinh thiên ở vào đỉnh phong, hắn cũng là không tiếp nổi cái này tràn ngập chí ít năm tôn tiên thiên thần ma chi lực một kiếm tôn thứ nhất tiên thiên thần ma đó là không tất nhiều lời bắt nguồn từ đại ca của mình tự vô mệnh thứ hai tôn tiên thiên thần ma là tự mình xuất thủ tìm ra trạm lô kiếm yêu thần kế mông vị này đối với hổ kinh thiên đã sớm hận không thể giết chết bây giờ yêu tộc nhiều chuyện như vậy hoàn toàn đều là hổ kinh thiên bằng vào sức một mình nháo đằng vị thứ ba tiên thiên thần ma cái này là tới từ hổ kinh thiên bên cạnh tự mình khống chế hổ kinh thiên yêu tướng tất phương làm lần này sự kiện lợi ích bị hao tổn lớn nhất, đương nhiên đối hổ kinh thiên sẽ không thắc khí, cái này nếu đổi lại là người nào. Cũng nhẫn nại không được hổ kinh thiên đối với mình phát động công kích. Thứ tư tôn tiên thiên thần ma, đến từ yêu thần ế minh, một kiếm này quấy thời gian, siêu việt thời gian, chỉ có yêu tộc bên trong trưởng quản thời gian yêu thần ế minh mới có thể làm đến, người này nên tính là yêu tướng một đảng, chủ động xuất thủ rất là bình thường. Sau cùng một tôn tiên thiên thần ma, vậy mà đến từ phi liêm, cái này bao nhiêu khiến người ngoài ý, bởi vì yêu thần phi liêm từ khi xuất hiện về sau vẫn biểu thị chống đỡ hổ kinh thiên đã lộ ra muốn tất phương rơi đài thái độ có thể nói là phản tất phương một đảng đậu trường sinh trong lúc nhất thời không nghĩ minh bạch có thể thuộc về yêu thần phi liêm lực lượng đó cũng là phi thường tốt phân biệt còn lại to to nhỏ nhỏ lực lượng đậu trường sinh đã không có thời gian đi phân biệt bởi vì kiếm đã chém đứt hổ kinh thiên đầu không chút khách khí giảng một kiếm này có năm tôn tiên thiên thần ma chi lực người nào chống đỡ được giờ khách này bất luận trận doanh cho tới bây giờ liền không có tâm như thế đủ qua, cùng một chỗ muốn hổ kinh thiên đi chết. Yêu tộc muốn hổ kinh thiên chết, là muốn đem chịu tội toàn bộ đều giao cho hổ kinh thiên, bất luận là bài trừ nhân tộc cùng yêu tộc quyết định huyết thệ, vẫn là đoạt lấy nhân tộc chí bảo trạm lô kiếm, đây hết thảy đều có dê thế tội. Mà tự vô mệnh ám chỉ chính mình giết hổ kinh thiên, đậu trường sinh động thủ một khắc này, là có một số khó hiểu, bởi vì giữ lấy hổ kinh thiên, có thể thu hoạch càng lớn chỗ tốt, dù sao kẻ cầm đầu ở chỗ này, hoàn toàn có thể mượn nhờ hổ kinh thiên, tiếp tục bức bách yêu tộc, Sở cầu càng tốt đẹp hơn chỗ. Bất quá khi động thủ lúc, Đậu Trường Sinh đã nghĩ thông suốt, song chim tại rừng, không bằng một chim nơi tay, chính mình vị đại ca kia vô cùng hiện thực, cũng không có nhiều như vậy quá cao hy vọng, có thể chém chết một tôn thần ma, cái này không là đủ rồi sao? Cái này không khỏi để Đậu Trường Sinh hổ thẹn, gần nhất mấy lần sự kiện cùng thần ma tiếp xúc nhiều, đơn độc nhất tộc thần ma không nhiều, có thể vạn tộc hội tụ vào một chỗ, thần ma số lượng cũng là phi thường to lớn, cho nên đã không đem thần ma coi ra gì, đã cho rằng thần ma không có mặt bài cái này một loại ý nghĩ là tại thương tộc chết cái kia một tôn tiên thiên thần ma lúc sinh ra bây giờ suy nghĩ kỹ một chút đây là nhẹ nhàng a à. thần ma là nhất tộc trường cột một bộ tộc mạnh không mạnh liền muốn nhìn thần ma số lượng nhiều quả nhân tộc có thể an cư lạc nghiệp chính là có người tộc thần ma che chở mới có thể bình an một tôn thần ma đối với nhất tộc mà nói đều là không thể chia cắt lần này muốn không phải vạn bất đắc dĩ liên quan đến lấy yêu tướng tất phương thậm chí cả sẽ khiến yêu tộc đại loạn theo mà tử thương càng thêm thảm trọng vô luận như thế nào hổ kinh thiên cũng là sẽ không bị từ bỏ. Lần này tại trước mắt bao người, chém chết một tôn yêu tộc thần ma, yêu tộc có thể không chỉ là chết một tôn thần ma, mất đi còn có uy vọng, mượn nhờ việc này, nhân tộc thanh thế nâng cao một bước, mang tới ảnh hưởng ích lợi phi thường lớn. Chỉ là suy nghĩ một chút nhân tộc, có can đảm xâm nhập thập đại chủng tộc yêu tộc cảnh nội, tại yêu hoàng cùng vô số yêu tộc thần ma trước mặt bức tử một tôn yêu tộc thần ma, vạn tộc nhất định trong lòng rung sợ, như vậy cùng nhân tộc tại thiên ngoại thiên hoặc là địa phương khác tranh chấp, tự nhiên là sẽ thái độ nhược hóa, nhường ra nhất định lợi ích, nhân tộc có thể nhờ vào đó thu lợi. Đậu trường sinh nghiêm lại tâm tính, dương mắt hướng về bầu trời phía trên đầu hổ nhìn lại, giờ phút này Kim Sơn quân ánh mắt đi thiết, nhìn lấy hổ kinh thiên ngã xuống thi thể, đã ngênh phong mà biến, biến thành to lớn cự hổ, một đôi mắt đã sưng đỏ lên, nhìn chồng chọc vào đậu trường sinh. Hận không thể nhào tới, trực tiếp giết đậu trường sinh. Hổ tộc thật vất vả lại ra một tôn thiên yêu, một bộ tộc ba tôn thiên yêu, đã có thể làm cho hổ tộc thành vì yêu tộc vương tộc, hổ tộc có thể di chuyển mở tới gần tiền tuyến chiến trường khu vực, mà chính là đi vào thập vạn đại sơn chỗ sâu, mắt thấy hổ tộc sắp đại hưng, nhưng lại là bị đậu trường sinh 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 làm hỏng. Cái này chết không chỉ là hổ kinh thiên, cũng là hổ tộc hy vọng. Sĩ nhục, sĩ nhục lớn lao. Đường đường yêu tộc, đứng hàng thập đại chủng tộc, hôm nay lại bị một cái ngoại tộc, ngay trước nhiều ngày như vậy yêu cùng yêu thần trước mặt, giết mình trong tộc thiên yêu. Kim Sơn quân bi thiết, không khỏi ngẩng đầu hướng về hổ kinh thiên rơi xuống đầu hổ nhìn qua giờ khắc này kim sơn quân bi thiết diễn hóa thành oán giận phẫn nộ gầm thét lên đầu trường sinh hổ kinh thiên đều đã chết ngươi lại còn không buông tha hắn còn muốn vu oan hãm hại hắn ngươi cái này ma tể tử liền thi thể đều không buông tha ngươi phải nhớ kỹ hôm nay bởi vì ngày khác quả ngươi thủ đoạn âm độc tàn nhẫn sớm muộn có một ngày nhất định chết yểu đậu trường sinh khó thở lớn tiếng quát lớn nói mù mắt chó của ngươi ngươi nhìn kỹ một chút ta cái gì thời điểm vu oan hãm hại. Ta chuyện trước thì đã nói qua, cái kia hổ kinh thiên hư hư thực thực vì thương tộc. Thương tộc ngụy trang thành vì chủng tộc khác, sau đó bốc lên chiến tranh, đây đều là có tiền khoa. Tất phương nhìn lấy rơi xuống đầu hổ, cái kia một đôi mắt hổ bày điện ra sáng màu tím, trong con ngươi vui sướng lóe lên một cái rồi biến mất, trùng điệp thở dài một hơi, bất đắc dĩ mở miệng nói, nghĩ không ra ta tại thương tộc trong mắt, đã trở thành nhất định phải sát hại mục tiêu. Vậy mà không trực tiếp cầm sơn hà xã tắc đồ đến đây hiệp thương, mà chính là cầm sơn hà xã tắc đồ hãm hại ta, đây là nhất định muốn ta chết a. À. Một mực trầm mặt yêu hoàng chủ động mở miệng trấn an nói, trẫm từ khi bế quan về sau, yêu tộc sự vụ lớn nhỏ đều do khanh gia xử lý. Qua nhiều năm như vậy, yêu tộc thực lực tăng trưởng, khắp nơi phồn vinh, đây đều là khanh gia công lao. Thương tộc không tiếc hết thảy, cũng muốn hãm hại khanh gia, châm ngòi khanh gia cùng trẫm quan hệ. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một việc, thương tộc sợ hãi, bọn họ sợ khanh gia nắm quyền, yêu tộc thực lực sẽ càng ngày càng mạnh cho nên thương tộc sợ hãi, cái này mới không tiếc hết thảy, cũng muốn hãm hại Khanh gia. Bây giờ chân tướng rõ ràng, đây không phải một chuyện xấu, mà là một chuyện tốt, cái này chứng minh Khanh gia công lao, đã thu được vạn tộc tán thành. Trẫm đem chính sách quan trọng giao phó Khanh gia, đây là phi thường chuyện chính xác. Trẫm sau đó không lâu còn muốn bế quan tu hành, yêu tộc chính phủ sẽ tiếp tục giao phó cho Khanh gia, mong rằng Khanh gia cố gắng nhiều hơn, đợi đến trẫm lần tiếp theo xuất quan, yêu tộc sẽ càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Tất phương đã quỳ bái chỗ trống, trịnh trọng đối với yêu hoàng ba dập đầu trang nghiêm nghiêm túc nói mời bệ hạ yên tâm thần chỉ cần còn sống nhất định cạn kiệt sức lực cả đời đại hưng tộc ta yêu hoàng tự thân lên trước mấy bước đi vào tất phương trước người đưa tay đem tất phương diều dắt đứng lên đưa tay thân thiết đập động lên tất phương phía sau lưng nói trẫm tin ái khanh tin tưởng ngươi cũng sẽ không cô phụ trẫm một bộ quân thần giai thoại tràn cảnh đã xuất hiện tại đậu trường sinh trước mặt nhìn đậu trường sinh mi đầu hơi nhíu tình huống này lượt có bất thường yêu tướng tất phương ngôn từ thật sự là thái sinh cứng rắn, cái này xem như trên mặt nổi giải thích nói thông, có thể chỉ muốn suy nghĩ kỹ một chút, khắp nơi đều là lỗ thủng. Thương tộc không phải đại ngốc tử, đem sơn hà xã tắc đồ chí bảo như thế lấy ra vu hãm tất phương, nói một câu không khách khí, tất phương phân lượng không đủ, liền xem như yêu hoàng đều không được, có này chí bảo nơi tay không bằng nghiên cứu làm sao khôi phục, hoặc là luyện chế lại một lần, đem chí bảo như thế hóa vì chính mình chi vật. Cái này mang tới chỗ tốt, cũng không phải một tôn hai tôn tiên thiên thần ma thì có thể so sánh, sơn hà xã tắc độ ít nhất là bất hủ thần binh yêu hoàng là cố ý muốn mượn này ổn định yêu tộc cục thế sau đó sau đó tính sổ sách đậu trường sinh chỉ có thể nghĩ như vậy còn lại liền muốn nhìn các tộc cùng tất phương liên lạc bắt đầu sinh ra đánh cược làm sao châm ngòi tất phương cùng yêu hoàng quan hệ gây nên một trận yêu tộc xung đột đậu trường sinh ánh mắt nhìn về phía tứ phương phát hiện đông đảo yêu tộc đối với cái này tán thành bởi vì ai cũng không muốn yêu tướng cùng yêu hoàng trực tiếp liều mạng để yêu tộc phát sinh đại loạn bất luận ai thắng ai thua tổn thất đều là yêu tộc bây giờ có lối thoát còn lại cũng là tại có thể không chế cục thế nội đấu pháp yêu tộc đấu mà không phá rõ hiện ra yêu tộc khó chơi cùng dẻo dai không phải cái kia một loại bỗng nhiên hưng khởi sau đó lại đột nhiên suy bại chủng tộc có thể so sánh thay đổi rất nhanh chủng tộc cường lúc như mặt trời giữa trưa nhưng làm đại thế bị ngăn trở không có liên tục không ngừng tiền lãi nội bộ mâu thuẫn liền bắt đầu bạo phát lẫn nhau công phạt lên sau cùng lưỡng bại câu thương từ đó suy bại bị diệt cái này từ thượng cổ đến bây giờ xuất hiện nhiều lắm trường thịnh bất suy chủng tộc tự nhiên có một bộ sinh tồn chi pháp đậu trường sinh trong lòng liên tục kinh thán hồn nhiên không biết bây giờ ngay tại cảnh bảo tố hai người hoàn toàn là cùng nhau người yêu thần cửu anh thô ráp tay cầm đã bắt lấy rơi xuống đầu hổ mang theo đầu hổ nhìn về phía cái kia sáng con mắt màu tím cửu anh con ngươi ngưng tụ phía trên này không có bất kỳ cái gì giả mạo dấu vết hắn phần lưng vị trí một cái đồng bánh bao không ngừng hiện ra trong nháy mắt liền đã phá vỡ huyết nhục tứ tán ra dáng người dong dỏng cao bắt đầu du động trong nháy mắt một cái tiếp theo một cái đầu lâu bắt đầu xuất hiện tại cửu anh phần lưng dài nhỏ thân rắn bắt đầu uống lượng chuyển động nguyên một đám đầu lâu toàn bộ đều đứng ở phía trước nguyên một đám âm lãnh con ngươi nhìn chằm chằm hổ trên đầu sáng con mắt màu tím từng đôi mắt không ngừng nổi lên quan mang chính cái đầu cùng một chỗ mở miệng nói vậy mà thật là thương tộc đồng loạt thanh âm chỉnh tề nhất trí thanh âm không ngừng quanh quẩn tay bên trong dùng lực hất lên đầu hổ đã rơi vào đến yêu thân kế mông trong tay kế mông duỗi tay cầm đầu hổ cũng tỉ mỉ quan sát một lần, tự mình xác nhận phải chăng có giả mạo dấu vết, xác định phẫn nộ nói, thương tộc thật to gan. Thương tộc cũng dám kích động tộc ta cùng nhân tộc quan hệ, bây giờ xem ra Hổ Kinh Thiên đủ loại cử động, chính là muốn chúng ta cùng nhân tộc bạo phát đại chiến, để cho thảo phạt thương tộc một chuyện thất bại. Thương Dương vuốt ve râu dài nói, lần này thương tộc mua dây buộc mình, hắn âm mưu đã bại lộ, bây giờ chỉ cần nghĩ đến thương tộc, thật sự là đập vào mắt kinh hải. Phượng Hoàng tộc Phượng Cửu, nhân tộc Đức Trạch Thượng Tiên, yêu tộc Hổ Kinh Thiên này là thập đại chủng tộc, cái kia bị móc sạch ảnh tộc, không chỉ là hao phí đại lượng tư nguyên nuôi dưỡng một tôn thương tộc tiên thiên thần ma, còn đem truyền thừa xuống tiên thiên thần binh, giao phó cho hư vạn vô chấp trưởng, có thể không nghĩ tới đây là bánh bao nhân thịt đánh chó đã đi là không thể trở về. Hoàn toàn bị thương tộc ăn lau sạch sẽ, đã mất đi một tôn tiên thiên thần ma tư nguyên, còn dựng vào một kiện tiên thiên thần binh. Bây giờ còn không biết thương tộc có bao nhiêu thần ma ẩn tàng, như chúng ta yêu tộc còn có nhân tộc, ngoại trừ bại lộ phải chăng còn có thương tộc thần ma ẩn nút cái này thương tộc thật là đáng sợ. Từng tôn yêu tộc thiên yêu, ánh mắt hiện ra kinh hải, cứ việc sớm biết thiên ngoại thiên một chuyện, có thể đến cùng không có phát sinh ở trước mắt, cho nên có một ít hư huyễn cảm giác, bọn họ không cách nào tránh thức cảm nhận được thương tộc đáng sợ, bây giờ là thể nghiệm được. Suy nghĩ một chút hổ kinh thiên trở về yêu tộc về sau, trước trước sau sau phát sinh bao nhiêu sự tình, nếu là thật bị hổ kinh thiên thành công, như vậy yêu tộc cùng nhân tộc huyết chiến, tại chỗ thiên yêu không biết có bao nhiêu muốn chết đi. Lúc này mới chỉ là một tôn thần ma, vậy mà liền đảo loạn yêu tộc, muốn là lại nhiều mấy vị, hậu quả khiến người ta không rét mà run. Loại này có thể không kiên nể gì cả biến hóa thành chủng tộc khác thiên phú, thật sự là quá mạnh, thương tộc chủng tộc như vậy, nhất định phải thảo phạt. Trong lúc nhất thời đông đảo thiên yêu, bắt đầu đối thương tộc kêu đánh kêu giết, vốn là tổ kiến liên quân thảo phạt thương tộc, liền đã cơ bản thành công, hổ kinh thiên một chuyện bại lộ, như vậy có thể nghĩ, liên quân tất nhiên sẽ tạo thành. Không chỉ là bọn họ sợ, tin tưởng còn lại đại tộc cũng sợ tự vô mệnh ánh mắt nhìn đầu hổ cái kia sáng con mắt màu tím ánh mắt bắt đầu lóe lên thương tộc chỗ nào đều có bọn họ không khỏi nhìn về phía đậu trường sinh thương tộc nội bộ lưu truyền đậu trường sinh khắc thương nghe đồn tự vô mệnh vốn là cũng không có coi ra gì loại này nghe đồn tin tức ngầm nhiều lắm thật muốn đi để ý lời nói như vậy chuyện gì đều không muốn làm có thể chưa từng nghĩ hôm nay lại có một tôn thương tộc thần ma chết rồi suy nghĩ kỹ một chút tuần tự thương tộc bởi vì đậu trường sinh đã chết ba tôn thần ma phượng hoàng tộc phượng cửu yêu tộc hổ kinh thiên còn có thần bí phường thị chi chủ tiên thiên thần ma, giống như là ảnh tộc vị kia, đã có thể xác định, là dùng chết thay chi pháp không chết. Suy nghĩ kỹ một chút cái này một tôn tiên thiên thần ma, hai tôn thần ma, chết quá oan. Chân thực bản sự đều không có phát huy ra, tiện tay thần binh đều không tại, thì đần độn u mê bị giết chết, muốn là phá vỡ trạng thái toàn thịnh, cái nào cũng không tốt giết. Thắc thương, thật sự là nửa điểm không giả. Yêu hoàng chậm rãi đi tới, ông hòa mở miệng nói, hết thảy đều là thương tộc âm mưu, Tộc ta cùng nhân tộc đều là người bị hại, theo đạo lý những lời này nói ra là không thích hợp. Đây là cái này liên quan đến trọng đại, liên quan đến tộc ta chí bảo, cho nên trẫm không thể không hỏi một câu. Sơn Hà xã tắc đồ đến cùng làm sao khôi phục? Ngươi là làm sao thu hoạch được công nhận? Sơn Hà xã tắc đồ khôi phục chi pháp, trẫm cũng hiểu được, chỉ là ngươi dù sao không phải tộc ta, mà chính là ngoại tộc, cho nên mới có cái này hỏi một chút. Trẫm sẽ không hỏi không, tự nhiên có thâm tạ, cái này Hổ Kinh Thiên thi thể, có thể từ các ngươi mang đi mà lại trẫm cũng sẽ đưa lên một phần đạo nguyên xem như tạ lễ. Tự vô mệnh đưa tay vỗ đậu trường sinh bả vai, trực tiếp thúc giục nói, nói, nói lời nói thật. Yêu tộc huynh đệ chú ý như thế, chúng ta cũng không thế kéo khố. Đậu trường sinh ăn ngay nói thật nói, hoa hoàng không phải yêu, là người. Chương 518, bước đậu trường sinh tự sát tạ tội. Cùng phong gào thét. Sơn hà xã tắc đồ hình chiếu, trôi nổi tại bầu trời phía trên, tràn ngập ra ánh sáng cùng thủy khí, phản chiếu một phương thiên địa sắc thái rực rỡ. Nhưng hôm nay đã không người đi chú ý Sơn Hà xã tắc đồ, toàn bộ đều bị đậu trường sinh ngôn từ kinh hải đến. Hoa Hoàng không phải yêu, là người. Cái này sao có thể? Ngắn mũi kinh ngạc về sau, yêu thần kế mông phản bác nói, không có khả năng. Hoa Hoàng xuất thân lai lịch, có đông đảo điển tịch có thể xác minh, không chỉ là chúng ta yêu tộc, còn lại vạn tộc cũng có, đủ để chứng minh Hoa Hoàng là ta yêu tộc. Nếu là không muốn nói, liền không nói, không nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Tự Vô Mệnh cũng tán thành kế mông không khỏi đập đậu trường sinh bả vai một chút, tự vô mệnh là muốn để đậu trường sinh loạn biên một hơi, tới một cái bảy tám phần giả, hai ba phần thật là được rồi, chỉ cần đạo lý nói còn nghe được, liền có thể đem đạo nguyên cho lừa dối tới tay. Yêu hoàng như thế thẳng khái, cũng là bởi vì muốn đem nhân tộc đánh ra rơi, sau đó dễ xử lý yêu tộc nội bộ phân tranh, không muốn tiếp tục cùng nhân tộc cãi cọ. Yêu hoàng quyết tâm là có, biết cần quyết đoán và không quyết đoán phản thụ kỳ loạn đạo lý. Có thể chưa từng nghĩ trường sinh lão đệ ác như vậy, tới liền đem Hoa Hoàng mời vào nhân tộc, Hoa Hoàng sức ảnh hưởng không thể coi thường, đây chính là trong lịch sử tôn thứ nhất siêu thoát một phương thế giới này cường giả, vạn cổ đệ nhất yêu, sùng bái Hoa Hoàng cũng không cực hạn tại yêu tộc, chủng tộc khác cũng có đông đảo người sùng bái. Yêu tộc thứ nhất lịch sử huy hoàng, cũng có đại bộ phận là từ Hoa Hoàng viết lên, có thể không khách khí giảng, muốn là Hoa Hoàng không phải yêu, yêu tộc lịch sử liền muốn biến phân mảnh, này lại dẫn phát một loạt ác quả. Tự vô mệnh cũng không khỏi trong lòng căng thẳng, vốn là lần này sự kiện bình an vượt qua, hết thảy toàn bộ đều là thương tộc làm, tuy nhiên chết không phải yêu tộc thần ma, nhưng chết là thương tộc thần ma cũng giống vậy, nhất là còn thu được yêu tộc một phần đạo nguyên, một bộ thần ma thi thể. Đạo nguyên có thể ra một tôn thần ma, mà một bộ thần ma thi thể, cũng là chú tạo thần binh chủ yếu tài liệu, tính gộp cả hai phía một tôn cường đại thần ma liền đến, muốn là tách đi ra tính toán, cũng là hai tôn thần ma chiến lực, bất luận là làm sao tính toán nhân tộc đều là kiếm lời lớn, thắng tê. Đương nhiên yêu tộc cũng không lỗ, Sơn Hà xã tắc đồ xuất hiện, chí ít trên danh nghĩa mất đi vạn vạn năm chí bảo trở về. Một phần đạo nguyên đổi sơn hà xã tắc đồ, cũng là thắng tê có được hay không? Có thể chưa từng nghĩ chính mình tiểu lão đệ sau cùng không cam tâm, lại còn chủ động kiếm chuyện. Tự vô mệnh liếc mắt xem thấu tiểu lão đệ mục đích, sơn hà xã tắc đồ mang không đi, như vậy cũng nhất định phải mang đi đạo thống. Sơn hà xã tắc đồ là yêu tộc chí bảo, giống như trạm lô kiếm là nhân tộc chí bảo, cái này bị vạn tộc tán thành, cũng là bởi vì đạo thống, hoa hoàng là yêu tộc tiên hoàng, Hoa Hoàng Chí Bảo Sơn Hà xã tắc đồ tự nhiên là yêu tộc. Nhưng muốn là Hoa Hoàng là người, mà không phải yêu, như vậy nhân tộc tự nhiên có Sơn Hà xã tắc đồ quyền thừa kế, cho dù là lần này mang không đi Sơn Hà xã tắc đồ, có thể chỉ cần có này đại nghĩa danh phận nơi tay, chưa đến tự nhiên có lý do đối Sơn Hà xã tắc đồ ra tay, thiên hạ vạn tộc cũng tìm không ra ý tới. Quá lỗ mãn. Xem ra tiểu lão đệ nhẹ nhàng a, à, giấc hổ kinh thiên đầu không thỏa mãn. Phải biết cái này phàm tục nghịch phạt thần ma, đủ để danh lưu sử sách, chấn động vạn tộc tự vô mệnh đưa tay cảnh cáo để tiểu lão đệ kiềm chế một chút đến mà đậu trường sinh cảm thụ được tự vô mệnh động tác trong lòng nhất an biết đây là tự vô mệnh cổ vũ chính mình muốn chính mình ăn ngay nói thật là một tên thành thật thủ tính người thành thật yêu tộc huynh đệ rộng thoáng chúng ta cũng không thể kéo khố một câu nói kia còn nói bên tai không nhìn thẳng rơi mất đông đảo thiên yêu phản bác đậu trường sinh chủ động đối yêu hoàng giải thích nói tộc ta lai lịch không thể kiểm tra chứng nhận mỗi người nói một kiểu trong đó tin tưởng nhiều nhất là tộc ta xuất thân hầu tộc một chi sau đó từ thượng cổ quật khởi, từ đó tự thành nhất tộc. Kỳ thực đây là mười phần sai, tộc ta Lai Lịch Thanh Bạch, cùng hầu tộc không có bất cứ quan hệ nào, cũng cùng yêu tộc không có bất kỳ cái gì liên lụy. Tộc ta chính là Hoa Hoàng nắm đất tạo người sáng tạo, Hoa Hoàng chính là tộc ta thánh mẫu. Chúng ta nhân tộc huyết dịch bên trong đều ẩn chứa thánh mẫu huyết dịch, chúng ta một thể giống nhau, cho nên Sơn Hà xã Tắc Đồ mới có thể tán thành ta, bởi vì ta vì nhân tộc, căn bản không phải ngoại nhân. Một tiếng quát lớn vang lên, đủ rồi yêu thần phi liêm giận dữ phẫn nộ gào thét nói ngươi cũng dám vô duyên vô cớ vu khống qua hoàng bệ hạ viễn cổ thời đại nhân tộc ti tiện bất quá là các tộc đồ ăn mà thôi như thế nào dám tự xưng qua hoàng hậu nhân có qua hoàng huyết mạch phi liêm nổi giận đùng đùng còn muốn kể ra thời điểm đậu trường sinh vội vàng tại đối phương lời nói ngắn ngủi dừng lại lúc bắt đầu đoạt trả lời trước nói chính là bởi vì tộc ta là oa hoàng sáng tạo chảy xuôi theo oa hoàng huyết mạch cho nên mới có thể từ thượng cổ quật khởi bây giờ đời đời cường giả không dứt ta nhân tộc xưng bá thiên địa, quý làm bá chủ. cái này bá quyền mặc dù là thượng của tiên hoàng dùng mệnh đổi lấy, nhưng muốn là tộc ta không có tiềm lực, há có thể nắm lấy thời cơ, từ đó quật khởi xưng bá. tự vô mệnh cứ việc trong lòng không tin, nhưng cũng không thể dội nước lạnh. nghĩ một đằng nói một nẻo phụ họa nói, rèn sắt còn muốn tự thân cứng rắn, chính bởi vì chúng ta trong máu chảy xuôi theo hoa hoàng chi huyết, tộc ta mới có thể xưng bá thiên địa. kế mông cũng phẫn nộ nói, cậu thí, hoa hoàng là tộc ta tiên hoàng, vạn tộc công nhận có dấu vết mà lần theo há lại ngươi dâm ba câu liền có thể bêu xấu chuyện này không cho tộc ta một cái công đạo hôm nay các ngươi ai cũng rời đi không được thương dương thần sắc nghiêm túc nghiêm nghị mở miệng nói hoa hoàng cùng nhân tộc không có bất cứ quan hệ nào các ngươi muốn là tại tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ dù là hôm nay cùng nhân tộc khai chiến tộc ta cũng sẽ không tiếc nhân tộc không thể nhục chẳng lẽ ta yêu tộc liền có thể nhục thương dương lời nói rơi xuống về sau lập tức thu hoạch được cửu anh phụ họa nói không tệ tộc ta không thể nhục nhân tộc không cho một cái công đạo, như vậy thì khai chiến. Cục thế lập tức điên đảo lật chuyển tới, vốn là sợ hãi khai chiến yêu tộc, bây giờ lại là không sợ lên, một cạn mới bắt đầu kêu gào khai chiến, cái này còn không phải phô trương thanh thế, mà chính là bọn họ phát ra từ đáy lòng. Hoa hoàng chính là yêu tộc trụ cục tinh thần, vạn cổ đệ nhất yêu, là bọn họ yêu tộc huy hoàng biểu tượng, khai thiên tích địa đến nay tôn thứ nhất hoàn thành siêu thoát thế giới cường giả, cả đời đã phổ ra vô số truyền kỳ, là bọn họ yêu tộc kiêu ngạo, há có thể từ nhân tộc kinh nhần như vậy cũng tốt so nhân tộc hiên viên nhân hoàng, trực tiếp thành vì yêu tộc một dạng, cái kia sẽ khiến vô số nhân tộc nổ tung, cho dù là liều mạng yêu tộc cũng là sẽ không tiếc, cái này đã chạm đến yêu tộc căn bản phòng tuyến cuối cùng, yêu tộc là tuyệt đối không thể lui bước. Không phải vậy hôm nay mất đi oa hoàng, ngày mai lại mất nhất hoàng, tương lai yêu tộc còn có cái gì lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu. Hoàn toàn mất đi truyền thừa về sau, tương lai thì đã mất đi lực ngưng tụ, cho dù là không có ngoại địch, chính mình cũng sẽ từ từ đi hướng sụp đổ thập đại chủng tộc vì sao mạnh như vậy thì bởi vì bọn hắn có văn minh của mình truyền thừa tự vô mệnh gặp một màn này trong lòng liên tục thở dài làm tiểu lão đệ câu nói kia nói ra về sau tự vô mệnh liền đã đối tình cảnh này có dự cảm hoa hoàng là yêu tộc cấm kỵ đó là không có thể đụng chạm từng tôn thần ma đối đầu trường sinh kêu đánh kêu giết, ngàn người chỉ rõ vạn phu phỉ nhổ tràn diện lại đến đậu trường sinh trong lòng rất bình tĩnh lần này cái này một số thần ma mượn nhờ phẫn nộ biểu đạt thái độ ý chí quá nhiều lần đậu trường sinh đã chết lặng chính mình nói chính là lời nói thật không có người tin như vậy thì chỉ có thể phóng đại chiêu đậu trường sinh nhìn chung quanh tứ phương sau cùng trầm giọng nói ta có chứng cứ chứng cứ hai chữ vừa ra tràn ngập các loại thanh âm thiên địa trong nháy mắt liền đã yên lặng lại từng tia ánh mắt hung ác nhìn chăm chú lên đậu trường sinh thương dương bước về phía trước một bước lạnh lùng mở miệng nói không cần hoa hoàng là tộc ta tiên hoàng há có thể mặc cho ngươi nói xấu đây là vạn tộc công nhận cũng nhất định phải ngươi xuất ra ngụy tạo chứng cứ thương dương ánh mắt di động nhìn về phía tự vô mệnh lạnh giọng nói đậu trường sinh nhất định phải vì chính mình nói ra phụ trách đậu trường sinh tự sát tạ tội như vậy tộc ta sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua không phải vậy thì khai chiến đi cửu anh nguyên một đám đầu lâu từng đôi mắt nhìn chầm chầm tự vô mệnh trầm giọng mở miệng nói đậu trường sinh bất tử thì khai chiến. khai chiến khai chiến khai chiến khai chiến khai chiến từng tôn thần ma giống như đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng trong giống như hô kêu lên cho tự vô mệnh mang đến phô thiên cái địa áp lực Yêu tộc phản ứng vô cùng kịch liệt, tự vô mệnh cũng biết đây là yêu tộc nhờ vào đó tạo áp lực, nhưng lúc này đây yêu tộc không có khả năng lui, muốn là nhân tộc không lui lại một bước, như vậy yêu tộc tất nhiên lựa chọn khai chiến. Nếu là thật khai chiến, nhân tộc tự nhiên không sợ, nhưng cũng không muốn đánh loại này hồ đồ trận chiến. Lui một bước rất đơn giản, chỉ cần đậu trường sinh tự sát mà thôi, chết lần trước, sau đó lại dùng chết thay bảo vật phục sinh là có thể, tương lai đổi một cái tên, Y Nguyên có thể tiếp tục tiêu giao. Yêu tộc cũng là không muốn khai chiến bọn họ muốn là một cái thuận thế xuống bậc thang, dù sao nhân tộc so yêu tộc mạnh, yêu tộc cùng nhân tộc khai chiến, cũng là lấy trứng chọi đá, cũng là cho còn lại vạn tộc mưa hạnh phúc. Tự vô mệnh không khỏi nhìn về phía đậu trường sinh, vốn là coi là đây là tiểu lão đệ hồ ngôn loạn ngữ, nhưng vừa vặn tiểu lão đệ nói có chứng cứ, cái này khiến đậu trường sinh biết đậu trường sinh là dự định liều một lần. Tự vô mệnh nhất thời có một ít khó xử, cho dù là nhân tộc cường đại, có thể tiếp tục đè thêm bách yêu tộc, đây nhất định sẽ khiến yêu tộc kịch liệt bắn ngược, để đậu trường sinh đi đem chứng cứ lấy ra, cái này muốn là không thể để yêu tộc tinh phục, như vậy trả ra đại giới khẳng định là muốn tăng lên. Đậu trường sinh chỉ là chết một lần, căn bản không đủ bàn giao, thậm chí là tránh thức chết cũng không được. Đậu trường sinh nói cho cùng vẫn là phàm tục tầng thứ, căn bản không phải một tôn thần ma, phân lượng vẫn là quá nhẹ, như trạm lô kiếm kiếm chủ thân phận, cho dù là hiếm thấy một số, có thể trạm lô kiếm không mất, tương lai nhân tộc nhất định còn sẽ có, thật chính trọng yếu chính là trạm lô kiếm, mà không phải đậu trường sinh. Muốn là đem trạm lô kiếm áp ở chỗ này, như vậy yêu tộc khẳng định hài lòng, nhưng muốn là làm về sau, cũng là tự tuyệt nhân tộc, còn có mặt mũi nào trở về nhân tộc. Tự nhân tộc xưng bá đến nay, chưa từng có người cắt nhường một tất đất, chủ động giao ra nhất tộc chí bảo. Tự vô mệnh trong lòng do dự một chút, chợt thì đặt quyết tâm, trầm giọng mở miệng nói, hoa hoàng một chuyện, tộc ta có chứng cứ, muốn nhận tội rất đơn giản, như vậy thì nhìn chứng cứ. Muốn là chứng cứ không cách nào làm cho thiên hạ tin phục, như vậy không chỉ là đậu trường sinh chết ở chỗ này, ta cũng sẽ tự sát tạ tội. Một mực trầm mặc yêu hoàng mở miệng nói, đạo hữu cũng là nhân tộc cự đầu, bây giờ chính là tuổi thanh xuân, thực lực ở vào tăng lên kỳ, hôm nay muốn là chết ở chỗ này, cho dù là vận dụng chết thay bảo vật phục sinh, có thể tư thế bay lên bị ngăn trở, mỗi một lần tử vong phục sinh, đều là tại lục đạo luân hồi lưu lại ấn ký, tương lai thực lực tăng trưởng không có có ảnh hưởng, nhưng muốn đột phá tới bất hủ độ khó khăn đem về tăng vọc gấp 5 lần, gấp 10 lần. Muốn chứng nhận bất hủ, nhất định phải nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Cuối cùng đạo hữu sẽ phát hiện thực lực tiến bộ khó khăn, lòng dạ cũng giải tán, sau cùng sẽ không còn có bất luận cái gì tiến bộ, dừng bước tại trước mắt thực lực. Mà bất hủ thời đại mở ra, chẳng cùng tiên tề khả năng đợi không được, nhưng đạo hữu tuổi tác không lớn, bây giờ mới hơn một ngàn tuổi, còn có mấy ngàn năm số tuổi thọ, muốn là lại phục dụng kéo dài tuổi thọ bảo vật, có hy vọng nấu đến bất hủ thời đại mở ra, đến lúc đó đột phá tới bất hủ thần ma, chí ít kéo dài tuổi thọ vạn năm, tương đương với sống lâu hai đời. Đem tương lai đánh bạc ở chỗ này, thật sự là quá lỗ mãn. Còn mời đạo hữu nghĩ lại. Sinh tử đây là luân hồi, chết thay bảo vật tài liệu chính, thêm ra tự lục đạo luân hồi, tự nhiên không phải là không có đại giới. Mỗi một phần vận mệnh biếu tặng, âm thầm bên trong đều đánh dấu tốt giá cả. Yêu Hoàng một phen lời từ đáy lòng, lại là không để cho tự vô mệnh có bất kỳ dao động, chẳng những không có cảm kích, ngược lại cười lạnh nói, không cần nghĩ lại, trực tiếp dùng chứng cứ nói chuyện. Hoa Hoàng là ta nhân tộc. Giá mấy lời nói này, nhìn như là tràn ngập hảo ý, kỳ thực trong lòng ngươi cũng sợ cho nên muốn khuyên lui ta, không muốn làm một tên dân cờ bạc đi đánh bạc. Câu nói kia danh ngôn nói thế nào, nghĩ tới. Chỉ cần ta không cá cược, ta liền sẽ không thua. Yêu hoàng con ngươi lạnh xuống, lạnh lùng mở miệng nói, tự vô mệnh ngươi không lĩnh tình, như vậy thì phía trên chứng cứ. Hoa hoàng là ta yêu tộc tiên hoàng, vạn tộc công nhận, ngươi muốn nói là ngươi nhân tộc, cũng phải nhìn nhìn viễn cổ lưu truyền xuống vô số điển tịch có nhận hay không. Ngươi cử động lần này sẽ chỉ làm trò hề cho thiên hạ, biến thành vạn tộc trò cười. Cả đời anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. tự vô mệnh ánh mắt kiên định, không có chút do dự nào. một khi quyết định, như vậy thì quyết chí thề không rời. đây chính là tự vô mệnh đường. năm đó dự định tranh long, cũng là tại thôn làng bên trong uống rượu đầu nóng lên, nghe nói làm hoàng đế tốt, cho nên thì dẫn theo một cây đao rời đi thôn làng. theo một nghèo hai trắng bắt đầu, bị người xem như giặt cỏ, chính là vương tiên phong khai đạo pháo hôi. tại danh sĩ chửi bới, quý tộc dẻo cật bên trong, một đường giết đến cuối cùng, tất cả địch nhân đều bị hắn chém chết thiên hạ danh môn tiên thần dòng giỏi long phượng chi tư thiên nhật chi biểu tần bách xuyên khởi thế sau thế bất khả kháng ba phần thiên hạ đã có thứ hai chính mình một mực bị thế nhân xem như tần bách xuyên vật làm nền là vì tần bách xuyên đầu này chân long mở đường có thể bên trong châu chi chiến là mình hướng chết mà sinh thân bốc lên tên đạn liền phá trận địa địch sau cùng giết tới tần bách xuyên trước mặt chém chết hắn đã lâu hưng phấn lại một lần nữa xông lên đầu từ khi chém chết tần bách xuyên về sau cái này một loại cảm giác cũng không có xuất hiện nữa cho dù là đại hạ những năm cuối nhiệt long thượng nguyên lấy thần ma thực lực đột kích cũng không có để cho mình hưng phấn là tuyệt cảnh từ khi sau khi chứng đạo thì không còn có tao ngộ qua tuyệt cảnh lần này đánh cược chính là tương lai dù là sẽ không tử vong cũng không thể đầy đủ tiếp tục mạnh lên cái này cũng đủ làm cho người tuyệt vọng cứ việc thất bại tỷ lệ cực lớn có thể tự vô mệnh không hề sợ hãi lúc này mới có tính khiêu chiến chỉ cần mình đủ mạnh lục đạo luân hồi cũng không thể ngăn cản chính mình cường đại đến không ai bị nổi tầng bách xuyên đã trầm luân thành vì mình vong hồn dưới đao. Không biết lục đạo luân hồi có thể hay không ngăn cản chính mình chứng đạo bất hủ. Chương 519, Mệnh ngắn, Hoa Hoàng thật lọt mắt xanh nhân tộc. Hoa Hoàng miếu. Đây là yêu tộc rất thường gặp miếu thờ. Hoa Hoàng vì yêu tộc tín ngưỡng trụ cột, như cùng nhân tộc Tam Hoàng ngũ đế đồng dạng, ở bộ này chuẩn bị siêu phàm sức mạnh to lớn trong thế giới, tín ngưỡng giả đếm không hết, lập hạ miếu thờ cũng là mọc lên như nấm. Mà thiếu Hoàng Sơn phụ cận, liền có một tòa quy mô to lớn Hoa Hoàng miếu. Miếu khuếch cây xanh vây quanh, hoa cỏ chen chúc, còn có cái kia sinh động như thật pho tượng, như ngồi đám mây, ngao du tại tiên cảnh. Miếu đỉnh bên trên bày khắp lưu ly kim bích huy hoàng, nóc nhà phía trên điêu khắc đông đảo thượng cổ thiên yêu, như là thiên cung một dạng, cái kia từng dãy một tòa tòa nhà công trình kiến trúc đập vào mắt cơ sở, mang đến to lớn bao la hùng vĩ. Một đạo đạo lưu quang không ngừng rơi xuống, giống như từng viên vẫn thạch khí thế hung hung oanh kích đại địa, bình thường khó gặp từng tôn thiên yêu, bây giờ lại là kết bè kết đội xuất hiện, mà lại trong này không chỉ là có yêu tộc, trong đó cũng có được nhân tộc thần ma. Sự tình càng náo càng lớn, đã ở vào mức khống chế biên giới, tại phát giác được cục thế không đúng về sau, vốn là một mực ở vào biên cảnh tương thủy thần nữ đã đi tới. Tương thủy thần nữ bề ngoài chỉ có 16-17 tuổi, toàn thân tắm rửa tại hoa hồng đỏ ánh sáng bên trong, trong tay chống đỡ một thanh ô giấy dầu, ô giấy dầu phía trên theo lên diễm lệ đại hồng hoa đóa, lại có lá cây màu xanh lục phụ trợ, sinh cơ bừng bừng bắt đầu lan tràn ra, những nơi đi qua tươi hoa đua nở, thảo mộc sinh trưởng ô giấy dầu lan tràn hoa hồng đỏ ánh sáng giống như vì tương thủy thần nữ phủ thêm một kiện áo đỏ tương thủy thần nữ không phải một người đến đây bên cạnh chính đứng vững một vị lão giả hắn mặt mũi tràn đầy nếp uống trắng như tuyết tóc dài dáng vẻ nặng nề khô gầy như là cây gậy người khoác rộng lớn màu đen áo khoác theo gió nhẹ quét không ngừng đung đưa trái phải người cũng bắt đầu theo lắc lư dường như đứng không vững muốn bị thổi tới bầu trời phía trên trái kia một đôi đen nhánh đục ngầu ánh mắt giờ phút này lại là nhìn chằm chằm cửu anh nhìn lấy cửu anh cái kia một đôi đôi con ngươi lộ ra tham lam ánh sáng phản phất tại quan sát tuyệt thế mỹ nữ hiếm thấy trân bảo ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm chính là như vậy nhìn trừng trừng lấy cửu anh hoàn toàn không để ý đến còn lại hết thảy một nữ một nam hai tôn tiên thiên thần ma cái trước tương thủy thần nữ vì nhân tộc cửu đại thượng tông thần thủy cung chi chủ cái sau chính là bi thảm diệt giáo cửu u minh giáo lão tổ tương thủy thần nữ chống đỡ ô giấy dầu đi đến đến tự vô mệnh bên cạnh hồng nhuận phân phất môi khẽ nhúc nhích không vui âm thanh vang lên ngươi lần này quá lỗ mãn thấy tốt thì lấy đi không chỉ là chúng ta không cho phép ngươi làm loạn tiên tề cũng không cho phép ngươi là nhân tộc tương lai trụ cột là trong chúng ta có hy vọng nhất đợi đến bất hủ thời đại mở ra mà lại có thể hoàn thành đột phá để cho ta tộc sừng sững không ngã cục trụ không thể xếp ở chỗ này nhân tộc quý vị thiên địa bá chủ nhưng có thể thu hoạch được cự đầu thân phận thực lực vượt qua phổ thông tiên thiên thần ma người cũng là không có bao nhiêu người cũng liền cái kia rải rác mấy vị đây là chỉ nói thực lực, mà bất luận trong tay bảo vật, lại phối hợp tiên thiên thần binh, thực lực đem về cất cao đến vô cùng trình độ kinh khủng. Lúc này mới có thể phối hợp cự đầu hai chữ, cho dù là so sánh với thượng cổ tiên đạo chân quân, cũng là không thua bao nhiêu, thậm chí là càng mạnh. Mà có thực lực này người vốn cũng không nhiều, mà lại tuổi tác cũng thiên đại, chưa như tiên tề cùng yến thần đế, bọn họ là không kém gì tự vô mệnh, nhưng bọn hắn có rất lớn thiếu hụt, bọn họ tuổi tác quá lớn, bàn về số tuổi thọ mà nói cũng không ít, nhưng lại có hơn một nghìn năm, cũng đã định trước sẽ đi hướng tử vong. Bọn họ đã động dùng thần ma đại đan hoặc là còn lại thiên địa kỳ trân kéo dài tuổi thọ, cho dù là cực lực trì hoãn, cũng sẽ không vượt qua 2000 năm. 2000 năm nhìn như dài đằng đẵng, có thể nếu như chờ đợi bất hủ thời đại, hy vọng này cũng là xa vời. Đều nói bây giờ bất hủ thời đại đã có thể mở ra, có thể tiên thiên cùng bất hủ chênh lệch quá lớn, ngươi cho rằng có thể, đây chỉ là tiêu chuẩn của ngươi, mà không phải thiên địa tiêu chuẩn. Mà tự vô mệnh không cần kéo dài tuổi thọ, liền có hơn 3000 số tuổi thọ, muốn là chủ động kéo dài tuổi thọ, số tuổi thọ còn có thể tăng trưởng, tự vô mệnh một người có thể bảo nhân tộc tương lai năm nghìn, bất hủ thời đại mở ra về sau, nhân tộc lập tức đuổi theo kịp thứ một tiểu đoàn. Cái này là nhân tộc định hải thần châm. Không giống nhau tự vô mệnh mở miệng, một bên cửu u lão tổ nhìn chằm chằm cửu anh ánh mắt không thay đổi, chủ động mở miệng nói, ngươi chỉ cần tìm cơ hội, đem cửu anh cái kia trong mắt đều cho lão phu đào tới, lần này muốn là thất bại, lão phu thay giá chết rồi. Lão phu thọ không nhiều, Thực lực đã không có hy vọng tiến thêm một bước, bất hủ thời đại coi như mở ra, lão phu đột phá cũng xa vời, bất quá cũng không hủ thời đại mở ra, thiên địa hoàn cảnh đại biến, lão phu số tuổi thọ còn có thể tăng trưởng, có thể tiếp tục sống sót. Cửu U lão tổ cười lạnh nói, thế nhưng hết thảy, toàn bộ đều là hư, bất hủ thời đại nói ra mở, theo ta chứng đạo ngày đó thì đang nói, đến bây giờ tốt mấy ngàn năm, cũng không người nào dám đi nếm thử. Không cũng là bởi vì cần tư nguyên quá nhiều, thật sự là quá to lớn, không cam tâm không muốn chết cái kia một ít người thu thập không đủ, có thể gặp đủ đại tộc, nguyên một đám trong lòng mang sự kiên kỵ, sợ bị còn lại đại tộc vây công, cũng sợ thượng cổ tiên đạo lão bất tử, không có toàn bộ đều chết hết. Cái kia một số địa tiên cùng thiên tiên, khẳng định đều chết sạch sẽ, thiên địa hoàn cảnh đại biến, không chết như thế thời gian dài dằn dặt dưới, cũng đã sớm chết già rồi, có thể kim tiên bất hủ, ai cũng không biết tình huống gì, không chừng tử nhi bất cương, một cái đồng đều ráng chịu đi đây. Người nào cũng không muốn cái kia một số đồ cổ, lão già kia lại nhảy ra, có thế nấu thì nấu, có thể kéo thì kéo, tả hữu thiên địa linh cơ dần dần nồng đậm, tương lai đột phá đại giới càng ngày càng nhỏ, bây giờ muốn là đột phá thất bại, tiêu hao tư nguyên quá to lớn, cho dù là đại tộc cũng sẽ nhập không đủ suất, đảng sinh thần ma sẽ giảm mạnh, muốn là tại tao ngộ còn lại đại tộc chèn ép, sợ là liền muốn xuống dốc. Cho nên lão phu là đợi không được, không có gì có thể kiên kỵ địa phương, lão phu chỉ cần cửu anh trong mắt. Cửu U lão tổ bàn tay khô gầy duỗi ra, phía trên chỉ có một lớp da bao vây lấy xương cốt, đã khoác lên đậu trường sinh trên bờ vai, lạnh lùng mở miệng nói cửu u đao vốn là ngươi lần này về quy nhân tộc giải thưởng lớn nhất khích lệ thứ này lão phu đã từ bỏ có thể đây là thành công điều kiện tiên quyết muốn là lần này ngươi thất bại ngược lại cũng sẽ không sau đó truy trách có thể vốn nên cho chỗ tốt của ngươi có thể cũng chỉ còn lại có tương trợ ngươi không xong việc chi linh còn lại bất hủ ý chí cũng đừng nghĩ đến đi tìm bích thần nguyên quân ngươi để lão phu chết lần trước lấy lão phu niên kỷ chỉ nửa bước đã bước vào vách quan tài bên trong dùng lần này chết thay bảo vật lần tiếp theo lại nghĩ một lần nữa phục sinh hy vọng đã không lớn, chết cũng là thật chết rồi, lão phu tâm nhãn không lớn, chung quy cũng muốn làm khó làm khó ngươi. Muốn là ngươi thành công, cửu u động thiên cũng cho ngươi, lão phu đối vật kia hứng thú không lớn. Cửu u lão tổ ánh mắt tự cửu anh thu hồi, sâu kính nhìn lấy đậu trường sinh, trầm mặt sau khi, đột nhiên mở miệng nói, nghe nói ngươi đối ta một tộc thần mục cảm thấy hứng thú. Đậu trường sinh không khỏi nghĩ đến chính mình thần tượng cái kia mi tâm vệt nước mắt, phân biệt thật giả, khám phá hư huyễn, vô ý thức lộ ra hướng tới, nhưng chợt lấy lại tinh thần, Lắc đầu nói, không hứng thú, chỉ là đối môn kia phân phân biệt thật giả năng lực cảm thấy hứng thú. Muốn là này các loại năng lực thông dụng, thiên hạ liền không có nhiều như vậy oan án. Cửu U lão tổ đưa tay vỗ đầu Trường Sinh bả vai, ý vị thâm trường nói ta hiểu, ta tuổi trẻ lúc đó cũng dạng này. Bất quá chờ ngươi đến ta cái tuổi này, liền biết làm việc tùy tâm sở dục liền tốt, che che lấp lấp sống quá mệt mỏi. Ưa thích liền đi đoạt. Đây là tiền bối đưa cho ngươi lời khuyên. Đợi đến lần này sự kiện kết thúc, lão phu sẽ tiếp tục ngủ say một đoạn thời gian, đợi đến lại sau khi tỉnh lại, tin tưởng ngươi cũng có thể chứng đạo thần ma, đến lúc đó tìm lão phu đến, lão phu cho ngươi xem một chút tức giữ, tương lai những vật này, đều là muốn truyền thừa tiếp. Ngươi nếu là có thể để lão phu hài lòng, cái này toàn bộ đều là ngươi. Không phải, lời nói này càng ngày càng không được bình thường, đậu trường sinh nhìn lấy tương thủy thần nữ đi về phía trước mấy bước, vô cùng ghét bỏ cùng đậu trường sinh đứng chung một chỗ, không khỏi vội vàng giải thích nói, tiền bối, vãn bối thật chỉ là đối cái kia phân biệt trung gian năng lực cảm thấy hứng thú. Ngài cũng biết vãn bối là thần thám, thường xuyên sẽ tra án, có năng lực như vậy, có thể đối vãn bối có trợ giúp rất lớn, đối với thiên hạ cũng là một chuyện tốt. Cái này giống như là đau khách phải có đau, kiếm khách muốn có kiếm nhất dạng, rất bình thường. Cửu U lão tổ mỉm cười, đối đầu Trường Sinh gật đầu, lại là không có trả lời đậu Trường Sinh, mà chính là chậm rãi hướng về Cửu Anh đi đến, một trương tràn ngập nếp uống mặt, hướng thẳng đến Cửu Anh sau lưng đầu dán đi. Đậu trường sinh nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng kinh hãi, hòa tào. Cái này muốn là giải thích không rõ, nhưng là muốn so thiên cơ báo hắc còn muốn thảm, đây chẳng qua là nhân phẩm có vấn đề, hiện tại thành biến thái. Vừa mới nhấc chân, liền bị tự vô mệnh bắt lại, trực tiếp túng trở về nói, không sai biệt lắm, yêu tộc đã kiểm nghiệm qua oa hoàng miếu. Cái kia chúng ta tiến vào oa hoàng miếu. Tự vô mệnh nhìn lấy một bên yêu thần thương dương, mở miệng mỉa mai nói, đường đường yêu tộc, cũng là một phương đại tộc. Chính mình trong tộc qua hoàng miếu, sợ hãi bị người động tay động chân lại muốn trước kiểm tra không nói còn muốn yêu hoàng cùng yêu tướng chờ đông đảo tiên thiên thần ma cùng một chỗ liên thủ kiểm tra các ngươi là có bao nhiêu nhát gan nhiều sợ hãi muốn là không dám liền trực tiếp chịu thua xin lỗi như vậy chúng ta cũng sẽ không tiếp tục bức bách không phải vậy đợi đến chứng cứ vừa ra các ngươi nhưng liền không có hối hận đường sống không còn có đường lui thương dương mặt không biểu tình đối với tự vô mệnh châm chọc thờ ơ tự vô mệnh cái này một bộ lời thề son sắc biểu lộ muốn nói yêu tộc không có áp lực như vậy là không thể nào tuy nhiên yêu tộc lòng tin mười phần thế nhưng sợ hãi nhân tộc hạ độc thủ trong bóng tối bố trí tới bảy rập cho nên bây giờ yêu tộc không chỉ là cẩn thận kiểm tra oa hoàng miếu còn vận dụng đại thần thông đã đem trước mặt qua hoàng miếu hoán đổi đúng thế tuy nhiên cái này oa hoàng miếu nhìn qua như cũ kỳ thực tính gộc cả hai phía đều đã hoán đổi đổi thành đến từ thái hoàng sơn qua hoàng miếu thái hoàng sơn là yêu đình nơi ở cũng là yêu hoàng tu hành đạo trường thường ngày chiếm cứ thần ma đều không thấp hơn năm vị hơn nữa còn thường xuyên có thần ma ra vào, muốn là nhân tộc có thể tại yêu đình mí mắt dưới, làm đến đem qua hoàng miếu cho bố trí xuống bảy rập, như vậy bọn họ yêu tộc cũng nhận suy nghĩ một chút liền biết cái này là không thể nào, dù sao ai cũng không biết bọn họ muốn đem thái hoàng sơn qua hoàng miếu di chuyển tới, đây là lâm thời làm quyết định, ngoại nhân là không thể sự tình biết trước. trước trước sau sau bận rộn, yêu tộc trả giá đắt cũng không nhỏ, đông đảo tiên thiên thần ma công việc lưu bù lên, đã đủ để đánh một trận quy mô không nhỏ chiến đấu yêu tộc muốn ngăn chặn bất luận cái gì ngoài ý muốn, không cho nhân tộc bất cứ cơ hội nào. Lỗ mãn trực tiếp bị nhân tộc nắm mũi dẫn đi, đó thật là quá ngu xuẩn. Tự vô mệnh châm chọc một hồi, nhìn lấy thương dương không nói một lời, cũng không có hứng thú, đưa tay vỗ đậu trường sinh bả vai nói, đi thôi. Đến đón lấy làm thế nào? Ngươi trực tiếp chỉ huy là được. Đậu trường sinh chậm rãi hướng về phía trước, đồng thời đối với tự vô mệnh nói, lần này có thể thành công hay không, cũng là muốn đại ca phối hợp. Yêu tộc có thể tế tự, thu hoạch được qua hoàng để lại, có chí bảo che chở, khí số kéo dài. Qua hoàng vì ta tộc thánh mẫu, chúng ta tự nhiên cũng có thể. Tương thủy thần nữ lạnh lùng nói, chỉ là tuần lễ qua hoàng, liền có thể thu hoạch được qua hoàng để lại, như vậy ta nhân tộc đã sớm làm được. Tuần lễ qua hoàng từ xưa đến bây giờ, tộc ta cũng có rất nhiều người. Đậu trường sinh giải thích nói, là có rất nhiều người, nhưng bọn hắn cứ việc tôn trọng qua hoàng, nhưng cũng là lòng có cách ngăn, là đối với người ngoài thái độ, mà không phải đối người trong nhà, không biết được tộc ta lai lịch chân chính. Có một câu trường hợp không đúng, đậu trường sinh không có nói, sơn hà xã tắc đồ mới là trọng yếu nhất, mình đã thu được sơn hà xã tắc đồ sơ bộ tán thành, thì có thu hoạch được qua hoàng để lại tư cách, còn lại cũng là đại biểu nhân tộc tán thành, mới có thể cùng qua hoàng khí số tương liên, sau cùng thu hoạch được qua hoàng lọc mắt xanh. Lúc nói chuyện đã đi tới qua hoàng miếu chủ điện, đứng tại đại điện bên ngoài, có thể rõ ràng trông thấy một tôn thân rắn mặt người qua hoàng tượng thần. Qua hoàng hình tượng đông đảo, chỉ có cái này thân trắng mặt người sâu nhất nhập nhân tâm, cũng là thiên hạ qua hoàng miếu cung phụng chủ yếu hình tượng. Yêu hoàng cùng tất phương chờ đứng tại đại điện một bên, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đậu trường sinh, kế mông tiến lên một bước nói, các ngươi muốn bái qua hoàng, như vậy thì bái đi. Đậu trường sinh đưa tay kéo túng một chút tự vô mệnh, thấp giọng mở miệng nói, đại ca không nên sinh lòng mâu thuẫn, muốn nghĩ tới chúng ta sau khi thành công, sơn hà xã tắt đồ chúng ta thì có quyền thừa kế, qua hoàng còn lại để lại cũng có chúng ta một phần, trong truyền thuyết qua hoàng chí bảo có thể không chỉ là sơn hà xã tắc đồ một kiện bây giờ đã mất tích tương lai đều muốn chúng ta đón về đây tự vô mệnh nghiêm sắc mặt trực tiếp hất lên ống tay áo hất ra đậu trường sinh tay cầm nghiêm túc mở miệng nói đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ bảo bối gì không bảo bối đây chính là tộc ta thánh mẫu bắt đầu là hiện tại là chưa tới vẫn là đậu trường sinh hài lòng bàn về không biết xấu hổ trong thiên hạ không ai có thể vượt qua đại ca của mình đây là có sữa cũng là mẹ đây không phải dối trá khẩu bất đối tâm mà chính là tâm lý chính là như vậy nghĩ chỉ cần tự vô mệnh thực tình tán thành như vậy lại có chính mình phụ trợ sơn hà xã tắc đồ chi lực lấy tiên thiên thần ma thực lực nhân tộc đấu võ phái thủ lĩnh hắn liền có thể đại biểu nhân tộc liền có thể thỏa mãn chỗ có điều kiện cái này cuối đầu không phải tự vô mệnh tuần lễ mà là nhân tộc tuần lễ qua hoàng nói đến đơn giản kỳ thực làm đến bước này vô cùng khó người đến có thực tình tán thành qua hoàng người còn phải thực lực đủ mạnh địa vị đầy đủ cao có thể đại biểu nhân tộc lại có sơn hà xã tắc đồ lực lượng, tính gộp cả hai phía điều kiện cũng rất hà khắc. Kém một cái đều không được, nhưng hôm nay lại bị đậu trường sinh gom góp. Đậu trường sinh chủ động tiến tới trong đại điện, đi đến bộ đoàn phía trước, tự vô mệnh cũng đi theo đi vào, trông thấy đậu trường sinh bịch một chút quỳ xuống, tự vô mệnh không có áp lực chút nào, cũng trực tiếp quỳ xuống. Cái này nhìn tương thủy thần nữ ánh mắt vẫy một cái, vốn là đi về phía trước ra một bước, bất động thanh sắc lại rút về, lâu dài trấn thủ tại phương Nam Yêu Sơn, chủ trì cùng yêu tộc chiến sự, Tương Thủy thần nữ đối yêu tộc ấn tượng không tốt, qua hoàng là viễn cổ yêu hoàng, thiên hạ đệ nhất yêu, trong lịch sử vị thứ nhất siêu thoát giả, đây là một vị tiền bối, muốn là cúi đầu bái cúi đầu, Tương Thủy thần nữ cũng nhận. Nhưng Đậu Trường Sinh cùng tự Vô Mệnh trực tiếp đại lễ cúi chào, Tương Thủy thần nữ trong lòng có mâu thuẫn, đứng ngay tại chỗ không hề động, Cửu U lão tổ cũng như thế, một đôi mắt còn nhìn trừng trừng lấy Cửu Anh, lại là để Cửu Anh trong lòng rung rẩy, đã không ngừng kéo ra cùng cái này lão biến thái khoảng cách, liền quan sát trong đại điện cục thế biến hóa trong lúc nhất thời đều không để ý tới. Đại điện bên ngoài đông đảo tiên thiên thần ma hội tụ, yêu tộc thần ma càng là đông đảo, vốn là rộng lớn đại điện bên ngoài, làm từng tôn thần ma hội tụ, toàn bộ đều quay chung quanh tại đại điện bên ngoài, cũng hiện ra chen chút tới. Lúc này từng tôn thần ma ngưng thần tĩnh khí, không dám phát ra bất kỳ thanh âm, từng tia ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên trong đại điện. Nhìn lấy tự vô mệnh cùng đậu trường sinh quỳ bái về sau, không có gây nên bất kỳ phản ứng nào, đông đảo thần sắc nghiêm túc, bình tĩnh thần sắc yêu tộc thần ma, không khỏi thở dài một hơi, không ít thần ma đã lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Liền nói sao? Hoa hoàng chính là viễn cổ yêu hoàng, làm sao có thể cùng nhân tộc dính líu quan hệ, nhân tộc không muốn bích liên, thật sự là tự rước lấy nhục, luân vì thiên hạ trò cười. Cứ việc yêu tộc thần ma không có mở miệng, có thể thần thái biến hóa, đã đem hết thảy đều biểu lộ. Mà giờ khắc này trong đại điện đậu trường sinh, cũng không có thời gian đi quản bọn họ, giờ phút này tâm thần bắt đầu cấu kết sơn hà xã tắc đồ, đồng thời bắt đầu yên lặng nhắc tới lên thời gian vội vàng, không thể túc mang thành kính, cung kính tâm hương, nhớ lại thủy tổ, kính e thơ nhà tù rõ ràng lễ, nhã nhạc chi dụng cụ, cảm thấy an ủi nương nương, mong rằng thứ tội. Chợt nghiêm sắc mặt, nghiêm túc mở miệng nói. Côn lôn mênh mang, hoa hạ mênh mông. Côn lôn mênh mang, hoa hạ mênh mông. Đậu trường sinh một câu rơi xuống, tự vô mệnh rất phối hợp lặp lại một câu. Trụ hàng tự sau đó, long mạch vĩnh dài. Hiển hắc ta tổ, khiến đức rõ rõ. Triệu nhập môn tàn, hỗn độn có thường nhân từ vang vũ cứu vãn hồng hoang bổ thiên lập cực trương kỷ nâng cương tái sinh tái dục đức diệu thiên cương sanh hoàng có chế luật lữ khanh thương kết hôn thành lễ nhân văn vô cương nhảy hoa chiếu thế như thăng mặt trời duệ phong cách di vận gia du lưu danh từng câu âm thanh vang lên vốn là đông đảo nhẹ nhõm yêu tộc thần ma sắc mặt đã đại biến bọn họ có thể rõ ràng trông thấy hoa hoàng tượng thần vậy mà tràn ngập ra quan mang bắt đầu cùng đậu trường sinh còn có tự vô mệnh cộng minh lên cửu u lão tổ không biết khi nào đã đi tới trong đại điện cũng trực tiếp quỳ bái phối hợp lại cái này cúi đầu mắt trần có thể thấy qua hoàng tượng thần quan mang đại nướng cái này nhìn tương thủy thần nữ sững sờ đôi mắt đẹp hiện ra một tia chần chờ nhưng chợt chủ động tiến lên hoa hoàng không phải yêu tộc trong lòng ngăn cách nhất thời biến mất yêu hoàng nhìn lấy tình cảnh này không dám tin nói điều đó không có khả năng nhân tộc khí số làm sao có thể cùng hoa hoàng tương liên giả đều là giả đúng đây là huyễn cảnh là huyễn cảnh chương 520, thánh mẫu khổ a đến thêm tiền. Hoa hoàng miếu. Thần quang ngút trời mà lên, một mực kéo dài đến bầu trời cuối cùng. Hoa hoàng tượng thần tràn ngập vô tận lộng lẫy, màu vàng ống thần thánh chi quang, còn như nước mưa đồng dạng, bắt đầu không ngừng vẫy xuống, từng tia từng sợi quang mang rủ xuống, không ngừng chậm rãi thẩm thấu đến đậu trường sinh thể nội. Đậu trường sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, thẩm thấu đến thể nội quang mang, bắt đầu không ngừng làm dịu huyết nhục, liên tục không ngừng sinh cơ, ngay tại tăng cường lấy đậu trường sinh thể phách, vận nuôi linh hồn tình cảnh này đối với tuổi thanh xuân đậu trường sinh cùng tự vô mệnh hiệu quả không lớn cho nên đậu trường sinh không khỏi hướng về cửu u lão tổ nhìn qua có thể rõ ràng trông thấy cửu u lão tổ toàn thân trên dưới tràn ngập dáng vẻ già nua giống như tuyết động đồng dạng chính đang nhanh chóng tan rã khô gầy chỉ còn lại có một lớp da thân thể mắt trần có thể thấy huyết nhục ngay tại sinh trưởng hô hấp ở giữa khô gầy giống như lệ quỷ hất lên một tầng da người cửu u lão tổ lại là đã biến thành một tôn tràn ngập dương cương chi khí anh tuấn uy vũ nam tử cửu u lão tổ khôi ngô cao lớn đã chống lên màu đen áo khoác, cường kiện có lực bắp thịt, đã nổi bật mà ra, phía trên góc cạnh rõ ràng, trên da thịt trải rộng lộng lẫy, tất cả nếp uống giống như cầm bàn ủi nóng một lần. Đầu đầy ngân bạch phát tia, đã nửa trắng nửa đen, quỷ khí âm trầm, như là ác ma cửu u lão tổ, giờ phút này nhìn một cái, lại là tràn ngập một cổ khó tả mị lực. Trong lúc giơ tay nhấc chân, trung chuyển lấy tứ phương thần ma tâm thần. Cải lão hoàng đồng rồi. Không, như hôm nay có thiếu, muốn đánh vỡ số tuổi thọ cực hạn, thật sự là quá khó khăn, không phải thần ma đại đan, hoặc là thiên địa kỳ trân mới có thể. Chỉ là loại này tràn ngập sinh cơ thần quang, không đủ tăng cường cửu u lão tổ số tuổi thọ, đây chỉ là làm cho đối phương tuổi già sức yếu thể phách, lần nữa khôi phục tới được đỉnh ngọn núi, số tuổi thọ vẫn chưa có bất kỳ tăng trưởng, nhưng cho dù là cái này một loại chỗ tốt cũng đều có thể được xưng tụng là đại tạo hóa. Tương thủy thần nữ tắm rửa thần quang, tự lẩm bẩm nói, nghịch chuyển sinh tử, đây là tạo hóa chi lực. Giờ khắc này tương thủy thần nữ đối qua hoàng tạo người một chuyện, hoàn toàn là triệt để tin tưởng nắm đất tạo người nghe đơn giản, có thể kỳ thực quá khó khăn, cái này liên quan đến bằng không tạo vật, ban cho sinh mệnh, tương thủy thần nữ là phi thường hoài nghi. Thiên địa đông đảo sinh linh, trên cơ bản có thể chứng đạo thần ma chủng tộc, toàn bộ đều là từ thiên địa dựng dục mà ra, ngẫu nhiên có một ít đặc thù chủng tộc, là hậu thiên tạo hóa thực lực đạt tới thần ma, có thể cũng chỉ là cá thể kỳ tích, tộc quần không có khả năng người người như thế. Tương thủy thần nữ có thật sâu lo nghĩ, nhưng hôm nay trông thấy cửu u lão tổ cái này nghịch chuyển thời gian, theo xế chiều chi thân trở lại đỉnh phong, đây không phải đơn giản thời gian quay lại, mà chính là tạo hóa chi lực bổ dưỡng, chấp trưởng lấy tạo hóa chi lực qua hoàng, muốn so trong tưởng tượng càng thêm cường đại, cũng hiển hiện tương đối thần bí, bởi vì tương quan quyền hành lực lượng, bọn họ không biết được, nhìn yêu tộc chấn kinh thần sắc, chắc hẳn bọn họ cũng không biết. Hoa hoàng, không, là thánh mẫu còn có rất nhiều thần bí. Cửu U lão tổ không ngừng dập đầu, liên tục cảm tạ thánh mẫu ban cho tạo hóa. Phen này biến hóa ra hiện, chấn động yêu tộc thần ma, cả đám đều không dám tin cho dù là bọn họ lại không muốn tin tưởng, có thể sự thật tàn khốc đã xuất hiện, Hoa Hoàng thật cùng nhân tộc có quan hệ rất lớn, không phải vậy Hoa Hoàng cũng sẽ không đáp lại nhân tộc tuần lễ. Yêu thần Thương Dương dẫn đầu kịp phản ứng, trực tiếp bước về phía trước một bước, ngang nhiên ở giữa hướng về chủ điện xuất thủ, yêu thần Thương Dương vẫn chưa là đúng Hoa Hoàng tượng thần xuất thủ, cũng không phải đối với nhân tộc xuất thủ, mà chính là trực tiếp đoạn tuyệt Hoa Hoàng tượng thần lực lượng nơi phát ra. Cái này một số tạo hóa chi lực, có thể không phải đến từ Hoa Hoàng, Hoa Hoàng đã sớm siêu thoát một phương thế giới này, tiến về vô biên hỗn độn thế giới. Hoa hoàng đã rời đi, đương nhiên sẽ không lại có phân thân hoặc là hóa thân tồn tại, cái này một phần lực lượng là hoa hoàng lực lượng không tệ, nhưng bắt nguồn từ yêu tộc tích lũy nhiều năm như vậy. Đúng vậy, cho dù là yêu tộc không biết, có thể chỉ cần bọn họ không ngừng đối hoa hoàng tế bái, liên tục không ngừng hương hỏa cung phụng, cái này sẽ diễn sinh ra lực lượng, bây giờ cái này một phần tích lũy, bây giờ bạo phát đi ra, bắt đầu tiện nghi nhân tộc, cái này khiến yêu tộc làm sao nhịn. Nghĩ không ra hoa hoàng hương khói lực lượng, lại có thể diễn sinh ra tạo hóa chi lực, bây giờ không biết cái này tạo hóa chi lực, có thể hay không đánh vỡ số tuổi thọ cực hạn, đi tăng thêm số tuổi thọ, có thể quan là có thể để một tôn tiên thiên thần ma, tự già yếu khôi phục đỉnh phong, đây chính là đại tạo hóa. Yêu tộc dạng này đại tộc, làm sao lại không có xế chiều sắp chết già thần ma, nếu là có thể để bọn hắn khôi phục đỉnh phong, cho dù là thọ không nhiều, cũng có thể lại vì yêu tộc huyết chiến một trận, mang đi một tên đồng cấp địch nhân không phải việc khó. Thương Dương xuất thủ về sau, yêu hoàng cũng kịp phản ứng, tự trong lúc khiếp sợ thanh tĩnh nhưng cũng là xuất thủ phối hợp cửu u lão tổ không khỏi ngẩng đầu một cái tay vô ý thức hướng về bên hông duỗi ra chỗ đó từng tia từng sợi quang mang hiện lên mơ hồ trong đó vẽ phát thảo ra một thanh trường đao chuyến đi cũng là bị trắng ngoãn tay cầm đánh tan tương thủy thần nữ ngọc tay nắm lấy cửu u lão tổ cổ tay thấp giọng mở miệng nói không muốn phức tạp bây giờ không thể cho yêu tộc làm khó dễ lấy cớ an tĩnh chờ đợi nhân vật chính là bọn họ tương thủy thần nữ kéo dắt lấy không cam lòng cửu u lão tổ lui lại ánh mắt nhìn màu vàng, vàng ống thần quang mỏng manh lên sau cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa mà vào lúc này một đạo kêu khóc âm thanh vang lên thánh mẫu a hậu thế tử tôn bất hiếu a ngài còn sót lại cho chúng ta bảo vật đều bị ngoại nhân lấy mất bọn họ không chỉ cầm không nói còn nói thánh mẫu ngài cùng chúng ta không quan hệ bi thống thanh âm vang vọng tứ phương quá độc ác đây là giả mạo chúng ta kế thừa tài sản không nói còn đem con trai trưởng cháu đích tôn đuổi ra khỏi nhà một đồng tử đô không có lưu a qua nhiều năm như vậy, ngài lão nhân gia cũng khổ a, à, con cháu thậm chí ngay cả một nén nhang đều không cho ngài trải qua, chỉ là suy nghĩ một chút ta thì đau đến không muốn sống, thánh mẫu ngài quá khổ. ta cho ngài dập đầu. phanh phanh ầm tiếng va chạm không ngừng vang lên, tự vô mệnh đầu hướng về tảng đá xanh mặt đất, cũng là dùng sức đụng, tảng đá xanh đã bị đánh vỡ, trên trán nhào bột mì gò má lây dính không ít bùn bụi đất bụi, tự vô mệnh kêu trên thanh âm vang lên nữa. nhân gian thảm kịch, không ai qua được cốt nhục tách rời, mẹ con gặp nhau không quen biết yêu tộc quá độc ác. Không cho tộc ta đường sống. Hôm nay ta cho dù chết ở chỗ này, cũng muốn để ngài về nhà. Ta bồi ngài đi khắp nhân cảnh muôn sông nghìn núi, gặp một lần nhân tộc phồn hoa. Để ngài biết, ngài còn có nhà. Tự vô mệnh nước mắt tuôn đầy mặt, nước mũi chảy ngang, từng câu từng chữ phát ra từ đáy lòng, tràn ngập nồng đậm tình cảm, vô cùng có phủ lên lực, đậu trường sinh đều bị cảm động, nghe một chút lời này, cốt nhục tách trời về nhà, mấy chữ này, thật sự là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ bây giờ nhân tộc mạnh, có thể làm cho ngài về nhà. Cửu U lão tổ không khỏi nói, bây giờ chúng ta cũng là có căn người, biết nguồn gốc từ nơi nào, thánh mẫu quá khổ. Tương thủy thần nữ không khỏi đưa tay kéo dắt lấy cửu U lão tổ ống tay áo, thì cái này khô cằn lời nói, có cái lông tác dụng, tốt bao nhiêu bầu không khí, lập tức thì bị phá hư hết. Yêu hoàng nhanh chân đi vào trong chủ điện, ngước mắt nhìn mặt người thân rắn hoa hoàng tượng thần, đầu tiên là ba bái về sau, lúc này mới lên tiếng nói, hoa hoàng trước tượng thần, trang nghiêm nghiêm túc chi địa, mời cẩn thận ngôn từ đi ra nói tự vô mệnh cũng không đứng dậy phanh 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 cũng là dập đầu khai chiến đi nghe thấy yêu hoàng ba chữ này tự vô mệnh bỗng nhiên ngẩng đầu trực tiếp đứng dậy đi thiết nói thánh mẫu trước mặt không thể nói nói ô ngôn quế ngữ lần này liền bỏ qua ngươi cho ngươi một cái cơ hội tự vô mệnh đi ra đại điện đến đến đại điện bên ngoài nhìn lấy từng tôn yêu tộc thần ma lửa giận hừng hực nhìn chăm chú lên chính mình hận không thể nuốt sống rơi chính mình tự vô mệnh không nhìn thẳng rơi mất muốn ăn mình người nhiều, bọn họ tính là cái gì? Hoa Hoàng là tộc ta thánh mẫu, số mệnh tương liên, thánh mẫu lọc mắt xanh, việc này như sắc thép sự thật. Liền xem như nháo đến vạn tộc trước mặt, vạn tộc cũng sẽ không lời nào để nói, các ngươi không muốn sai lầm, vội vàng đem Sơn Hà xã tắt đồ giao ra, lại đem còn lại thánh mẫu chí bảo còn có truyền thừa, toàn bộ đều giao cho ta, ta tốt mang trở về nhân tộc. Yêu Hoàng lạnh lùng nói, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, Hoa Hoàng là yêu tộc, hắn nắm đất tạo người, sáng tạo ra nhân tộc. Tự vô mệnh trực tiếp lắc đầu, quả quyết phủ quyết nói, sai. Hoa hoàng lai lịch thanh bạch, sinh mà tiên thiên, là cao quý thần thánh, đây là thiên địa sở trung tiên thiên sinh linh, muốn nói là thần tộc, như vậy còn có thể dính lấy một bên, nói cứng yêu tộc, như vậy thuần túy cũng là chuyện phiếm. Cửu anh giận dữ, tự vô mệnh ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Hoa hoàng điển tịch ghi chép, làm sao không phải ta tộc. Cửu anh vẫn mà tranh luận, còn muốn tiếp tục tố nói cái gì, trực tiếp bị yêu hoàng đưa tay ngăn lại, trầm giọng mở miệng nói, một phần đạo nguyên tự vô mệnh lộ ra tỉnh ngộ chi sắc nói, tộc ta thánh mẫu năm đó cùng yêu tộc tiên hoàng giao hảo, cũng từng nhập yêu đình làm qua một nhiệm hoàng giả. Đáng tiếc, chỉ là trên danh nghĩa. Đối với đậu trường sinh nói, cái từ kia gọi gì? Đậu trường sinh trả lời nói, danh dự yêu hoàng, cũng là treo cái tên. Tự vô mệnh nói, tộc ta thánh mẫu chỉ là treo cái tên, nhưng bởi vì viễn cổ thật sự là quá xa xưa, lại bị các ngươi yêu tộc tiên liệt hư giả ghi chép, cái này mới có người đời sau ngộ nhận, cho là ta tộc thánh mẫu xuất thân yêu tộc, hai phần đạo nguyên, không đồng ý thì khai chiến. Tự Vô Mệnh vỗ đầu một cái, trực tiếp đối Yêu Hoàng xin lỗi nói, nhìn một cái ta trí nhớ này, tộc ta thánh mẫu năm đó ứng hảo hữu mời là vào yêu tộc, vừa mới không nhớ ra được. Xin lỗi, thật xin lỗi. Ta xin lỗi, ta hướng các vị bồi lễ. Yêu Hoàng trông thấy Tự Vô Mệnh đồng ý, trong lòng lúc này mới thở dài một hơi, sợ Tự Vô Mệnh lòng tham không đáy, sau cùng bức bách bọn họ yêu tộc không có đường lui, nhất định phải lựa chọn cùng nhân tộc khai chiến hiện tại xem ra tự vô mệnh rất có chừng mực, hết thảy đều có thể nói. Đại phương hướng định ra, Hoa Hoàng vì yêu tộc tiên hoàng, viễn cổ thời đại những năm cuối nắm đất tạo người, sáng tạo ra nhân tộc, còn lại cũng là bàn chi mặc tiết, muốn mỗi người bọn họ bỏ thêm vào. Đây là song phương đều có thể tiếp nhận kết quả, Hoa Hoàng đơn độc thuộc về nhất tộc, bất luận là phương nào bị bài trừ bên ngoài, đều sẽ không tiếp nhận, hậu quả cũng là khai chiến. Một cái vấn đề khó khăn không nhỏ giải quyết, yêu hoàng ánh mắt nhìn về phía đậu trường sinh, ánh mắt hiện ra ghét bỏ chi sắc thật sự là một cái tai tinh, sao chổi, tới yêu tộc sau liền không có ổn định qua, tuần tự gây xảy ra chuyện lớn như vậy, vậy mà kém một chút để hai tộc khai chiến. Bây giờ phiền phức cũng không có giải quyết, Sơn Hà xã tắc đồ thuộc về vấn đề, là cái kế tiếp vấn đề khó khăn không nhỏ. Yêu Hoàng ánh mắt sáng ngời, chủ động mở miệng nói, Sơn Hà xã tắc đồ vì ta tộc chí bảo, quả quyết không thể sai sót. Đương nhiên tộc ta cũng không phải không biết tốt xấu người, nhân tộc cũng có Sơn Hà xã tắc đồ quyền thừa kế, làm bắt trước long môn lệ cũ tộc ta không sẽ chủ động xóa đi đậu trường sinh lạc ấn không muốn cò kè mặt cả đây đã là cực hạn tộc ta sẽ không lui thêm bước nữa tự vô mệnh nhìn thoáng qua đậu trường sinh lại nhìn thoáng qua yêu hoàng trong lòng cười lạnh bắt chước long môn lệ cũ ngươi sợ là không biết long môn sẽ phải họ đậu vô cùng sảng khoái nói tốt thì long môn lệ cũ sơn hà xã tắt đồ từ giá nhóm bảo quản đến tại cái gì thời điểm đón về cái này một nhà sự tình bàn lại bất quá bắt chước long môn lệ cũ Long môn tương lai muốn là thuộc về nhân tộc, Sơn Hà xã tắc đồ cũng muốn quy nhân tộc. Tự vô mệnh nhìn lấy yêu hoàng bắt đầu hiếp mắt con ngươi, cười ha ha một tiếng nói, nói đùa. Sơn Hà xã tắc đồ cũng muốn cử hành thí luyện, từ nhân tộc cùng yêu tộc cùng một chỗ tham gia, thu hoạch được Sơn Hà xã tắc đồ bên trong tạo hóa chỗ tốt. Yêu hoàng không có cự tuyệt, trực tiếp ứng tiếng nói, có thể. Nghe thấy tự vô mệnh lui bước, yêu hoàng rất là hài lòng, hoa hoàng thuộc về yêu tộc, Sơn Hà xã tắc đồ không thể rời đi yêu tộc. Đây là hai đại phòng tuyến cuối cùng, người nào đụng yêu tộc thì cùng ai khai chiến. Nhân tộc rất lý trí, cái này là một chuyện tốt. Tự vô mệnh cũng rất hài lòng, bây giờ mang về Sơn Hà xã tắc đồ khẳng định không được, nhưng chỉ cần để Sơn Hà xã tắc đồ đối với nhân tộc mở ra, như vậy thì có thể một chút xíu xâm chiếm Sơn Hà xã tắc đồ, đây chính là nước ấm nấu ếch xanh, tương lai sớm muộn có một ngày đón về Sơn Hà xã tắc đồ. Tự vô mệnh vô cùng nhìn tốt chính mình tiểu lão đệ, bây giờ tiểu lão đệ thực lực vẫn là quá yếu, đợi đến tiên thiên thần ma sau lại đến, đừng muốn nói Sơn Hà xã tắc đồ, sợ là oa hoàng còn lại chí bảo cùng truyền thừa đều muốn bị tiểu lão đệ một tổ bưng yêu hoàng lại một lần nữa chủ động nói thương tộc dùng sơn hà xã tắc đồ châm ngòi tộc ta cùng nhân tộc quan hệ thật sự là dụng ý khó dò liên quân tổ kiến một chuyện đã là lửa xém lông mày tộc ta nguyện ý vì nhân tộc du thuyết các tộc tự vô mệnh thật sâu nhìn chăm chú yêu hoàng đối phương lộ ra kế hoạch rốt cục nói ra tâm lý yêu tộc như thế mềm bỏ ra mấy phần đạo nguyên đại giới hắn mục đích chủ yếu ngay ở chỗ này bọn họ không muốn cho thương tộc cản thương đồng thời cũng có được giờ phút này mất đi bao nhiêu, sau đó phải tại thương tộc chỗ đó cả gốc lẫn lãi đều đoạt thu hồi lại tâm tư. Cái này đối với nhân tộc không phải một chuyện xấu, tự vô mệnh trực tiếp nói, có thể. Tộc ta cùng yêu tộc bắt nguồn xa, dòng chảy dài, quan hệ không ít, trước kia không biết yêu tộc huynh đệ cùng chúng ta quan hệ gần như vậy. Bây giờ sau khi biết, tự nhiên muốn thân cận yêu tộc huynh đệ, Nam Sơn chiến sự ta sau khi trở về, sẽ lập tức lựa chọn đình chỉ, tương lai nhân tộc cùng yêu tộc kết minh, tất nhiên sẽ cho vạn tộc mang đến hòa bình yêu hoàng lắc đầu nói, kết minh một chuyện cần bệ hạ làm chủ, đây không phải ta có thế xử lý. Cái này muốn là cùng nhân tộc kết minh, ngũ tộc minh ước làm sao bây giờ? Tự vô mệnh cũng mặc kệ cái này, vô cùng thân mật bắt lấy yêu hoàng, thân thiết nói, chúng ta hai tộc mới là ở rất gần nhau thân huynh đệ, như long tộc vậy cũng là ngoại nhân. Bây giờ vạn tộc sang sát, chính là chư tộc tranh chấp, chiến hỏa không nghĩ niên đại. Tộc ta cô trưởng nang minh, nhưng có yêu tộc huynh đệ, huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim. Yêu hoàng phất tay nói, Đi thôi. Đi nhanh lên. Không đi nữa, ta sợ ta sẽ xé bỏ hiệp nghị, nhịn không được giết các ngươi. Trực tiếp lựa chọn cùng nhân tộc khai chiến.